Siêu siêu. Thanh âm vừa mới vang lên, 20 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt nhìn 70 vạn người trong Thiên Môn Cốc, trên khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ. Phía sau những người này có đông đảo cường giả hội tụ, đám người Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Gia Cát Tử Vân đều ở bên trong. Âm Nguyệt Tôn Giả, Thanh Sát Tôn Giả, Phá Vũ Tôn Giả, không ngờ mấy lão bất tử này đều tới. Nhìn ba người phía trước, sắc mặt Giác Linh Tôn Giả tức thì đại biến. Ba sơn môn này quả thực đã có chuẩn bị mà tới. Lúc này Thiên Phong Tôn Giả cũng có chút ngưng trọng. Tổng cộng có 24 tôn giả. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua 24 thân ảnh phía trước. Tâm thần tràn ra, từ khí tức ba động không khó nhận ra ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không ngờ lại xuất động nhiều cường giả tôn cấp như vậy. Từ khí tức có thể nhận thấy có 24 cường giả tôn cấp. Lâm Thiên, phiền phức rồi. Âm Nguyệt Tôn Giả của Lan Lăng Sơn Trang, Thanh Sát Tôn Giả của Hắc Sát Giáo cùng với Phá Vũ Tôn Giả của Hóa Vũ Tông đều tới. Ba người này đều là tôn cấp lục trọng, không ngờ ba sơn môn này lại xuất ra thực lực như vậy. Rõ ràng bọn chúng có chuẩn bị mà tới. Thân ảnh Lữ Chính Cường xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên rồi nói, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Ba tôn cấp lục trọng. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía ba cường giả tôn cấp lục trọng. Trong Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông cũng chỉ có Giác Linh Tôn Giả và Sư Thúc Tổ Thiên Phong Tôn Giả là tôn cấp lục trọng. Cường giả tôn cấp hơn kém nhau một trọng thực lực cách nhau vô cùng lớn. Có thể trực tiếp ảnh hưởng tới đại chiến lần này. Mà những cường giả tôn cấp khác ba sơn môn tổng cộng có 24 người. Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn tính vào chỉ có 15 người, lại thêm 5 đại tôn sứ hộ môn của Phi Linh Môn hiện tại, mặt khác còn có Huyết Mị, Hắc Hùng, hơn nữa có Tiểu Long và Sư Huynh Sát Phá Quân là 9 người. Thực lực của hắn cũng tạm coi như một người. Tổng cộng là 10 người. Trên phương diện nhân số nhiều hơn một chút. Nhìn ra các Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai trước mặt, Lục Lâm Thiên suy đoán khí tức trên người ra các Tây Phong này chỉ sợ cũng đã tới tôn cấp. Dù sao Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường cũng đã tới tôn cấp. Ra các Tây Phong này năm đó cũng là một trong thập đại cường giả, khí tức lúc này chỉ sợ cũng đã tới tôn cấp, thế nhưng có lẽ người này thu liếm khí tức cho nên mới vậy. Cũng đã tới lúc rồi. Lục Lâm Thiên thì thào nói, chỉ tính thực lực cường giả tôn cấp hiện tại mà nói song phương không kém bao nhiêu. Thế nhưng trong Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo lại thêm một tôn cấp lục trọng, dường như tôn cấp ngũ trọng cũng hơn 2 người. Vô hình chung đã khiến cho thực lực chỉnh thể tăng lên không ít, đại chiến thường thường sẽ phân thắng bại bởi những người mạnh nhất của hai bên. Đối với chuyện này Lục Lâm Thiên không có quá nhiều lo lắng, bọn họ có thêm một tôn cấp lục trọng. Mà hắn lại có Hắc Vũ tỏa chấn, đây mới là điều then chốt. Lúc này Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên, Thiên Phong Tôn Giả, Giá Linh Tôn Giả đều cực kỳ ngưng trọng. Từ thực lực ba sơn môn này xem ra căn bản không giống như là tới diệt Phi Linh Môn. Thực lực như vậy nếu như muốn diệt Phi Linh Môn mà nói tuyệt đối là giết gà dùng dao mổ trâu. Sợ rằng mục đích của đám người này đối phó với Linh Thiên Môn mới là thật. Bằng không tại sao lại xuất ra thực lực như vậy? Giác Linh Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả, hai người các ngươi còn chưa chết sao? Ha ha! Trong lúc Lục Lâm Thiên suy nghĩ, thanh âm của lão giả mặc trường sam trong ba người tôn cấp lục trọng kia vang lên, dường như cố ý tăng lên thanh âm khiến cho màng nhĩ mấy chục vạn người trong Thiên Môn Cốc đau đớn. Người thực lực thấp chỉ có thể che kín hai lỗ tai, đầu đổ mồ hôi lạnh, cực kỳ chật vật. Ha ha, một đám ô hợp, chỉ bằng vào những người này mà cũng dám chống lại ba sơn môn chúng ta sao? Lão bà khí tức âm hàn kia cười lạnh nói. Mấy tôn cấp lục trọng lại chạy tới nơi này giễu võ dương oai, các ngươi không cảm thấy mình có chút ấu trĩ sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lẽo, thân thể nhảy ra, nhìn đám cường giả tôn cấp phía xa, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Vũ Vương cửu trọng. Nhìn Lục Lâm Thiên, cường giả tôn cấp trong ba sơn môn lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này, Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh lập tức truyền âm nói với chúng cường giả tôn cấp. Hóa ra người chính là Lục Lâm Thiên Linh Vũ song tu sao? Ỷ vào bản thân có chút thiên phú không ngờ lại dám làm càn trước mặt Hóa Vũ Tông ta. Lần này bản tôn thể phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Lão giả mặc trường sam màu đen nhìn Lục Lâm Thiên, hàn ý lạnh lẽo trên người tràn ra. Chỉ bằng vào ngươi sợ rằng còn chưa đủ, ngươi còn chưa có tư cách này. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng. Vũ Tôn lục trọng muốn lấy mạng hắn quả thực là chuyện không có khả năng.
nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt chúng cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông khẽ đổi. Lục Lâm Thiên này đối mặt với một đám cường giả tôn cấp không ngờ lại bình tĩnh như vậy, chỉ riêng phần gan dạ, quyết đoán này không phải ai cũng có thể làm được. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, muốn chết. Ánh mắt lão giả trường sa màu đen lạnh lẽo, cánh tay khẽ phất một cái, một cỗ gợn sóng trong không gian nhanh chóng đánh về phía Lục Lâm Thiên. Hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ra, đang muốn lui về phía sau thì lúc này có một thân ảnh mặc trường bào trong nháy mắt xuất hiện. Thanh sát tôn giả, đồ tôn của ta còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân, cút cho ta. Thân ảnh thiên phong tôn giả chợt lóe, tiếp đó đã xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Trường bào run lên, một cỗ năng lượng thuộc tính phong vô hình thức thì tràn ra, hai cỗ năng lượng ngay lập tức va chạm trước người. Phanh! Năng lượng va chạm, tức thì cả không trung rung động. Hai đại cường giả chỉ hời hợt đánh ra một kích cũng mang theo năng lượng thuộc tính bàng bạc. Lâm Thiên, không có việc gì chứ? Thiên phong tôn giả hỏi Lục Lâm Thiên. Con không có việc gì. Lục Lâm Thiên gật đầu, trong lòng có chút hảo cảm với thiên phong tôn giả. Thiên phong tôn giả, Vân Dương Tông ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Lần này lại muốn nhúng tay vào cổ vực, ta khuyên Vân Dương Tông ngươi nên rời đi thì hơn. Cổ vực không phải là nơi mà các ngươi muốn nhúng tay là có thể nhúng tay vào được. Ánh mắt lão giả mặc trường sa màu đen trầm xuống, thủ ấn thu lại, chắp tay mà đứng, lạnh lùng nhìn về phía thiên phong tôn giả. Cái gì mà nhúng tay hay không nhúng tay? Ngươi muốn tiêu diệt phi linh môn của đồ tôn ta, Vân Dương Tông ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắc sát giáo của ngươi cùng với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông lui ra thì tự nhiên ta cũng sẽ lui. Thiên phong tôn giả nhìn qua đông đảo cường giả trong ba sơn môn, còn có 150 vạn đệ tử phía dưới, sắc mặt khẽ đổi. Trong lòng cũng có chút ngưng trọng, Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông tới hỗ trợ thế nhưng vẫn không thể chống lại ba sơn môn này. Nếu như chân chính động thủ, người có hại tuyệt đối là Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn. Nếu như Vân Dương Tông nhất quyết nhúng tay vào, vậy thì cứ việc. Trong Lan Lăng Sơn Trang, lão bà kia tiến lên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thiên phong tôn giả. Người này dường như chính là âm nguyệt tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang. Động thủ đi, đem thiên môn cốc này san bằng. Phá Vũ tôn giả tiến lên, khí tức sắc bén trên người bắt đầu khởi động. Đệ tử Lan Lăng Sơn Trang nghe lệnh, chuẩn bị giết đám người Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn. Đệ tử Hắc Sát Giáo nghe lệnh, chuẩn bị động thủ. Đệ tử Hóa Vũ Tông nghe lệnh, chuẩn bị bày binh bố trận. Thanh âm ba người ra cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai quanh quẩn trên không trung. Giết! Ba người nói xong, khí tức trăm vạn người bắt đầu trào ra. Trong ba sơn môn, cường giả tôn cấp mấy chục người, cường giả vương cấp không ít hơn 400 người. Về phần xuất cấp càng thêm nhiều, vô cùng kinh khủng. Một đám cường giả hội tụ, khí tức kinh người tràn ra khiến cho toàn bộ không gian sơn mạch run rẩy. Đệ tử Vân Dương Tông nghe lệnh, chuẩn bị nghênh địch. Đệ tử Linh Thiên Môn nghe lệnh, đón địch. Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường vừa mới quát xong, khí tức trên người chúng đệ tử Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông bạo phát. Thế nhưng khí tức vô hình trung bị Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo ngăn chặn, có vẻ có chút yếu thế hơn. Trên số lượng tôn cấp, Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông không địch lại. Người có tu vi vương cấp của hai môn cũng chỉ có gần 200 người, ít hơn phân nửa. Người có tu vi xuất cấp cũng ít hơn phân nửa, khí tức đương nhiên bị ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang áp chế. So nhiều người sao? Nhìn khí thế ba sơn môn phóng lên cao, khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên nở nụ cười nhạt. Sau khi thu liếm, ánh mắt hắn đảo qua phía dưới, nhìn về phía Thiên Độc Yêu Long khẽ gật đầu. Ngao! Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng. Thanh âm giống như tiếng sấm sét phóng lên cao đánh văng gợn sóng trong không gian hóa thành tiếng gầm khuếch tán. Lập tức quát lớn. Chúng thú yêu đường nghe lệnh. Thiên Độc Yêu Long nói xong, tiếp đó đột nhiên có tiếng xé gió chung quang vang lên, đồng thời mặt đất rung động. Chung quanh thiên môn cốc, trên những ngọn núi trùng điệp đột nhiên có mấy trăm đầu yêu thú phi hành bay lên, ngay khi yêu thú phi hành xuất hiện cả đỉnh núi như lay động. Một khắc sau. Từ trên đỉnh núi từ 100 đầu yêu thú chuyển thành 1.000 đầu. Growl. Giống giống. Đông đảo yêu thú rít gào, thanh âm hội tụ lại một chỗ giống như sấm sét chấn động nhân tâm, trong đó có hơn 10 đầu yêu thú thất giai. Trường ngao yêu giải, thiết sĩ yêu ngạc, nghịch lân yêu bằng, thủy hỏa yêu giao, thái âm yêu thỏ, huyết ngọc yêu hổ,
huyết tích dịch còn có thị huyết yêu lang mà Lục Lâm Thiên thu phục trước đó đều có mặt. Trăm thú vỗ cánh, ngàn thú chạy tới, loại uy thế này tuyệt đối mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt tổng cộng có gần 2.000 đầu yêu thú xuất hiện ở bốn phía. Từng đầu yêu thú khổng lồ xuất hiện khiến cho ánh mắt mọi người nhìn vào không khỏi biến đổi. Trong này cũng có hơn 10 đầu yêu thú thất giai, về phần yêu thú lục giai có trên trăm. Giống giống. Dưới cỗ khí tức này, yêu thú và ngựa của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo lập tức hoảng hốt, sợ hãi. Yêu thú cấp bậc thấp cảm nhận được những cỗ khí tức này đều lập tức kinh hoàng. Nhưng dưới khí tức sắc bén của đệ tử Ba Sơn Môn đám yêu thú, ngựa này mới có thể ổn định lại một chút. Yêu thú của Phi Linh Môn khiến cho Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông kinh ngạc, cỗ thực lực này không kém. Hừ, Phi Linh lẽ nào chỉ dựa vào mấy đầu nghiệt xúc này mà đã nghĩ tới việc đối phó với chúng ta sao? Âm Nguyệt Tôn giả cười lạnh, mấy nghìn đầu yêu thú này tuy rằng không kém, chỉ là trong mắt cường giả tôn cấp mà nói, tuyệt đối còn chưa đủ. Thiếu sao? Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, hàn ý trong mắt tràn ra, ánh mắt nhìn về phía Tâm Đồng. Nếu thiếu ta sẽ tăng thêm một chút cho ngươi. Hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, nói xong thủ ấn trong tay được kết, một đám không gian thú nang xuất hiện trong tay, từng đạo lưu quang lập tức đánh ra. Ra! Thân ảnh xinh đẹp của Lục Tâm Đồng chợt lóe lên rồi đi tới bên người Lục Lâm Thiên, thủ ấn được kết, trong tay cũng xuất hiện một sấp dày không gian thú nang. Từng đạo lưu quang bắn ra, trong nháy mắt hóa thành từng đạo thú ảnh khổng lồ trên không trung, khí thế ngập trời tức thì bạo phát. Giống giống, ngao, chi chi, ô ô, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, không trung lập tức rung động, đất trời rung chuyển. Từng tiếng yêu thú, linh thú rít gào vang lên, thanh âm hội tụ lại cùng một chỗ giống như sấm sét chấn động nhân tâm. Ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của trăm vạn người, trên bầu trời, từ trong tay hai người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng có vô số đạo lưu quang bắn ra, sau đó hóa thành một đám yêu thú, linh thú. Trên trời dưới đất có ngàn vạn yêu thú, linh thú. Ngàn vạn đầu yêu thú, linh thú khổng lồ, cảnh tượng đồ sộ bực này không cần phải nói. Growl. Chúng thú rít gào, một màn kinh ngạc này khiến cho mọi người chân chối. Ngàn vạn yêu thú, linh thú, cảnh tượng kinh khủng này khiến cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo sợ hãi. Ngay cả đệ tử Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông còn có Phi Linh Môn cũng ngây người ra. Khi Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng trên không trung thu tay lại thì mấy vạn yêu thú, linh thú trong khoảng khắc đã chiếm toàn bộ sơn mạch, thân ảnh yêu thú khổng lồ đông nghịt, toàn bộ thiên môn cốc đều được đại quân yêu thú bao phủ, cực kỳ đồ sộ. Loại uy thế này không thể diễn tả bằng lời. Phía dưới còn có đông đảo yêu thú, trong đó yêu thú thất giai trên trăm, thất giai hậu kỳ và đỉnh phong cũng không ít. Còn lại mấy nghìn đều là yêu thú lục giai và ngũ giai. Mà ở trong không gian, yêu thú Xích Viêm, Lục Tâm Đồng, Long Linh thả ra cũng không thua một vạn năm, trong đó yêu thú thất giai không dưới yêu thú ở dưới thiên đảo. Mà còn có hơn 50 đầu linh thú thất giai Long Linh thu phục. Mấy trăm đầu linh thú lục giai, tính ra tổng cộng cũng có hơn 7.000 đầu. Lại thêm yêu thú trong sơn mạch Vũ Đô ước chừng hơn 2 vạn, hơn nữa yêu thú thủ hạ của hai người Bàn Vân. Bàn Hủy chính là yêu thú, còn có yêu thú vốn có bên trong Phi Linh Môn thì đã không thua 3 vạn. 3 vạn yêu thú, linh thú, cấp bậc thất giai gần 300, thất giai hậu kỳ và đỉnh phong không ít, lục giai có hơn 1.000 đầu. Thật nhiều yêu thú, linh thú. Đây chính là mấy vạn yêu thú, linh thú A. Yêu thú thất giai đỉnh phong. Yêu thú lục giai hậu kỳ. Linh thú thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Mọi người. Bao gồm cả cường giả tôn cấp lúc này vô cùng kinh hãi, cả đám sắc mặt đại biến, nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng trước mặt. Đây chính là hơn 3 vạn yêu thú, linh thú A. Cấp bậc thất giai hơn 300, thế lực kinh khủng như vậy tuyệt đối không thể xem thường. Mấy tôn cấp bình thường nếu như rơi vào trong đó không chết thì cũng phải bị thương nặng. Tôn cấp nhất trọng nếu như rơi vào trong vòng vây công của yêu thú thất giai sợ rằng không cần bao lâu sẽ trực tiếp bị đánh chết. Chi. Ngao. Nhiều yêu thú linh thú kinh khủng như vậy khiến cho đám tòa kỵ Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cưỡi tới lúc này không thể chống lại được nữa. Dưới đàn yêu thú kinh khủng trước mặt cả đám run rẩy. Đi! Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn chung quanh, đối với biểu hiện trên mặt mọi người hắn không thèm để ý tới. Thủ ấn lần nữa biến đổi, nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay, từng đạo lưu quang từ bên trong bắn ra. Khôi tứ,
khôi ngũ xuất hiện trước người, lưu quang thu liếm, từng đầu khôi lỗi hiện ra. Tất cả khôi lỗi đều là cấp 7, trên người mỗi đầu khôi lỗi đều có lưu quang quanh quẩn, mang theo một cỗ khí tức tuyệt đối cường hãn. Khí tức tràn ra không trung, Lục Lâm Thiên luyện chế 128 cỗ thi thể, cộng thêm khôi tứ và khôi ngũ, lúc này có 130 đầu khôi lỗi xuất hiện trước mắt mọi người. Là khôi lỗi, đều là khôi lỗi cấp 7. Trời, không ngờ lại có nhiều khôi lỗi cấp 7 như vậy. Trên người Lục Lâm Thiên này không ngờ lại có nhiều khôi lỗi như vậy. Siêu siêu, từng tiếng hít sâu, nuốt nước bọt vang lên. Chấn động, tất cả mọi người đều bị chấn động. Đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo chấn động, người của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông cũng chấn động. Tiểu tử này, thực lực phi linh môn không ngờ lại mạnh tới mức này. Hai mắt Lữ Chính Cường tỏa sáng, nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng trước mặt. Giác Linh Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả cùng chúng cường giả run sợ. Vân Khiếu Thiên há hốc mồm thật lâu còn chưa khép lại được, đám người Thiên Phong Tôn Giả, Thiên Thủy Tôn Giả lúc này cũng kích động không ngớt, không ai nghĩ tới thực lực của phi linh môn lại kinh khủng tới mức như vậy. Nếu nói ngay từ đầu 2000 đầu yêu thú của phi linh môn khiến cho mọi người động dung mà nói, hiện tại cảnh tượng kinh khủng trước mắt trực tiếp khiến cho tim mọi người như ngừng đập. 300 yêu thú, linh thú thất giai, 130 đầu khôi lỗi cấp 7. Mấy nghìn yêu thú, linh thú lục giai. Nếu như không nói tới tôn cấp, chỉ bằng cỗ thực lực này của phi linh môn cũng có thể trực tiếp chống lại Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo. Tới bây giờ Vân Khiếu Thiên Lữ Chính Cường mới hiểu được thảo nào từ trước cho tới nay Lục Lâm Thiên đều bình tĩnh, căn bản không thèm để ý tới. Hóa ra thực lực của phi linh môn lại kinh khủng tới mức C này. Trong phi linh môn, mọi người lúc này đều khiếp sợ không gì sánh được. Đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Hổ Viêm Thiên Vương, Khoái Kiếm Vương, Khấu Phi Yến, An Cát Tú Na, Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng chúng cường giả phi linh môn đều bị khiếp sợ. Bởi vì bọn họ cũng không biết thực lực bên người trưởng môn lại kinh khủng như vậy. Phi linh môn ta mạnh mẽ a. Phi linh môn hưng thịnh. Tất cả cường giả phi linh môn kích động không thôi, trên 300 đầu yêu thú linh thú thất giai, 130 đầu khôi lỗi cấp 7. Mấy nghìn yêu thú, linh thú lục giai, thực lực phi linh môn như vậy hà tất phải sợ. Hai người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn nhau. Thảo nào tiểu tử kia từ đầu tới giờ đều bảo hai người không cần nóng vội, hóa ra hắn đã sớm có đại quân yêu thú, linh thú còn có khôi lỗi kinh khủng như vậy. Giờ phút này hai người cũng không tránh khỏi hít sâu một hơi. Đều là yêu thú, linh thú và khôi lỗi của phi linh môn a. Chơi con mẹ nó, hiện tại ai sợ ai a? Phi linh môn chúng ta cũng không dễ bắt nạt. Đám đệ tử phi linh môn lúc này kích động khó có thể nói nên lời. Hận không thể lập tức cùng với đại quân yêu thú, linh thú, khôi lỗi xung phong liều chết. Thực lực bực này bọn họ căn bản không còn sợ Ba Sơn Môn nữa. So sánh với sự ngạc nhiên và kích động của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông và Phi Linh Môn. Đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo lúc này chỉ có khiếp sợ và kinh hãi. Chỉ bằng vào đại quân khôi lỗi và yêu thú linh thú kinh khủng này của Phi Linh có thể một mình chống lại trăm vạn nhân mã của Ba Sơn Môn. Ngay từ đầu chiếm thế thượng phong, thế nhưng lúc này trong nháy mắt lại bị áp chế khiến cho người của Ba Sơn Môn này vô cùng ngưng trọng. Sắc mặt Âm Nguyệt Tôn Giả, Thanh Sát Tôn Giả, Phá Vũ Tôn Giả cùng chúng cường giả lập tức khó coi. Không hề nghi ngờ bọn họ đã tính tới thực lực của Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông tới đây, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của bọn họ. Thế nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ thực lực của Phi Linh Môn lại tới một bước này. Quan trọng nhất là đây chính là đại quân yêu thú. Linh thú, khôi lỗi khó dây vào nhất. Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo các người muốn đối phó với phi linh môn, các người nghĩ hiện tại các người còn có tư cách này sao? Lục Lâm Thiên lăng không mà đứng, quanh thân tràn ngập hàn ý, toàn bộ nhiệt độ trên không trung giảm xuống, hàn ý lạnh lẽo lan tràn trên không gian. Mọi người ngẩng đầu nhìn thân ảnh màu xanh trên bầu trời. Trong mấy năm ngắn ngủi người thanh niên này không ngờ đem thực lực phi linh môn tăng cường tới trình độ kinh khủng như hiện tại. Hừ, tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tư cách, thực lực phi linh môn so sánh với huyền thiên môn 7000 năm trước không biết mạnh hơn được bao nhiêu, thế nhưng ta chắc chắn cũng sẽ bị diệt. Thanh Sát Tôn Giả lạnh lùng nói, thế nhưng sự ngưng trọng trong lòng hắn khó có thể che giấu. Đáng tiếc phi linh môn ta không phải là huyền thiên môn.
Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói xong quay về phía Huyết Mị nói. Huyết Mị, chuẩn bị đi. Vâng, chủ nhân. Huyết Mị đáp một tiếng, thân hình linh lung trong nháy mắt nhảy lên giữa không trung. Mái tóc màu đỏ phía sau phất phơ, một cỗ sát khí ngập trời bạo phát. Quanh thân lập tức được huyết sắc quang mang bao phủ, cỗ huyết sắc quang mang này nhanh chóng lan tràn ra. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, huyết sắc quang mang ngập trời bao phủ cả không trung. Ầm ầm, không gian trong huyết sắc quang mang ầm ầm lay động, một cỗ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ tới. Trong nháy mắt khi mọi người ngẩng đầu lên, huyết sắc quang mang tiêu tán hơn phân nửa. Một tổ ong màu đỏ to chừng nghìn thước xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Năng lượng thiên địa quanh quẩn bên ngoài tổ ong, một cỗ khí tức dị thường cường hãn tức thì lan tràn ra. Cỗ khí tức này khiến cho linh hồn không khỏi run lên. Sắc mặt tất cả cường giả có mặt ở đây tức thì đại biến. Đây là mẫu hoàng phong thị huyết linh phong bát giai. Nhắc tới thị huyết linh phong, hô hấp của mọi người đình trệ một chút, chỗ kinh khủng của thị huyết linh phong mẫu hoàng phong bát giai người biết hàng đều biết rõ. Chi chi. Khí tức trong tổ ong trên không trung tràn ra, khí tức cực kỳ cường hãn và cuồng bạo. Siêu siêu. Trong nháy mắt này trong toàn bộ tổ ong có vô số thị huyết linh phong đông nghịt tuôn ra. Trên ngàn vạn lỗ nhỏ trên tổ ong, thị huyết linh phong giống như vô cùng tận nhảy ra. Cảnh này khiến cho mọi người chăm chú nhìn vào, cảnh tượng vô cùng chấn động. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thị huyết linh phong phô thiên cái địa bạo phát. Liếc mắt nhìn qua ước chừng trên trăm vạn, thị huyết linh phong đông nghịt giống như một đám mây mù màu đỏ che phủ bầu trời. Phía trước là trăm vạn thị huyết linh phong nhất giai, phía sau còn có không kém 20 vạn thị huyết linh phong tam giai, tứ giai 5 vạn, ngũ giai 1 vạn. Lục giai hơn 1.000, thất giai có 4-50 đầu. Thất giai đỉnh phong dường như không có, thế nhưng thất giai hậu kỳ cũng có 5 đầu. Đám thị huyết linh phong lục giai này to bằng trẻ con vừa mới sinh ra, cả người đỏ tươi, khí tức dữ tợn, cuồng bạo khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy tê dại ra đầu. Trăm vạn thị huyết linh phong nhất giai, 20 vạn thị huyết linh phong tam giai, tứ giai 5 vạn, thị huyết linh phong ngũ giai 1 vạn, lục giai 1.000, thất giai có 4-50. Lục Lâm Thiên nhìn thấy tất cả trong mắt hiện lên sự thỏa mãn. Huyết Mị đột phá bát giai, tất cả thị huyết linh phong nàng đào tạo ra trước đó đều đột phá tân chức. Thực lực khủng bố như vậy đủ để chứng minh sự kinh khủng của thị huyết linh phong bát giai. Ông ông! Lúc này trên trăm vạn thị huyết linh phong đông nghịt xuất hiện hội tụ thành một đám mây mù, khí tức hung ác bạo ngược tràn ngập không trung mang theo tiếng ong ong ngập trời khiến cho người ta không khỏi cảm thấy sởn da gà. Ai nấy đều biết, vạn nhất bị thị huyết linh phong này tập trung, vậy thì chính là ác mộng của người đó. Mà huống chi đây còn có thị huyết linh phong lục giai, thất giai. Thị huyết linh phong kinh khủng như vậy nếu như tập trung vây công một tôn cấp thì tôn cấp kia cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Nếu như đối phó với người bình thường mà nói, sợ rằng sẽ giống như nơi châu chấu đi qua, không có một ngọn cỏ nào còn sót lại. Chi chi. Trước tổ ong, trăm vạn thị huyết linh phong kêu lên từng tiếng quái dị, trong tiếng kêu quái dị này tràn ngập một cỗ khí tức cuồng bạo. Tiếng kêu vang lên, toàn bộ không gian tức thì sôi trào, một cỗ khí tức hung hãn trong chốc lát khuếch tán. Khí tức trong toàn bộ thiên môn cốc tức thì trở nên cực kỳ đáng sợ. Thị huyết linh phong lục giai. Thị huyết linh phong thất giai. Nhiều thị huyết linh phong như vậy sao? Phi linh môn này thật đáng sợ. Nhìn cảnh này, mọi người lần nữa khiếp sợ, thị huyết linh phong bát giai, quá kinh khủng. Không ngờ lại đột phá bát giai rồi. Đám người Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên đã sớm biết bên người Lục Lâm Thiên có linh thú kinh khủng như thị huyết linh phong, thế nhưng bọn họ thật không ngờ thị huyết linh phong này nhanh như vậy đã đột phá bát giai. Thị huyết linh phong bát giai vô cùng kinh khủng. Chỉ bằng một đầu thị huyết linh phong bát giai này sợ rằng nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cũng không dám đơn giản trêu vào. Nhìn thấy thị huyết linh phong xuất hiện, sắc mặt đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo càng thêm khó coi, thậm chí còn có người trong lòng đã bắt đầu hối hận tới bao vây tiễu trừ phi linh môn. Thực lực mà phi linh môn bày ra hiện tại bọn họ nào dám đơn giản bao vây tiễu trừ nữa. Nhìn cảnh này, hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên ngày càng nồng nặc. Ánh mắt đảo qua không trung, lạnh nhạt nói. Các đệ tử phi linh môn nghe lệnh, chuẩn bị tiêu diệt đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo. Lục Lâm Thiên nói xong, 20 vạn đệ tử phi linh môn phía dưới lúc này đã sớm được ăn thuốc ký, nhìn thấy thực lực mà trưởng môn mang tới, bọn họ không còn sợ gì nữa.
Growl. Uồm. Giống. Lục Lâm Thiên vừa mới dứt lời, phía sau Lục Lâm Thiên có từng đạo lưu quang lóe lên trong nháy mắt phóng lên cao. Tiếng thú giống đột nhiên giống như tiếng sấm vang vọng phía chân trời. Một tiếng gầm gừ của cự mãng màu trắng xuyên thấu không gian, thanh âm giống như long khiếu, thân thể được lân phiến màu trắng bao phủ lơ lửng ở phía chân trời, thân thể cuồn cuộn mang theo một đám cuồng phong, uy thế kinh người khiến cho gợn sóng trong không gian trực tiếp nhộn nhạo. Bên người đầu cự mãng màu trắng này còn có một đầu yêu thú kinh khủng chừng 800 thước lăng không mà đứng, cả người được lân phiến màu đỏ bao phủ, đầu giống sói mà lại giống hổ, hai mắt to lớn giống như đèn LNG vô cùng dữ tợn. Phía dưới là lợi chảo sắc bén, toàn thân tản ra khí tức nóng bỏng, gợn sóng trong không gian không ngừng run động. Bốn đầu yêu thú khổng lồ này xuất hiện, bản thể đám thiên độc yêu long, thiên sĩ tuyết sư, quỳ long như hoa, hắc hùng cũng lập tức hiện ra. Lúc này dưới vô số đầu yêu thú khổng lồ trong lòng tất cả mọi người đều có cảm giác nhỏ bé, cảm nhận cỗ khí tức này khiến cho trong lòng mọi người cả kinh, hoảng sợ. Đây là... mọi người khiếp sợ. Kinh hãi nhìn những đầu yêu thú kinh khủng trên không trung. Ngẫu nhiên có cường giả biến sắc. Không ngờ lại là xích viêm kim nghê thú. Long linh mãng viễn cổ, còn có long linh mãng viễn cổ sao? Hoàng kim yêu long viễn cổ, hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ. Bốn đầu này đều là yêu thú bát giai a. Còn có hắc nham yêu hùng bát giai. Mọi người khiếp sợ, giác linh tôn giả, tình linh tôn giả của linh thiên môn. Còn có Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi, Thiên Phong Tôn Giả, Thiên Thủ Tôn Giả của Vân Dương Tông và đám người Vân Khiếu Thiên lần nữa kinh hãi. Bọn họ không ngờ những đầu yêu thú, linh thú xuất hiện trước mặt mình đều là yêu thú, linh thú có huyết mạch cực cao ở thời viễn cổ. Đó là nhắc nham yêu hùng bát giai. Còn có thiên độc yêu long. Còn có quỷ long. Trời ạ, không ngờ lại có nhiều yêu thú kinh khủng như vậy. Đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông. Hắc sát giáo liên tiếp chấn động, quá kinh khủng, không ngờ phi linh môn lại còn có những yêu thú, linh thú kinh khủng như vậy. Ngao! Có vài đầu yêu thú kinh khủng kêu lên một tiếng dữ tợn, thanh âm hóa thành sóng âm lan tràn ra chung quanh. Ra mắt yêu vương! Ra mắt linh vương! Trong thiên môn cốc, mấy vạn yêu thú quay về phía đám người bàn hủy, bàn vân, long linh, xích viêm hành lễ. Khí thế như vậy khiến cho trong lòng đám cường giả tôn cấp rung động không ngớt. Chi chi, ô ô, dưới uy áp bực này, đông đảo yêu thú phi hành, tọa kỵ, còn có ngựa của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo lập tức run rẩy, tất cả yêu thú trực tiếp phủ phục. Uy áp của Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ, Long Linh Mãng Viễn Cổ, Xích Viêm Kim Nghê không phải là thứ mà bọn nó có thể chống lại. A, à, chúng thú phủ phục khiến cho đoàn người rối loạn, đệ tử Ba Sơn Môn trực tiếp từ trên lưng yêu thú té xuống. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Sắc mặt ba người Âm Nguyệt Tôn Giả, Thanh Sát Tôn Giả, Phá Vũ Tôn Giả tức thì trầm xuống, đều phất tay đánh ra một đạo quang mang bao phủ trước trăm vạn đại quân, ngăn cản uy áp của Bàn Hủy, Bàn Vân, Xích Viêm, Long Linh, lúc này đông đảo đám yêu thú, tỏa kỵ mới bình tĩnh lại. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng chống đỡ được sao? Nhìn thấy ba người ngăn cản khí tức của đám người Long Linh, tinh quang trong đôi mắt nhỏ của Tiểu Long bắn ra. Trong nháy mắt quang mang quanh người tràn ra, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ, một cỗ uy áp tuyệt đối tràn ngập không trung. Ngao! Khôi phục bản thể, Tiểu Long giống lên một tiếng xuyên thấu không gian, lân phiến trên người tràn ngập hỏa diễm màu vàng. Gợn sóng trong không gian giống như động lại, cỗ uy thế kinh người chấn động nhân tâm, bên trong còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn vạn thú rung động. Uy áp thật mạnh mẽ! Trong chớp mắt này toàn bộ cường giả tôn cấp có mặt tức thì kinh hãi. Cả đám dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào bản thể Tiểu Long. Khí tức trên người Tiểu Long khiến cho linh hồn bọn họ trực tiếp run rẩy. Cỗ khí tức này rõ ràng so với chúng thú Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ, Long Linh Mãng Viễn Cổ, Xích Viêm Kim Nghê Thú còn mạnh hơn nhiều. Lúc này vạn thú trong không gian bỗng nhiên cảm nhận được khí tức trên người Tiểu Long, máu tươi trong cơ thể vạn thú giờ phút này bắt đầu sôi trào, mặc kệ là có cấp bậc cao tới đâu, cho dù là thất giai hậu kỳ đỉnh phong cũng không thể chống lại. Dưới cảm giác sôi trào này tất cả yêu thú đều run rẩy, vạn thú bắt đầu phủ phục dưới mặt đất. Bái kiến yêu hoàng, bái kiến linh hoàng, từng tiếng rít gào giống như sấm sét vang vọng trong phiến không gian, cuối cùng truyền đi rất xa. Khắp thiên môn cốc như trở thành địa bàn của Tiểu Long. Lúc này khí tức của Tiểu Long xuyên thấu không gian,
ngay cả đám người âm nguyệt tôn giả cũng không thể ngăn cản cỗ khí tức kia. Tiểu Long đã đột phá bát giai, cỗ uy áp này cho dù bằng vào tu vi của bọn họ cũng không thể chống lại. Cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long lúc này, tất cả yêu thú, tọa kỵ của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đều không thể chống lại được nữa, từng đầu yêu thú phủ phục trên mặt đất. Uy áp tới từ huyết mạch của Tiểu Long, yêu thú cao giai cũng không thể chống lại, huống chi chỉ là đám yêu thú tọa kỵ như bọn chúng. Bọn nó bị áp chế tuyệt đối, loại áp chế này tới từ sâu trong huyết mạch và linh hồn khiến cho chúng không thể phản kháng. Bái kiến yêu hoàng, bái kiến linh vương. Trong ba sơn môn, tất cả yêu thú và linh thú ngoại trừ mấy đầu yêu thú lục giai tọa kỵ bị khí tức của đám người âm nguyệt tôn giả bao phủ ra, tất cả yêu thú, linh thú tọa kỵ khác đều phủ phục trên mặt đất, thanh âm vô cùng cung kính. Uy áp tới từ huyết mạch tràn ngập thiên địa khiến cho bọn nó run rẩy, không thể phản kháng. A, à, chúng thú phủ phục, người của ba sơn môn hơn phân nửa bị rơi từ trên lưng yêu thú, tọa kỵ và yêu thú phi hành xuống. Trên tọa kỵ phi hành, người có tu vi xuất cấp còn đỡ, thế nhưng dưới xuất cấp thì không xong. Tuy rằng được cường giả trong môn cứu, thế nhưng cũng có một chút người không kịp cứu, trực tiếp rơi từ trên không trung té xuống. Tuy rằng không phải quá cao, hơn nữa đều là người tu luyện, thực lực cũng không thấp cho nên ngã xuống chỉ bị thương không nhẹ, miệng phun ra máu tươi. Hơn trăm vạn người tức thì hỗn loạn, cực kỳ chật vật. Yêu hoàng, linh hoàng. Mọi người nhìn thấy cảnh này triệt để chấn động. Yêu hoàng, sao lại là yêu hoàng bộ tộc? Đông đảo cường giả kinh hãi, yêu thú này không ngờ lại là người của yêu hoàng, linh hoàng tộc. Có bổn hoàng ở đây các ngươi còn không mau cút cho ta. Tiểu Long rít gào, thân thể cuồn cuộn, uy áp tràn ngập không gian. Cả không trung như gió nổi mây phun. Không trung rung động như sắp vỡ nát. Cái miệng dữ tợn mở ra, ánh mắt nhìn về phía trước mang theo sự kiêu ngạo, bá đạo vô hạn. Giống giống. Ô ô. Đông đảo yêu thú nhìn nhau, uy áp tới từ huyết mạch và sâu trong linh hồn khiến cho chúng nó không thể phản kháng. Cả đám lập tức rời đi, không dám dừng lại, căn bản không thèm để ý tới tiếng la hét, khống chế của người ba sơn môn. Cảnh này khiến cho hơn 200 vạn người có mặt nghẹn họng. Đầu yêu thú kinh khủng này không ngờ lại trưởng thành nhanh như vậy. Trong Vân Dương Tông, Thiên Phong Tôn Giả, Thiên Thủy Tôn Giả cùng chúng cường giả nhìn nhau. Bọn họ đã sớm biết bên người Lục Lâm Thiên có đầu yêu thú kinh khủng này, đầu yêu thú này là do Thanh Long Linh Hoàng tộc và Huyền Vũ Yêu Hoàng tộc sinh ra. Tuy rằng không được coi là thành viên trong hai tộc, thế nhưng người ngoài dám động vào người nó, nếu như bị Thanh Long Linh Hoàng tộc và Huyền Vũ Yêu Hoàng tộc biến được, sợ rằng sẽ gặp phải công kích của hai đại hoàng tộc. Vân Khiếu Thiên tán thán, khi trước cường giả trong tông không cho hắn trêu vào đầu yêu thú này, không ngờ tốc độ trưởng thành của nó cũng kinh người như vậy, đã đạt tới bát giai. Hít! Trong Linh Thiên Môn, chúng cường giả nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Số yêu thú, linh thú tụ tập bên người sợ rằng ngay cả vạn thú tông cũng không thể so sánh, chỉ ít vạn thú tông còn không có yêu hoàng và linh hoàng. Đáng chết! Đám người âm nguyệt tôn giả, thanh sát tôn giả. Phá Vũ Tôn giả thầm mắng một câu. Bằng vào tu vi cùng lịch duyệt của bọn họ chỉ cần liếc mắt nhìn vài lần là có thể nhìn ra hơn phân nửa. Đầu yêu thú kinh khủng trước mặt bọn họ là tạp giao của Thanh Long Linh Hoàng tộc và Huyền Vũ Yêu Hoàng tộc, thứ này căn bản không thể tồn tại, không ngờ bên người Lục Lâm Thiên lại còn có vật này. Yêu thú này không được Thanh Long Linh Hoàng tộc và Huyền Vũ Yêu Hoàng tộc chấp nhận, thế nhưng người ngoài động vào nó, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Siêu! Băng Mộc Tôn giả sát phá quân, Thiên Thủ Quỷ Tôn lúc này cũng đi tới bên người Lục Lâm Thiên, khí tức kinh người tràn ra. Lục Lâm Thiên lăng không đứng, bên người là bản thể dữ tợn của Tiểu Long, sau đó là Thiên Thủ Quỷ Tôn và sát phá quân, sau đó nữa là Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh, Xích Viêm, Hắc Hùng, Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa, Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tổ ong của huyết mị ở trên không xoay tròn, trước người Lục Lâm Thiên chính là Thị Huyết Linh Phong Phô Thiên Cái Địa. Bảy đầu yêu thú bát giai, hơn nữa lại thêm Thiên Thủ Quỷ Tôn và sát phá quân, bên người Lục Lâm Thiên tương đương với 9 tôn giả, còn có 300 yêu thú thất giai, 50 đầu Thị Huyết Linh Phong thất giai. 130 đầu khôi lỗi cấp 7, mấy nghìn yêu thú lục giai. Thực lực như vậy khiến cho ngay cả đám người Linh Thiên Môn lúc này cũng không khỏi lắc đầu, thực lực của Phi Linh Môn đã đủ để chống lại nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang. Thực lực mà Lục Lâm Thiên biểu hiện ra lúc này không còn ai dám xem thường hắn nữa. Trong lòng đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường âm thầm khiếp sợ,
tiểu tử Lục Lâm Thiên này ở trước mặt bọn họ ẩn giấu quá sâu, sâu đến mức không ai đoán nổi. Áo bào xanh trên người Lục Lâm Thiên tung bay, sát khí ngập trời trong người tràn ra, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía người của Ba Sơn Môn. Ai vừa nói diệt phi linh môn ta thì cứ việc bước lên, để xem phi linh môn ta có phải là huyền thiên môn năm đó hay không. Thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn trong không trung, trước mặt đám tôn giả, Lục Lâm Thiên vẫn kiêu ngạo như cũ. Hừ, không phải chỉ dựa vào mấy đầu nghiệt xúc sao? Chỉ bằng vào chúng thực lực phi linh môn các ngươi còn chưa đủ. Phía xa xa, ánh mắt Công Tôn Hóa Nhai trầm xuống, lạnh nhạt nói một tiếng. Công Tôn Hóa Nhai, ngươi còn chưa có tư cách kiêu ngạo trước mặt bản vương. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn lại, hàn ý trong mắt bắn ra, trong thanh âm tràn ngập sự kiêu ngạo cùng bá đạo. Hừ, tiểu tử kiêu ngạo, đơn đả độc đấu ngươi làm sao có thể là đối thủ của bản tông. Sắc mặt Công Tôn Hóa Nhai khẽ đổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Một tiểu tử hậu bối trong khoảng thời gian ngắn đã có thành tựu như vậy. Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì hắn không nên cố kỵ hậu quả, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết tiểu tử này. Mà hiện tại có hối hận cũng không kịp, cánh chim của tiểu tử này đã cứng, muốn đối phó rất khó khăn. Đơn đả độc đấu sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày. Hừ, Lục Lâm Thiên, không phải ngươi không dám đơn đả độc đấu đó chứ? Hắc bào trên người Đồng Quy Tinh rung lên, lạnh nhạt nói một tiếng. Ta thấy tiểu tử này không dám rồi. Ánh mắt Gia Cát Tây Phong khẽ đảo, nhìn về phía Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, ba người hiểu ý. Gia Cát Tây Phong khẽ phe phẩy cái quạt nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử, người chỉ biết dựa vào quan hệ với Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn mà thôi. Cũng chỉ biết dựa vào nữ nhân, nếu như có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu, nếu như không dám tiến lên thì tốt nhất nên lui lại trốn sau lưng nữ nhân, tốt nhất là trốn vào trong chăn là được rồi. Nói xong Gia Cát Tây Phong cười lạnh nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Thực lực của Phi Linh Môn đã khiến cho Ba Sơn Môn kinh hãi. Nếu như ngạnh kháng sợ rằng Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không chiếm được một chút tiện nghi nào mà còn rơi vào thế hạ phong. Mà nếu có thể bắt giữ Lục Lâm Thiên mà nói thì không còn gì tốt hơn. Vô hình chung sẽ giải quyết không ít phiền toái. Gia Cát Tây Phong, người thật không biết xấu hổ, người cũng coi như là người thành danh đã vài chục năm, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu với ta. Vẻ mặt Lữ Chính Cường trầm xuống, thân ảnh lăng không nhảy lên, thế nhưng lại bị Vân Khiếu Thiên giữ lại. Lữ Chính Cường, con rể ta đang muốn đơn đả độc đấu, ngươi qua đó làm gì? Vân Khiếu Thiên, hiện tại ta không rảnh quan tâm tới ngươi. Lữ Chính Cường quát lên một tiếng, nhìn thấy ánh mắt Vân Khiếu Thiên lập tức giật mình, dường như bên trong có thâm ý cho nên thân thể lập tức đứng lại, không nhúc nhích nữa. Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, các ngươi muốn đơn đả độc đấu thì ta sẽ phụng bồi, để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi trong 30 năm qua tiến bộ tới mức nào mà dám lớn tiếng như vậy. Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn vào ba người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh. Đối mặt với Sát Phá Quân, ba người này không dám tự cao, bằng vào thực lực của Sát Phá Quân này ba người đơn đả độc đấu sợ rằng còn chưa đủ. Sư huynh, để đệ tới. Lục Lâm Thiên đứng bên cạnh Sát Phá Quân lên tiếng, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía trước lạnh nhạt nói. Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong, ba người các ngươi cùng lên đi, đối phó với ba người các ngươi thì làm sao? Nếu như ba lão thất phu các ngươi không dám thì chạy về ổ đi. Sau này nhìn thấy người của Phi Linh Môn chúng ta tốt nhất nên đi đường vòng. Thanh âm chói tai mang theo chân khí quanh quẩn trong tai mọi người. Khí thế bá đạo kiêu ngạo vô cùng khiến cho mọi người động dung, cũng có người khinh thường. Muốn một đấu ba sao? Nghe vậy, chúng cường giả trong Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn nghi hoặc. Ha ha! Ngay khi Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, ba người Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong tức thì cười rộ lên, Lục Lâm Thiên một câu lão thất phu, hai câu lão thất phu. Bằng vào thân phận ba người làm sao có thể nhịn được? Hơn nữa ba người đã sớm có ý định động thủ với Lục Lâm Thiên, nhân cơ hội bắt lấy tiểu tử này cho nên lúc này Lục Lâm Thiên muốn một mình đấu ba người, bọn họ sao có thể buông tha được cơ chứ? Ba người đều nhìn về phía cường giả tôn cấp trong môn, trong mắt hiện lên sự hiểu ý, dường như mấy cường giả tôn cấp kia cũng có ý này. Ba người vây công một người, ba đạo thân ảnh tức thì nhảy lên không trung. Tiểu tử, thực sự đủ kiêu ngạo, chúng ta không ngại thành toàn cho ngươi.
đừng nói chúng ta lấy nhiều bắt nạt ít, cho ngươi ra trước ba chiêu. Gia Cát Tây Phong thu quạt lại, thân ảnh đi tới vị trí cách Lục Lâm Thiên vài trăm thước. Già mà không biết xấu hổ, lấy nhiều bắt nạt ít, còn nói đẹp như vậy. Ta phi. Bên trái Vân Khiếu Thiên, Vân Hồng Lăng phun ra một ngụm nước bọt, lớn tiếng quát. Không chỉ nhiều bắt nạt ít mà còn lấy lớn bắt nạt nhỏ, đâu chỉ là không biết xấu hổ, quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Lữ Tiểu Linh cũng quát lớn một tiếng, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Nghe hai nàng nói không ít cường giả âm thầm cười trong lòng. Ba người này quả thực không biết xấu hổ, ba người vô luận là tuổi tác hay là thực lực đều hơn Lục Lâm Thiên, thế nhưng ba người lại liên thủ còn nói hay như vậy quả thực vô sỉ tới cực điểm. Hừ, nghe Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh nói, sắc mặt ba người Gia Cát Tây Phong đỏ lên rồi khẽ hừ lạnh một tiếng. Hừ, không biết trời cao đất rộng, tiểu tử, ngươi muốn chết. Phía xa xa trong đội hình của Lan Lăng Sơn Trang, Gia Cát Tử Vân nhìn thực lực phi linh môn của Lục Lâm Thiên lúc này trong lòng lại càng thêm đố kỵ, hận không thể nhìn thấy Lục Lâm Thiên sớm biến mất trong mắt hắn một chút. Ba lão thất phu, không ngờ các ngươi lại dám đi lên a. Lục Lâm Thiên nhìn ba người trước mắt, hàn ý trong mắt bắn ra, ba người này muốn khiến hắn tức giận để giao chiến, mục đích rất rõ ràng, ba người này sợ rằng e ngại thực lực của phi linh môn cho nên mới khích tướng như vậy. Thế nhưng bọn họ cho rằng biện pháp kích tướng rõ ràng như vậy hắn không nhìn ra sao. Vậy thì hắn phải tương kế tựu kế một chút. Đáng chết, ta cho ngươi xuất khẩu cuồng ngôn, đợi lát nữa ta sẽ giáo huấn ngươi thật tốt. Vẻ mặt Công Tôn Hóa Nhai trầm xuống, sát khí tràn ra. Khí tức cường hãn bạo phát, Lục Lâm Thiên một câu lão thất phu, hai câu lão thất phu khiến cho hắn vô cùng tức giận. Tiểu tử, nhường ngươi ba chiêu, ra tay đi. Gia Cát Tây Phong lạnh nhạt nói, quạt trong tay phe phẩy, trường bào rung động. Gợn sóng trong không gian quanh thân bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đang cuồn cuộn, hắn cũng bị Lục Lâm Thiên chọc giận. Nhường ta ba chiêu sao? Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo hàn ý. Đồng Quy Tinh không nói gì, khí tức quanh người cũng tràn ra. Lúc này ba cỗ khí tức của ba người đều tập trung trên người Lục Lâm Thiên, sợ rằng lúc này Lục Lâm Thiên muốn thoát thân cũng khó khăn. Cảm giác khí tức của ba người này đã khóa chặt bản thân, ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe lên, quanh thân cũng có một cỗ khí tức bắt đầu lan tràn ra. Bốn người đứng ở phía xa nhìn nhau, khí tức bắt đầu tiếp xúc trong không gian. Khí tức vô hình chung khiến cho toàn bộ không trung thiên môn cốc nặng nề. Bốn người đánh một trận đồng nghĩa với việc bốn người đứng đầu bốn sơn môn đánh một trận. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo đến diệt phi linh môn. Bốn người đứng đầu bốn đại sơn môn đánh một trận tương đương với trận đấu khai mào, thắng thua đối với nhân mã song phương mà nói có tác động vô cùng lớn tới sĩ khí. Đông đảo cường giả cũng muốn biết Lục Lâm Thiên này lấy một chọi ba, rốt cuộc là bản thân hắn có thực lực hay là không biết trời cao đất rộng. Lục Lâm Thiên này mới chỉ thành danh trong thành Cự Giang không bao lâu, lẽ nào trong thời gian ngắn đã có thực lực chống lại ba cường giả thành danh đã lâu như Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai sao? Hít. Trong bầu không khí căng cứng này Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, thân ảnh tạo thành một đường vòng cung này cực kỳ kỳ quái, toàn bộ thân thể giống như mãnh thú vận sức chờ phát động, cỗ khí thế giống như vồ mồi kia vô hình chung khiến cho trong lòng mọi người không khỏi run lên, phảng phất như người đứng trước mặt bọn họ là một đầu mãnh hổ vậy. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Hai người Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi nhìn nhau, trong lòng lo lắng không thôi. Cả đám cường giả tôn cấp của Linh Thiên Môn cũng nghi hoặc không ngớt, lẽ nào thực lực của Lục Lâm Thiên này hiện tại có thể chống lại ba người Công Tôn Hóa Nhai sao? Ba người này không phải là người bình thường a. Trong phi linh môn lúc này chúng cường giả cũng vô cùng lo lắng không thôi. Trong lòng đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến, Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc, Diệp Phi đều không ngừng suy đoán, lẽ nào thực lực của trưởng môn đã tới mức có thể chống lại ba người kia sao? Hay là có dự định nào khác? Trong lòng đám người phi linh môn lo lắng thế nhưng đồng thời mọi người cũng biết trưởng môn không phải là người liều lĩnh. Nhất định là có dự định từ trước, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi trưởng môn mà thôi. Giống như là trưởng môn đột nhiên gọi ra đại quân yêu thú và khôi lỗi, hy vọng lần này sẽ khiến cho người của phi linh môn kinh hỉ một lần nữa. Ba lão thất phu, nghẹn khuất mấy năm nay ta sẽ cùng tính toán với các ngươi. Thân thể Lục Lâm Thiên tạo thành hình cung, chân phải bỗng nhiên đạp hư không, quang mang dưới chân chợt lóe. Cả không trung lắc lư,
dưới bàn chân không gian trực tiếp nổ tung, bầu không khí căng thẳng rốt cuộc cũng nổ. Bàn chân đạp mạnh hư không, thân ảnh Lục Lâm Thiên trong nháy mắt lao thẳng tới ba người Công Tôn Hóa Nhai, khí tức Vũ Vương Cửu Trọng triệt để bạo phát. Vũ Vương Cửu Trọng, mắt thấy Lục Lâm Thiên lao thẳng tới, ba người Công Tôn Hóa Nhai nhìn nhau, khí tức bắt đầu bạo phát. Khí tức trong nháy mắt tập trung trên người Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên trong thời gian ngắn đột phá Vũ Vương Cửu Trọng cũng khiến cho mọi người âm thầm kinh hãi không thôi. Siêu siêu. Lúc này thân ảnh ba người trong nháy mắt lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, ba người không ngờ đồng thời triển khai công kích. Cái gì mà nhường ba chiêu, căn bản là lời nói suông. Thân ảnh ba người nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh về phía Lục Lâm Thiên. Tiếp đó, thân ảnh Công Tôn Hóa Nhai giống như một mũi tên rời cung bắn ra, chân khí bạo phát, thân ảnh ầm ầm phóng lên cao. Trong nháy mắt đánh ra một đạo trưởng ấn trực tiếp phóng về phía Lục Lâm Thiên. Bàn chân đồng quy tinh đạp mạnh hư không, một đạo chảo ấn nhanh chóng chụp về phía trước khiến cho không gian vặn vẹo. Mục tiêu thẳng tới Lục Lâm Thiên. Gia Cát Tây Phong phía sau cũng có động tác, cái quạt trong tay bỗng nhiên chớp động, giống như một cái thước chỉ thẳng về phía Lục Lâm Thiên, dường như trên cái quạt này còn mang theo một cỗ thú uy mạnh mẽ. Trong khí tức của ba người thì hai người đồng quy tinh, Công Tôn Hóa Nhai là Vũ Vương Cửu Trọng đỉnh phong, mà khí tức của Gia Cát Tây Phong còn không dưới hai người này. Dường như còn có ẩn dấu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, ba đạo công kích của ba người, chảo ấn, trưởng ấn, chiết phiến, mỗi một đạo công kích đều có lực xé rách không gian. Công khí như sấm sét hội tụ, kình phong đáng sợ trong nháy mắt phô thiên cái địa tràn ra. Năng lượng kinh khủng dưới trăm vạn ánh mắt hung hăng bao phủ Lục Lâm Thiên. Hạ lưu, vô sỉ, ba người này quả thực quá đê tiện. Nhìn thấy cảnh này, cường giả trong Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn lập tức mắng to một tiếng. Cái gì mà nhường ba chiêu, một chiêu đã toàn lực xuất thủ, dường như còn muốn nhanh chóng giải quyết Lục Lâm Thiên, căn bản không có ý định nhường, lại còn nói nhường ba chiêu, có lẽ ba người này muốn Lục Lâm Thiên buông lỏng cách giác a. Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, ba người các ngươi quá vô sỉ, không biết xấu hổ, đê tiện, vô sỉ, hạ lưu. Lữ Tiểu Linh tức thì mắng to. Dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía chúng cường giả Giá Linh Tôn giả. Vô liêm sỉ. Giác Linh Tôn giả, Tình Linh Tôn giả cùng chúng cường giả Linh Thiên Môn giận dữ, dường như muốn xuất thủ. Giác Linh Tôn giả, các ngươi gấp cái gì? Chúng ta còn chưa gấp a. Thiên Phong Tôn giả nói. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, nụ cười này mang theo ý tứ chế giễu, thực lực của Lục Lâm Thiên hắn là người rõ ràng nhất. Lực phòng ngự kinh khủng của tiểu tử kia há là thứ mà người bình thường có thể đối phó. Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh là Vũ Vương Cửu Trọng đỉnh phong thì làm sao? Gia Cát Tây Phong dường như có chút ẩn giấu, thế nhưng chỉ sợ tính toán của Gia Cát Tây Phong sẽ phải thất bại. Giữa không trung, Hắc Vũ lạnh nhạt nhìn về phía trước, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, công kích kinh khủng của ba người phóng lên cao, khoảng cách càng ngày càng gần Lục Lâm Thiên. Nói thì dài thế nhưng trên thực tế chỉ trong sát na mà thôi. Mà trong sát na này, khóe miệng Lục Lâm Thiên nở nụ cười nhạt, ba người này nói cái gì mà nhường ba chiêu, Lục Lâm Thiên căn bản không tin, cho nên cũng không để ý. Thanh Linh Khải Giáp, Hổ Biến. Trong lúc cười nhạt, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, trong nháy mắt trực tiếp thôi động hình thái thứ hai của Thanh Linh Khải Giáp. Thân thể ngay ở trên không trung trực tiếp bành trướng rồi mở rộng, đồng thời bao trùm lên lân phiến. Quang mang quanh quẩn, lân phiến trên Thanh Linh Khải Giáp thu lại, bao phủ thân thể. Siêu siêu. Lân phiến màu xanh tràn ngập lưu quang giống như đao mang bao trùm thân thể mang theo năng lượng kinh người. Thân thể Lục Lâm Thiên không ngừng biến hóa, gân cốt cơ thể, tứ chi bách hải, huyết mạch, huyết quản đều mở rộng. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai tay Lục Lâm Thiên đã hóa thành hai hổ chảo lớn, toàn thân được lân phiến bao phủ, thân thể đã hóa thành một đầu cự hổ trên trăm thước. Cự hổ màu trắng xanh, hung mãnh dị thường, quanh thân tràn ngập điện mang, một cỗ uy thế mạnh mẽ khiến cho người khác kinh hãi, chấn động tràn ra. Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại biến thành cự hổ rồi? Chẳng lẽ là vũ kỹ? Lẽ nào đây là bí pháp? Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên thi triển hổ biến khiến cho mọi người khiếp sợ, thậm chí là kinh hãi không nói nên lời, Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi, Lữ Tiểu Linh, Giác Linh Tôn Giả. Tình Linh Tôn giả cùng với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh,
Hổ Viêm Thiên Vương cùng với đám người thiên thủ quỷ tôn của Phi Linh Môn kinh ngạc tới há hốc mồm. Điều này vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Cảnh này khiến cho Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong chấn động, công kích vô hình chung chậm lại một chút. Thế nhưng trong nháy mắt này công kích của ba người cũng đánh về phía Lục Lâm Thiên, công kích của hai người Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh một trưởng một chảo trực tiếp đánh về phía Lục Lâm Thiên, chiết phiến trong tay Gia Cát Tây Phong trực tiếp công kích về phía Lục Lâm Thiên. Giống. Công kích của ba người đánh tới, trong thoáng chốc một tiếng hổ gầm từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra, trong thanh âm mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ. Dưới cỗ uy áp này, tất cả yêu thú ở chung quanh toàn thân phát lạnh, đại bộ phận người phía xa che lỗ tai lại, vẻ mặt đỏ bừng. Ánh mắt to lớn của Lục Lâm Thiên trầm xuống, đối mặt với công kích của ba người, dưới hổ biến, Lục Lâm Thiên làm sao phải e ngại. Chi trước vung lên, đột nhiên tại thành một đường cong quái dị, điện mang quanh quẩn trên móng vuốt. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên trong không trung đột nhiên nhảy ra, giống như một con hổ vồ mồi mang theo uy thế kinh người, thân thể uy vũ trực tiếp đánh văn gợn sóng trong không gian, miệng hét lớn một tiếng. Tề Thiên Liệt Địa Chảo. Siêu. Hai móng vuốt đánh xuống, cả không gian giống như phong vân biến sắc, trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Trong không trung, năng lượng thuộc tính hỏa ngập trời hội tụ, hai đạo chảo ấn dưới hai móng vuốt bắn ra. Chảo ấn mang theo xu thế sấm sét trong đánh về phía công kích của Công Tôn Hóa Nhai và Đồng Quy Tinh. Cạch cạch. Dưới chảo ấn như vậy công kích của hai người trực tiếp bị đánh trúng. Chỉ trong nháy mắt rằng co, trong không trung vang lên tiếng trầm muộn xé gió, toàn bộ không gian run rẩy. Một chảo một trưởng của hai người trong sát na đã bị hai đạo Tề Thiên Liệt Hỏa chảo của Lục Lâm Thiên đánh tan thành mảnh nhỏ. Tu vi của hai người đều là Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong, lại không phải là Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong bình thường. Thực lực có thể so sánh với Vũ Tôn nhất trọng bình thường, thế nhưng hai người này vẫn không thể chống lại Tề Thiên Liệt Địa chảo của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên chỉ bằng vào lực lượng một chảo, ở dưới trạng thái hổ biến có thể xé rách Vũ Tôn nhất trọng bình thường, lúc này phối hợp với Tề Thiên Liệt Địa chảo, uy lực không cần phải nói. Cho dù thực lực hai người Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh có mạnh mẽ hơn cũng không có tác dụng, chênh lệch quá lớn. Công kích của hai người bị phá hủy, trong lòng khiếp sợ, kinh ngạc không nói nên lời. Thực lực của linh tướng hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Trước tiên Đồng Quy Tinh trong nháy mắt bố trí một đạo quang cháo màu đen giống như cương cháo phòng ngự, Công Tôn Hóa Nhai nhanh chóng bố trí một đạo quang mang màu trắng giống như khải giáp. Mà dưới Tề Thiên Liệt Địa chảo nóng bỏng, kinh khủng của Lục Lâm Thiên vừa mới phá hủy trưởng ấn và chảo ấn của hai người, kinh khí nhanh chóng khuếch tán, kinh khí nóng bỏng xé rách không gian, lộ ra từng cái khe đen kịt. Mà trong đó, hai người Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh vội vàng bố trí thủ đoạn phòng ngự lúc này cũng chật vật bị bao phủ vào bên trong. Phanh! Đồng thời, chiết phiến của Gia Cát Tây Phong trực tiếp đánh lên trên thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Trước chiết phiến, không gian vặn vẹo, lực lượng kinh người chút xuống. Tất cả cường giả Linh Thiên Môn và Phi Linh Môn nhìn thấy cảnh này trong lòng tức thì lo lắng. Ai? Mà lúc này Vân Khiếu Thiên nhìn thoáng qua Gia Cát Tây Phong rồi nở nụ cười quỷ dị. Ngay khi tiếng cảm tán của Vân Khiếu Thiên còn chưa dứt, chiết phiến của Gia Cát Tây Phong đánh tới nơi, thế nhưng không đánh xuống thì không sao. Chiết phiến vừa mới đánh xuống trên thân thể cự hổ của Lục Lâm Thiên, tức thì có một cỗ điện mang phản phệ, lực lượng cuồng bạo nhanh như thiểm điện vọt tới. Biến cố như vậy khiến cho Gia Cát Tây Phong kinh ngạc thối lui, hắn thật không ngờ dưới một kích của mình Lục Lâm Thiên lại không bị tổn thương một chút nào. Lực phòng ngự không ngờ lại kinh khủng tới mức này, mà điện mang kinh khủng kia còn có thể phản vệ khiến cho toàn thân hắn tê dại, chân khí giống như đình trệ dọa cho hắn nhanh chóng thối lui. Biến hóa kinh người này cũng khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì biến hóa này vượt quá dự liệu của mọi người. Phanh phanh. Hoàn toàn không để ý tới Gia Cát Tây Phong, hai chi trước của Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh về phía Công Tôn Hóa Nhai và Đồng Quy Tinh, dưới Tề Thiên Liệt Địa chảo hai người căn bản không thể chống lại. Chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo trong nháy mắt bao phủ thân thể hai người, cương cháo màu đen của Đồng Quy Tinh nứt nẻ, khải giáp giống như nham thạch của Công Tôn Hóa Nhai cũng bị nghiền nát, không ngờ cũng là vũ linh khí địa cấp. Khục khục. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này hai người làm sao có thể chống lại Tề Thiên Liệt Địa chảo của Lục Lâm Thiên, máu tươi phun ra. Ngay sau đó hai người không may này bị đánh bay từ trên cao xuống, phân biệt đập vào hai ngọn núi trong phạm vi Thiên Môn Cốc. Thân thể đập xuống, đất núi rung chuyển, đá vụn bắn ra bốn phía,
ngọn núi bị đập thành một cái hố to. Chỉ trong chốc lát thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên lần nữa đánh xuống, hai móng vuốt lớn đánh vào hai ngọn núi kia. Ầm ầm, đất trời rung chuyển, hai đạo chảo ấn đánh xuống vào hai cái hố to trên ngọn núi, thân thể khổng lồ mang theo uy áp của vương giả, mặt đất trên núi nứt nẻ, khí thế chấn động nhân tâm. Giống, một tiếng rít gào vang lên, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên đứng thẳng. Móng vuốt lớn trên thân thể lúc này trong nháy mắt mang theo không gian lực bao phủ hai đạo thân ảnh kia. Hai đạo thân ảnh này nhanh chóng bị Lục Lâm Thiên cấm chế, quanh người máu tươi đầm đìa, dường như dưới một chiêu của Lục Lâm Thiên bị thương không nhẹ. Nhìn thấy cảnh này mọi người kinh hãi, không ngờ dưới một chiêu Lục Lâm Thiên lại bắt được hai người Công Tôn Hóa Nhai và Đồng Quy Tinh. Đáng chết! Trong nháy mắt Công Tôn Hóa Nhai và Đồng Quy Tinh bị thương nặng dưới một chiêu rồi bị bắt giữ. Thanh Sát Tôn giả và Phá Vũ Tôn giả cũng không nhịn được nữa, sắc mặt hai người kinh hãi, thân ảnh chợt lóe lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Siêu. Trong lúc đó, Âm Nguyệt Tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang cũng lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Hừ. Không có một chút do dự nào, Thiên Phong Tôn giả, Giác Linh Tôn giả hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hai người trong nháy mắt nhảy ra, tập trung vào Phá Vũ Tôn giả và Thanh Sát Tôn giả. Siêu siêu. Thiên Thủ Tôn giả, Tình Linh Tôn giả âm trầm, gợn sóng trong không gian chung quanh hai người rung động, lập tức thân ảnh hai người biến mất tại chỗ. Siêu. Đồng thời, mắt thấy Lục Lâm Thiên dùng một chiêu bắt hai người Công Tôn Hóa Nhai và Đồng Quy Tinh, công kích kinh khủng của Lục Lâm Thiên đã sớm không còn ở đẳng cấp vương cấp. Gia Cát Tây Phong hít sâu một hơi, ngoài công kích còn có lực phòng ngự kinh khủng của Lục Lâm Thiên khiến cho trong lòng hắn phát lạnh cho nên nhanh chóng thối lui, đâu còn dám chống lại. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra không đến hai hô hấp, đều là siêu cấp cường giả xuất thủ. Động tác đều nhanh tới cực hạn, trong vòng chưa tới hai hô hấp đủ để phát sinh vô số biến cố. Gia Cát Tây Phong, ngươi trốn đi đâu? Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, hắn làm sao có thể thả cho Gia Cát Tây Phong đi được, khí tức đã sớm tập trung vào trên người Gia Cát Tây Phong, thân thể to lớn hạ xuống mang theo hai người Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh thế nhưng tốc độ cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Thân thể khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trước người Gia Cát Tây Phong. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta thực sự muốn chạy trốn sao? Cùng lúc này Gia Cát Tây Phong bỗng nhiên quay đầu lại, khí tức quanh thân tràn ra. Trường bào trên người tung bay, khí tức của Vũ Tôn Nhất Trọng hiển lộ. Quanh thân cũng được bố trí một kiện khải giáp màu trắng, toàn thân đều được khải giáp bao phủ. Gia Cát Tây Phong ẩn giấu tu vi, hắn đã là Vũ Tôn Nhất Trọng. Cảm nhận khí tức của Gia Cát Tây Phong lúc này, trong lòng không ít người không khỏi trầm xuống. Lâm Thiên, cẩn thận Thiên Long phiến của Gia Cát Tây Phong, Thiên Long phiến chính là chiết phiến do xương cốt yêu thú long tộc bát giai luyện chế mà thành. Mặt của nó chính là long lân, lại thêm long huyết cùng vô số thiên tài địa bảo mà luyện chế thành vũ linh khí địa cấp, uy lực rất mạnh. Lâm Thiên cẩn thận Thiên Long phiến của Gia Cát Tây Phong, công kích mạnh nhất của Thiên Long phiến chính là hóa long kích. Đột nhiên trong tai Lục Lâm Thiên vang lên thanh âm của Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Thiên. Tiểu tử, để xem ngươi còn có thể ngăn cản được công kích của ta hay không. Chết đi. Gia Cát Tây Phong không dám trực tiếp công kích Lục Lâm Thiên, lôi điện lực kinh khủng cắn trả khiến cho toàn thân hắn tê dại, thủ ấn nhanh chóng kết xuất, cái quạt trong tay mở ra. Trong nháy mắt bên trong cái quạt có một tiếng long khiếu vang lên. Ngao. Thanh âm vang lên, tiếng gầm quanh quẩn trong không dung. Bên trong chiết phiến bắn ra quang mang chói mắt, tiếp đó chỉ thấy quang mang chói mắt trong chiết phiến của Gia Cát Tây Phong hóa thành một đầu cự long màu đen, đầu cự long này dài vài trăm thước, dáng dấp dữ tợn giống như vật còn sống, mang theo kình khí kinh khủng cùng với uy áp mạnh mẽ. Tiếng rít gào vang lên, trực tiếp đánh về phía Lục Lâm Thiên. Nhìn đầu cự long màu đen, trong đôi mắt lớn của Lục Lâm Thiên hiện lên ánh mắt kỳ dị, sau đó thân thể to lớn trực tiếp đánh tới. Trời ạ! Lục Lâm Thiên không ngờ lại muốn trực tiếp chống lại hóa long kích của Thiên Long Phiến. Lực phòng ngự của hắn chả lẽ lại kinh khủng như vậy sao? Quá tự kiêu rồi. Công kích của Thiên Long Phiến do Gia Cát Tây Phong thi triển ra cho dù Vũ Tôn Tam Trọng cũng tuyệt đối không dám dùng thân thể chống lại, Vũ Tôn Tứ Trọng sợ rằng cũng không dám sơ ý. Lùi về cho ta. Đồng thời, phía sau lưng Lục Lâm Thiên, Thiên Phong Tôn Giả, Giác Linh Tôn giả và Phá Vũ Tôn giả của Hóa Vũ Tông và Thanh Sát Tôn giả của Hắc Sát Giáo đã giao thủ với nhau. Phanh phanh. Công kích của bốn người tiếp xúc giống như vẫn thạch va chạm, trong nháy mắt cả không gian run lên,
kinh khí kinh khủng giống như một cơn lốc phá không chút xuống, cả không gian giống như đổ nát. Kinh phong đáng sợ tức thì xuyên thấu không gian tàn sát tứ phía, vô số ngọn núi phía dưới đều bị san bằng. Ngao! Đồng thời, trong ánh mắt kinh ngạc của trăm vạn người, cự long màu đen mang theo công kích kinh khủng trong nháy mắt đánh vào trên thân thể to lớn của Lục Lâm Thiên. Cự long này so với thân thể cự hổ của Lục Lâm Thiên còn lớn hơn 8 lần, hai vật va chạm vào nhau giống như vẫn thạch va chạm, quang mang chói mắt bắn ra. Ầm ầm. Dưới quang mang này trong sát na cả không gian run rẩy, kinh khí kinh khủng giống như một cơn lốc trút xuống. Không gian giống như đổ nát, lực lượng kinh khủng hung hăng đánh lên thân thể cự hổ của Lục Lâm Thiên. Giống. Một tiếng rít gào xuyên thấu không gian. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên trực tiếp bị đánh lùi lại mấy bước, cỗ lực lượng mạnh mẽ này cũng không nhỏ. Nhưng mà lúc này thân thể Lục Lâm Thiên cũng chỉ bị đẩy lui mấy bước mà thôi. Đầu cự long màu đen khổng lồ tức thì bị lôi điện lực phản phệ, điện mang quấn quanh thân ảnh hắc long, như biến nó thành một đầu điện long, tỏa ra ánh sáng chói mắt rồi tiêu tán. Khục khục. Giữa không trung, đầu hắc long bị phá hủy, thân hình ra cát tây phong đồng thời bị đánh bay đi. Ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Trốn chỗ nào? Thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên dùng tốc độ mạnh mẽ giống như hổ vồ mồi, lực lượng và tốc độ kết hợp hoàn mỹ bộc phát ra công kích kinh người. Tiểu tử, dừng tay cho ta. Thân ảnh Âm Nguyệt Tôn Giả trong chớp mắt xuất hiện phía sau Lục Lâm Thiên. Âm Nguyệt Tôn Giả giao cho chúng ta. Đồng thời, Thiên Thủy Tôn Giả và Tình Linh Tôn Giả xuất hiện, hai người liên thủ trong khoảnh khắc chắn phía sau lưng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên vốn không lo lắng, có Hắc Vũ ở bên lược trận, hắn hoàn toàn không cần bận tâm quá nhiều. Gia Cát Tây Phong bị đẩy lui, trong lúc bị đẩy lùi nhìn thấy thân thể Lục Lâm Thiên lăng không lao thẳng tới, sắc mặt tức thì đại biến, nhanh chóng chạy trốn. Tiểu tử, ngươi dám! Trong Lan Lăng Sơn Trang, mấy cường giả tôn cấp trong nháy mắt này lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, sắc mặt cả đám đại biến. Nếu như trang chủ rơi vào trong tay người này thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Còn muốn chạy sao? Nhìn ra Cát Tây Phong đang nhanh chóng chạy trốn phía trước, hai mắt Lục Lâm Thiên lạnh lẽo, vẻ mặt khẽ biến hóa, trong lòng quát nhe một tiếng. Thời gian loạn. Đột nhiên quanh thân Lục Lâm Thiên có một cỗ khí tức quỷ dị nhanh chóng lan tràn ra, gợn sóng trong không gian lan tràn với một tốc độ bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Đột nhiên trong nháy mắt đem ra Cát Tây Phong bao phủ. Gợn sóng trong không gian bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy này trực tiếp đồng hóa gợn sóng trong không gian. Trong lòng Gia Cát Tây Phong cảm nhận một cảm giác không tốt, trong hoảng hốt thế nhưng lại không nói nên lời. Lúc này mọi người kinh ngạc nhìn thấy một màn, thân ảnh Gia Cát Tây Phong dường như dừng lại một chút, dừng lại chỉ trong chớp mắt này cũng chỉ có người có tu vi trên tôn cấp mới có thể cảm giác được, thực lực thấp căn bản không thể cảm nhận được. Cảm giác hoảng loạn trong lòng Gia Cát Tây Phong chỉ trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà lúc này trước mặt Gia Cát Tây Phong hiện lên thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên, thân ảnh Lục Lâm Thiên vì sao lại quỷ dị xuất hiện trước mắt hắn như vậy hắn hoàn toàn không biết được. Biến hóa bực này, Gia Cát Tây Phong đương nhiên còn không biết, vừa rồi hắn đã bị thời gian loạn của Lục Lâm Thiên làm ảnh hưởng trong lúc vô thanh vô tức. Trong nháy mắt vừa rồi dưới sự ảnh hưởng của Lục Lâm Thiên thời gian đã trở thành gấp 10 lần, tuy rằng chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, thậm chí còn không đến một chớp mắt. Thế nhưng cũng đủ để cho Lục Lâm Thiên trong nháy mắt chắn trước mặt hắn. Uy lực của thời gian loạn lúc này cũng khiến cho bản thân Lục Lâm Thiên phải sợ hãi than, đồng thời trong lòng cũng vui mừng không ngớt. Hắn rốt cuộc có thể thôi động tuyệt chiêu thời gian loạn của sư phụ. Tuy rằng đây chỉ là một chút da lông trong da lông, thế nhưng cũng chứng minh hắn đã lĩnh ngộ thời gian tới giai đoạn nhập môn. Giống. Tuy rằng trong lòng mừng rỡ thế nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới việc Lục Lâm Thiên soát thủ. Hắn không dừng lại một chút nào, thân ảnh vừa mới xuất hiện, điện mang quanh quẩn, tề thiên liệt địa chảo lần nữa được thôi động. Không gian chung quanh trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ, năng lượng thuộc tính hỏa ngập trời hội tụ tới. Một đạo chảo ấn được bắn ra, chảo ấn xé rách không gian sau đó bao phủ Gia Cát Tây Phong. Không xong. Cho ngồ ong Gia Cát Tây Phong thầm kêu một tiếng không xong thế nhưng hắn muốn thoát thân đã không còn kịp nữa rồi. Quanh thân hắn lúc này trong lúc vô hình có một cỗ không gian lực bao phủ, cỗ không gian lực này còn mạnh hơn của hắn khiến cho hắn không thể thoát thân ra thì đã bị chảo ấn bao phủ. Năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc trong thiên địa mang theo kình khí sắc bén chút xuống cơ thể hắn. Phanh! Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, Gia Cát Tây Phong căn bản không thể chống lại,
chảo ấn trực tiếp xé rách không gian tạo thành cái khe đen kịt trong không gian. Khục khục. Trong bầu trời, không gian bị chảo ấn xé rách, khải giáp trên người Gia Cát Tây Phong bị nghiền nát, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trong nháy mắt từ trên không trung rơi xuống. Ầm ầm. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, Gia Cát Tây Phong không thể chống lại, thân thể trực tiếp đập xuống sơn cốc dưới mặt đất. Lực lượng mạnh mẽ tạo thành một cái hố sâu, đá vụn bắn tứ tung, mặt đất nứt nẻ. Phanh phanh phanh. Đồng thời, Âm Nguyệt Tôn Giả và Thiên Thủy Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả giao thủ với nhau, ba người mang theo năng lượng thiên địa va chạm, lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian bị xé rách tạo thành những cái khe đen kịt. Khục khục. Hai người Thiên Thủy Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả chống lại Âm Nguyệt Tôn Giả, thân hình bị đẩy lùi về phía sau vài bước. Có vẻ có chút chật vật, Vũ Tôn Ngũ Trọng dưới tình huống bình thường căn bản khó có thể chống lại Tôn Giả Lục Trọng, không phải ai cũng biến thái như Lục Lâm Thiên, có thể vượt cấp chống lại đối thủ. Giống. Trong chớp mắt này, Lục Lâm Thiên không có một chút do dự nào, thân thể khổng lồ trong nháy mắt nhảy xuống, một chảo tức thì đánh xuống, hung hăng đánh về phía Gia Cát Tây Phong đang ở dưới hố sâu. Tất cả hành động lưu loát giống như nước chảy mây trôi, nghiêm túc mà nói, Lục Lâm Thiên chỉ mới thi triển hai chiêu mà thôi. Nếu tính cả thời gian loạn thì là ba chiêu, mà trong vòng hai chiêu, Lục Lâm Thiên đã đem ba người Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong kiêu ngạo không gì sánh được đánh bại. Tất cả mất có hai chiêu, nói thì dài thế nhưng nếu tính còn chưa được một phút đồng hồ. Siêu siêu, tiểu tử, ngươi dám, Lan Lăng Sơn Trang ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Mấy cường giả tôn cấp trong Lan Lăng Sơn Trang trong nháy mắt xuất hiện phía trước Lục Lâm Thiên, cả đám đánh xuống. Growl, giống, trong Phi Linh Môn, đám người Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh, Xích Viêm, Sát Phá Quân, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Hắc Hùng rít gào. Thân thể to lớn nhanh như thiểm điện bắn về phía trước. Trong Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, chúng cường giả tôn cấp cũng bắn ra. Đám cường giả tôn cấp của Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông lúc này cũng không cam lòng chịu thiệt, trước sau bắn tới. Mắt thấy cường giả Lan Lăng Sơn Trang đánh tới, ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lẽo nhìn qua chúng cường giả tôn cấp rít lên một tiếng. Ai dám tiến lên một bước, Gia Cát Tây Phong sẽ chết trước. Siêu siêu. Mấy cường giả tôn cấp của Lan Lăng Sơn Trang tức thì dừng lại, sắc mặt vô cùng xấu xí. Gia Cát Tây Phong bị bắt, bọn họ bó tay bó chân, cũng không có cách nào khác. Ngao! Trong nháy mắt này đám người Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh, Xích Viêm, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Sát Phá Quân, Hắc Hùng cũng xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Siêu siêu! Theo đó, cường giả tôn cấp của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang cũng xuất hiện. Chúng cường giả nhìn nhau, khí tức kinh khủng phóng lên cao, dưới uy thế này không gian rung động. Siêu! Thân thể cao lớn của Lục Lâm Thiên đứng thẳng, trên vuốt trái lúc này là Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, bên phải là Gia Cát Tây Phong máu tươi đầm đìa. Người đứng đầu ba đại sơn môn đều bị Lục Lâm Thiên bắt giữ. Quang mang quanh thân chợt lóe lên, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên trong nháy mắt hóa thành hình người. Nhanh chóng cấm chế ba người Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai lần nữa. Ba người Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh lúc này mới biết được, hóa ra thực lực của Lục Lâm Thiên lại kinh khủng tới một bước này, đồng thời còn có lực phòng ngự quá mạnh mẽ, lực phòng ngự này quả thực chính là biến thái. Ba người vốn tưởng rằng Lục Lâm Thiên trúng kế khích tướng của bọn họ. Lúc này bọn họ mới hiểu ra, hóa ra bọn họ mới chính là người trúng kế của Lục Lâm Thiên. Sợ rằng trước đó Lục Lâm Thiên còn đang suy nghĩ làm sao để có thể bắt giữ ba người bọn họ. Không ngờ ba người lại tự động đưa tới cửa. Buồn cười thay ba người trước đó không đặt Lục Lâm Thiên vào trong mắt, thế nhưng sợ rằng Lục Lâm Thiên này ngay từ đầu cũng không đặt bọn họ vào trong mắt a. Trong Thiên Môn Cốc, tổng cộng có hơn 200 vạn ánh mắt lúc này đều mang theo vẻ kinh ngạc và chấn động nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Cả đám sợ hãi than thở. Kinh hãi vì thực lực của Lục Lâm Thiên không ngờ lại mạnh tới trình độ như vậy. Trong vòng hai chiêu bắt giữ người đứng đầu ba đại sơn môn. Linh Vũ Chiến Vương. Linh Vũ Chiến Vương. Linh Vũ Chiến Vương. Trong Thiên Môn Cốc, tiếng hò hét truyền ra, cũng không biết là kẻ nào hô lên phong hào của Lục Lâm Thiên. Lúc này vô số người hưởng ứng, cả đám điên cuồng hét lên. Tất cả đệ tử Phi Linh Môn kích động hét lớn. Trưởng môn trong vòng hai chiêu đã đem người đứng đầu ba đại sơn môn bắt giữ.
Điều này tương đương với việc Ba Sơn Môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo chỉ là cái rắm. Đệ tử Vân Dương Tông cũng lớn tiếng hét lên, trong mắt tràn ngập vẻ sùng bái, đây chính là đệ tử từ Vân Dương Tông đi ra, cũng chính là đệ tử Vân Dương Tông A, cũng coi như người một nhà. Nhìn thấy cảnh này, các đệ tử không nhìn được chấn động mà run rẩy, người trước mắt bọn họ đại biểu cho thực lực mạnh nhất của thế hệ trẻ tuổi trong Vân Dương Tông. 50 vạn đệ tử của Linh Thiên Môn lúc này cũng hoan hô không ngớt, trưởng môn Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Vương Lục Lâm Thiên cũng là con rể của Linh Thiên Môn. Nếu tính ra cũng được coi là nửa người Lục Lâm Thiên, cảnh tượng chấn động nhân tâm lúc này khiến cho bọn họ vô cùng hãn diệt, đồng thời cũng khiến cho trong lòng bọn họ sôi trào. Từng tiếng ầm ĩ hộ tụ giống như sấm sét quanh quẩn trong bầu trời Thiên Môn Cốc. Mấy chục vạn người kích động không ngớt, chiến ý tăng cao. So sánh với bọn họ, hơn trăm vạn đệ tử của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo nhìn nhau, vẻ mặt có chút nản lòng, tông chủ, giáo chủ, trang chủ bị người ta bắt giữ. Phi Linh Môn lại có mấy vạn yêu thú kỳ khủng kia, ý chí dọc đường đi của đám người này bị đả kích không ít. Trưởng môn, giết ba tên kia. Trưởng môn thật lợi hại. Đệ tử Phi Linh Môn nhảy dựng lên, không ngừng hò hét. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà, Diệp Mỹ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng lúc này đều kích động không nói nên lời. Trưởng môn trong vòng hai chiêu bắt giữ người đứng đầu ba đại sơn môn, khí thế và thực lực như vậy sợ rằng sau cuộc chiến này sẽ lưu danh vạn năm A. Dưới tiếng ầm ĩ, nhân khí của Lục Lâm Thiên đạt tới đỉnh, vẻ mặt Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Sát Phá Quân cùng chúng cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông âm thần biến hóa. Đặc biệt là chúng cường giả Linh Thiên Môn, cả đám nghẹn họng nhìn chân chối. Thực lực của Lục Lâm Thiên khiến cho mọi người chấn động, thế nhưng cường giả Vân Dương Tông lại không khiếp sợ là bao, bởi vì bọn họ đã sớm biết thực lực của Lục Lâm Thiên. Chỉ là lúc này thực lực mà Lục Lâm Thiên thi triển ra so với thời điểm còn ở trên Vân Dương Tông vô hình trung mạnh hơn không ít. Tiểu tử này đi tới đâu cũng là tiêu điểm A. Lữ Chính Cường nhìn Khâu Mỹ Vi rồi nói, hai người đều mỉm cười, trong mắt hiện lên sự chấn động. Tiểu tử này dường như còn có ẩn giấu. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, từ công kích mà Lục Lâm Thiên liên tiếp thi triển vừa rồi, thời điểm ở trên Vân Dương Tông Lục Lâm Thiên dường như đã nương tay với hắn. Chỉ sợ nếu chân chính động thủ, người xấu mặt sẽ là hắn. Tiểu tử, mau đem trang chủ Lan Lăng Sơn Trang ta thả ra, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi. Nghe tiếng hò hét vang vọng, ánh mắt Âm Nguyệt Tôn giả trầm xuống, thanh âm lạnh lẽo vang lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Âm Nguyệt Tôn giả, ánh mắt lạnh lẽo, hàn ý lạnh lẽo kia so với Âm Nguyệt Tôn giả còn lạnh hơn. Khóe miệng hắn nhếch lên mang theo nụ cười nhạt. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Âm Nguyệt Tôn giả, cười lạnh nói. Tiện thì, bản vương không thả người thì làm sao? Ngươi làm gì được ta? Đừng đem Lan Lăng Sơn Trang ra dọa bản vương, nếu như ta sợ Lan Lăng Sơn Trang các ngươi thì cũng sẽ không diệt 10 phân đà của các ngươi, cũng không bắt ra Cát Tây Phong. Lục Lâm Thiên nói xong, há mồm phun một ngụm nước bọt ra ngoài, hoàn toàn không để ý tới Âm Nguyệt Tôn giả. Lan Lăng Sơn Trang muốn diệt Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên cũng không cần phải khách khí. Cuồng vọng, bá đạo, tuyệt đối cuồng vọng, Lục Lâm Thiên trực tiếp gọi Âm Nguyệt Tôn giả là tiện tì, trong số những người ở đây có người nào dám cuồng vọng như vậy chứ? Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường cùng chúng cường giả đều toát mồ hôi lạnh, tiểu tử này quả thực không phải kiêu ngạo, cuồng vọng bình thường. Ha ha! Nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt Âm Nguyệt Tôn giả âm trầm tới cực điểm, không giận mà cười, hàn ý trong mắt bắn ra. Nụ cười vừa dứt, nhìn Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tiểu tử, mấy trăm năm qua ngươi chính là người thứ nhất dám kiêu ngạo trước mặt bản tôn như vậy. Hiện tại bản tôn sẽ nói cho ngươi biết, lần này ngươi chết chắc rồi. Tiện tì, có bản lĩnh thì cứ xông tới. Lục Lâm Thiên không thèm để ý, lạnh nhạt nói. Nhìn Lục Lâm Thiên cùng với đông đảo cường giả Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn tụ tập chắc quanh, Âm Nguyệt Tôn giả hít sâu một hơi, cố gắng áp chế sự tức giận trong lòng. Thanh âm quanh quẩn trên không trung nói. Chúng đệ tử Lan Lăng Sơn Trang nghe lệnh, bố trí Thiên Cương đại trận. Đệ tử Hóa Vũ Tông nghe lệnh, bố trí Đế Ảnh đại trận. Đệ tử Hắc Sát Giáo nghe lệnh, bố trí Huyết Sát đại trận. Âm Nguyệt Tôn giả nói xong, Phá Vũ Tôn giả và Thanh Sát Tôn giả cũng quát lên một tiếng, ba người đều có chuẩn bị mà tới.
thân ảnh ba người cùng với chúng cường giả tôn cấp trong môn lùi lại về trong đội hình của sơn môn mìn. Bầy binh bố trận. Người đứng đầu ba sơn môn bị giam giữ, cường giả trong ba sơn môn lúc này cũng vô cùng tức giận, sát ý ngập trời tràn ra, nghe ba vị trưởng lão nói. Chỉ trong chốc lát có vô số người có tu vi vương cấp lên tiếng đáp lại. Siêu siêu. Trong ba sơn môn lúc này có từng tiếng xé gió vang lên, mấy trăm đạo thân ảnh bắn lên trời, đều là cường giả vương cấp triển khai trận hình, nhìn qua có chút huyền ảo. Bố trí thiên cương đại trận. Trong Lan Lăng sơn trang, đông đảo cường giả vương cấp quát lớn một tiếng, từng đạo quang trụ bằng chân khí linh lực tức thì từ trong cơ thể bạo phát ra, cuối cùng gắn kết với nhau. Trong nháy mắt, phương viên mây ngàn thước trong không trung, một trận pháp khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Quang mang trên đại trận vô cùng chói mắt, tràn ngập bí văn huyền ảo, uy áp kinh khủng mơ hồ từ bên trong đại trận tràn ra khiến cho tất cả những người thực lực thấp trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Kết trận. Âm Nguyệt Tôn giả cùng đông đảo cường giả Lan Lăng sơn trang liên tiếp đánh ra thủ ấn, từng đạo quang trụ bằng linh lực, chân khí kinh khủng từ trong cơ thể bắn ra, dẫn dắt năng lượng thiên địa kéo tới, sau đó tiến vào trong đại trận. Bí văn trong đại trận tức thì chói mắt, cả đại trận ầm ầm run rẩy. Năng lượng thiên địa ngập trời hội tụ tới. Đông đảo cường giả đem năng lượng rót vào, toàn bộ đại trận lập tức xảy ra biến hóa. Giữa không trung, không gian mấy nghìn thước vặn vẹo, tràn ngập uy áp kinh khủng. Sợ rằng không gian này một khi đánh xuống, tất cả mọi vật trong vòng mấy nghìn thước đều bị san bằng, biến mất không thấy. Bố trí đế ảnh đại trận. Bố trí huyết sát đại trận. Lúc này trong không trung, đông đảo cường giả vương cấp của Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo tức thì bắn về bốn phía, từng tiếng hét lớn vang lên, thủ ấn trong tay được kết, từng đạo linh lực, chân khí bàng bạc hội tụ. Tiếp đó, trước mặt đông đảo cường giả Hóa Vũ Tông lúc này có một hư ảnh nhân loại lớn chừng nghìn thước, một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn. Khí thế tràn ngập thiên địa giống như uy áp của đế giá, thế nhưng uy áp này yếu hơn một chút. Trước mặt chúng cường giả Hắc Sát Giáo là huyết quang ngập trời. Đông đảo cường giả tạo thành một đại trận kinh khủng, sát khí ngập trời tràn ra. Tiếng kêu kinh thiên động địa vang vọng trên thiên môn cốc, huyết quang tràn ngập, sát khí ngập trời, sát khí vô hình tiết ra ngoài khiến cho người ta kinh hãi. Trong ba sơn môn, đông đảo cường giả ra tay kết thành đại trận khiến cho từng ánh mắt đang xem xét chung quanh thiên môn cốc không khỏi hít sâu một hơi. Mà lúc này cường giả linh thiên môn, Vân Dương Tông cũng bị động dung, ba sơn môn này quả thực đã chuẩn bị vẹn toàn. Ngay cả ba đại trận kinh khủng này cũng thi triển ra được. Lâm Thiên, Thiên Cương đại trận, Đế Ảnh đại trận, Huyết Sát đại trận đều là đại trận chấn môn của ba sơn môn này, sợ rằng khó mà phá vỡ được. Thanh âm của Sát Phá Quân vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Thật không? Lục Lâm Thiên khẽ cười, ba đại trận này quả thực lợi hại, uy lực cũng không tầm thường. Thế nhưng nếu như ngạnh kháng song phương nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Tiểu tử, mau đem tông chủ của ta thả ra, bằng không ta sẽ san bằng thiên môn cốc. Để ta nhìn xem yêu thú và khôi lỗi của ngươi có thể phá được đế ảnh đại trận của Hóa Vũ Tông chúng ta hay không. Trước Hóa Vũ Tông, hư ảnh nhân loại lớn chừng nghìn thước quát lớn. Thả giáo chủ Hắc Sát Giáo chúng ta, bằng không chúng ta sẽ san bằng thiên môn cốc. Giao ra trang chủ Lan Lăng Sơn trang ta, bằng không ta sẽ san bằng thiên môn cốc. Trong Huyết Sát đại trận và Thiên Cương đại trận, từng tiếng quát lớn truyền ra, đại trận rung động khiến cho mọi người kinh hãi. Một khi ba đại trận đồng thời thôi động, uy lực tuyệt đối kinh khủng. Cường giả Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn nhìn nhau, Lục Lâm Thiên bắt công tôn hóa nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong đã triệt để chọc giận ba sơn môn này. Ngay cả đại trận bực này đám người kia cũng bố trí ra, xem ra chỉ có liều mạng mà thôi. Chỉ là nếu như ngạnh kháng thì kết quả chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Bầy binh bố trận. Bầy binh bố trận. Thiên Phong tôn giả, Giác Linh tôn giả nhìn nhau, đều tự hét lớn một tiếng. Nghe vậy chúng cường giả vương cấp trong Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông cũng lập tức nhảy ra, đại chiến rốt cuộc sắp bạo phát. Ha ha! Mà ngay khi hai sơn môn bầy binh bố trận, khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên cười lớn một tiếng. Tiếng cười bá đạo quanh quẩn trong không trung. Tiếng cười này mang theo chân khí đánh văng gợn sóng trong không gian khuếch tán về bốn phía. Tiếng cười lớn của Lục Lâm Thiên khiến cho người Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông đang muốn bố trí đại trận khẽ dừng lại một chút. Trong lúc mọi người đang suy đoán dụng ý trong tiếng cười của Lục Lâm Thiên thì Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía xa, thanh âm cuồn cuộn như sấm quanh quẩn trong không gian.
Lục Lâm Thiên Phi Linh Môn cảm tạ chư vị minh hữu tới đây tương trợ. Vù vù vù. Khi Lục Lâm Thiên vừa dứt lời thì đám người Thiên Phong Tôn giả, Giác Linh Tôn giả thoáng chốc mí mắt co giật. Tiếp theo nhiều cường giả tôn cấp nhìn chằm chằm chân trời xa. Khi mọi người nhìn chân trời trước mặt thì nơi đó thấp thoáng có một đoàn hình ảnh lắc lư, truyền đến từng đợt khí thế dao động. Cùng lúc đó, đi kèm dao động là các tiếng động đinh tai vang vọng phương xa. Lục lão đệ, Lạc lão ca đến giúp ngươi đây. Ai dám đụng vào Phi Linh Môn tức là đụng vào Nhật Sát Các ta. Đạm Thai Tuyết Phi của Thiên Vân Đảo dẫn người đến ủng hộ giúp Lục trưởng môn một tay. Ô Trấn Vũ của Tinh Ngục Các đến trợ giúp Lục trưởng môn một tay. Hàn Tử Khiêm của Thiên Ưng Lâu Các đến trợ giúp Lục trưởng môn một tay. Dạ Vị Ương của Thánh Linh Cốc Các đến giúp sức cho Lục trưởng môn. Quân Lâm Hàn của Tiêu Giao Bang Các đến trợ giúp Lục trưởng môn một tay. Tiếng động ầm ầm quanh quẩn phía chân trời, thanh âm xen lẫn linh lực chân khí ập đến, đinh tai nhức óc. Các thanh âm như sấm sét văng vẳng trong không gian. Mỗi thanh âm dứt tiếng là lòng người lại run lên, vì từng tiếng hô đại biểu cho một thế lực khổng lồ đến hỗ trợ. Nghe từng thanh âm ầm ầm, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, tất cả cường giả của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông đều lộ ánh mắt giật mình, liếc hướng Lục Lâm Thiên xong quay sang nhìn chằm chằm không gian phía trước. Hiện tại Lục Lâm Thiên đứng lơ lửng trên cao, áo xanh bay phần phật. Kéo dài thời gian rốt cuộc chờ người Đông Hải tới, có đại hồn anh đi cùng nên Lục Lâm Thiên nắm bắt hết tình hình dọc đường đi. Khi cùng người Thiên Vân Đảo đến thành Ma Vân, người Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu cũng tới. Ba sơn môn này được Lạc Kiến Hồng của Nhật Sát Các thông báo tới. Lạc Kiến Hồng chỉ nói Phi Linh Môn có việc, nhờ ba sơn môn trợ giúp chứ không tự mình đi. Thế nhưng ba sơn môn rầm rộ ra quân rồi tụ tập ở thành Ma Vân, Lục Lâm Thiên hơi cảm kích. Chỉ giây lát nơi chân trời nổi lên khí thế dao động bỗng chốc xuất hiện một bầy yêu thú phi hành. Yêu thú phi hành phô thiên cái địa như áng mây che lấp chân trời xả xuống, bầu trời trong tầm mắt bị che kín. Trong sơn mạch bao la, một bầy yêu thú phi hành đập cánh bay tới, bóng người cưỡi trên yêu thú dâng lên. Đến khoảng cách gần, các cường giả đã thấy rõ người đứng trên bầy yêu thú phi hành không nhiều, chỉ khoảng mấy ngàn người. Khí thế của mấy ngàn người này cực kỳ cường đại, mắt ai nấy cũng đều bắn ra tia sáng, thực lực thấp nhất cỡ xuất cấp. Thấp thoáng mấy cái bầy yêu thú phi hành đến ngày càng gần. Khi bầy yêu thú phi hành tới gần không trung, tám trận thế lớn hình thành. Lục Lâm Thiên quét qua tám trận thế. Sau lưng các chủ đại sơn môn như Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng, Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tông còn có các bóng người già nua. Những người lớn tuổi không có chút dao động khí thế, như hòa hợp vào không gian. Khuôn mặt già nhăn nheo nhưng đôi mắt đen láy tựa ánh sao, xa phía chân trời rồi lại sáng tỏ, khiến người nhìn lâu bỗng chốc tim đập nhanh, không kiềm được rét run. Lục Lâm Thiên liếc qua tám trận thế, bên cạnh Lạc Kiến Hồng có Vạn Linh Tôn giả, Thiên Kiếm Tôn giả. Sau lưng là hàng trăm cường giả vương cấp, 500 xuất cấp. Bên cạnh Đạm Thai Tuyết Phi có mặt hai tôn giả ngày xưa dưới thiên đảo, phía sau là hàng trăm cường giả vương cấp, 500 xuất cấp. Bên cạnh Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tông có Trọng Nham Tôn giả, Đồ Linh Tôn giả. Phía sau là trăm cường giả vương cấp đi theo, mấy trăm xuất cấp. Bên cạnh Hắc Linh Vương Ô Trấn Vũ có hai tôn cấp trong không gian thiên đảo lúc trước, cường giả vương cấp theo sau cũng cỡ trăm người, mấy trăm tu vi xuất cấp. Ba người Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, Tiêu Giao Vương Quân Lâm Hàn, Thiên Ưng Công Tử Hàn Tử Khiêm có Hàn Ngọc Tôn giả, Quy Ngọc Tôn giả, Ngân Đao Tôn giả đi theo sau lưng mỗi người là 30 cường giả vương cấp, 200 tu vi xuất cấp. Tổng cộng ba sơn môn có hàng trăm cường giả vương cấp. Ngoài ra bên cạnh các chủ đại sơn môn trừ những tôn cấp mà Lục Lâm Thiên quen mắt ra dọc đường đi đại hồn anh quen thêm nhiều cường giả tôn cấp khác. Nhật Sát Các trừ Thiên Kiếm Tôn giả, Vạn Linh Tôn giả còn có thêm ba tôn giả đi cùng. Thực lực mạnh nhất là Phi Đao Tôn giả, nhìn khí thế thì tu vi đã đến tôn cấp lục trọng. Lục Lâm Thiên bất ngờ nhất là Thiên Vân Đảo, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các đều xuất động năm cường giả tôn cấp, cũng là đứng đầu tôn cấp lục trọng. Thiên Huyễn Tôn giả của Thiên Vân Đảo, Cương Giáp Tôn giả của Kiền Hiên Đảo, Kinh Hồn Tôn giả của Tinh Ngục Các đều là tôn cấp lục trọng cường đại. Ba sơn môn Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu trừ Hàn Ngọc Tôn giả, Quy Ngọc Tôn giả, Ngân Đao Tôn giả ra có thêm một tôn cấp đi cùng. Thánh Linh Cốc lại lần nữa có một Hóa Linh Tôn giả tiến đến, tu vi tôn giả tứ trọng. Thiên Ưng Lâu có Chân Nguyên Tôn giả tham gia, tu vi tôn cấp tam trọng. Tiêu Giao Bang có Địa Vũ Tôn giả,
cũng là tu vi vũ tôn tam trọng. Tám đại trận, ngoài bảy đại trận thế ra còn có cường giả thánh linh giáo tập thể cùng đến. Bốn đại thiên tôn, tôn lão hộ giáo, cường giả vương cấp. Tu vi xuất cấp thì không có người nào, số người ít nhất nhưng lúc này uy thế bất phàm nhất. Tám đại trận, mấy ngàn cường giả từ trên trời giáng xuống, khí thế chấn áp thiên địa. Khí thế kinh người phát ra, thiên địa rung động, mấy chục bóng người dẫn đầu, quanh thân kéo năng lượng thiên địa biến đổi, khí thế này làm người ta tim đập chân run. Tại sao Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo đến? Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu cũng tới. Sao mấy lão giả Phi Đao Tôn Giả, Thiên Huyễn Tôn Giả, Cương Giáp Tôn Giả, Kinh Hồn Tôn Giả đều đến? Địa Vũ Tôn Giả, Chân Nguyên Tôn Giả, Hóa Linh Tôn Giả tới. Giác Linh Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả, Tinh Linh Tôn Giả, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, tập thể trợn mắt há hốc mồm. Trận thế từ trên trời giáng xuống rất khủng bố bố. Giật mình, mọi người rất là giật mình. Đám người Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn cũng vậy. Sát Phá Quân, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Ngân Hà, Khấu Phi Yến, Diệp Mỹ hết hồn, hóa ra trưởng môn sắp xếp vũ khí bí mật khủng như vậy. Cùng lúc đó, mọi người trong Ba Sơn Môn, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo giật nảy mình. Không ai ngờ Lục Lâm Thiên còn có Tứ Các Tứ Đảo, Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu trợ giúp. Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai bị Lục Lâm Thiên giam cầm trong tay lúc này lòng vô cùng rung động. Các cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông bàng hoàng qua đi cuối cùng tầm mắt tập trung vào trận thế Thánh Linh Giáo xa lạ. Đây là thế lực phương nào mà có nhiều cường giả tôn cấp đến vậy? Trong trận thế có 20 người đi đầu đã thu dấu khí thế nhưng vẫn vô hình chung dẫn đến năng lượng thiên địa biến đổi. Vô tình khiến năng lượng thiên địa thay đổi đại biểu cho đẳng cấp tôn giả. Vũ Vương, Linh Vương không thể làm được điều này. Xem khí thế thì 20 người tuyệt đối là đẳng cấp tôn cấp trở lên. 20 cường giả tôn cấp, điều này khiến Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông câm nín. Thế lực khủng bố như vậy thế mà bọn họ chưa từng hay biết. Trên đại lục này có mấy sơn môn đưa ra 20 cường giả tôn cấp nổi. Trời ạ, đây là thế lực của sơn môn nào vậy? Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, các cường giả Vân Dương Tông, Linh Thiên Tông đều giật mình, lòng vô cùng rung động. Thực lực cỡ này đủ để đối kháng với tam tông tứ môn, nhất môn nhất giáo nhất trang. Trưởng lão Thánh Linh Giáo bái kiến giáo chủ. Tôn lão hộ giáo của Thánh Linh Giáo bái kiến giáo chủ. Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Pháp Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Thú Thiên Tôn của Thánh Linh Giáo bái kiến giáo chủ. Trong khi mọi người giật mình thì trong trận thế Thánh Linh Giáo có 150 người cùng lúc từ trên trời giáng xuống, lăng không đến hành lễ trước mặt Lục Lâm Thiên. Khí thế kinh người vô hình chung lan tràn, kéo theo năng lượng thiên địa lung lay, khiến người cực kỳ rung động. Lục Lâm Thiên vùng ống tay áo dài ra hiệu mọi người miễn lễ. Miễn lễ. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Giác Linh Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả xoe tròn mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Giáo chủ của Thánh Linh Giáo. Vô số cặp mắt ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Phi Linh Môn Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Khấu Phi Yến, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ hết hồn, mọi người kinh ngạc đến không bình tĩnh nổi. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường trố mắt líu lưỡi, cằm kinh ngạc há ra muốn chật khớp, chưa bao giờ tưởng tượng một thế lực khủng bố đến từ Thánh Linh Giáo. Bọn họ có biết chút ít về Thánh Linh Giáo, một sơn môn khủng bố ngàn năm trước ngang ngửa với Huyền Thiên Môn, thậm chí kinh khủng hơn Huyền Thiên Môn. Lục Lâm Thiên làm giáo chủ của thế lực khủng khiếp này, làm sao bọn họ có thể tưởng tượng được? Mau nhìn kìa, có hai Lục Lâm Thiên. Sao lại có đến hai Lục Lâm Thiên? Trong khi mọi người nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm thì trong trận thế Thánh Linh Giáo, Đại Hồn Anh nhảy ra chớp mắt đến bên cạnh bản thể. Cảnh này lần nữa khiến người giật bắn, hai Lục Lâm Thiên giống y như đúc, không khác chút nào. Trong lúc mọi người ngạc nhiên bàng hoàng thì Đại Hồn Anh nhập vào bản thể Lục Lâm Thiên. Lần này đi Đông Hải khá lâu, Đại Hồn Anh đơn độc ở bên ngoài tiêu hao rất lớn. Tuy Đại Hồn Anh có thể trực tiếp ra ngoài nhưng không thể tu luyện. Nguồn thực lực còn cần Lục Lâm Thiên tu luyện chống đỡ, hoặc chọn cắn nuốt hồn anh tăng cường và bổ sung. Lục Lâm Thiên chắp tay hướng bốn phía không trung. Cảm tạ các vị đến trợ giúp, ta tại đây xin cảm ơn trước. Lạc Kiến Hồng nhìn bốn phía. Lục lão đệ, người khách sáo cái gì? Xem ra chúng ta tới đúng lúc.
Ánh mắt Lạc Kiến Hồng quét qua trận thế Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, sau đó nhìn chằm chằm trận thế Lan Lăng Sơn Trang. Thiên Phong Tôn Giả nhìn mấy thân hình vô tình kéo theo năng lượng thiên địa hùng hậu, ánh mắt cực kỳ rung động. Phi Đao Tôn Giả, Cương Giáp Tôn Giả, Kinh Hồn Tôn Giả, Thiên Huyễn Tôn Giả, không ngờ các ngươi cũng chịu đi ra. Phi Đao Tôn Giả là một lão nhân 70 tuổi, thân hình mảnh khảnh, khí thế vô hình dao động tạo áp lực. Phi Linh Môn có nạn, dĩ nhiên Nhật Sát các ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cương Giáp Tôn Giả bề ngoài khoảng 60, dáng người thô kệch, đôi mắt sâu thẳm như sao. Tiền Hiên Đảo ta nợ nhân tình của Phi Linh Môn thì dĩ nhiên phải trả. Trong Thiên Cương đại trận của Lan Lăng Sơn Trang truyền ra giọng Âm Nguyệt Tôn Giả. Phi Đao Tôn Giả, Cương Giáp Tôn Giả, Kinh Hồn Tôn Giả, Thiên Huyễn Tôn Giả. Nhật Sát các, Kiền Hiên Đảo, Tinh Mục các, Thiên Vân Đảo các người muốn nhúng tay vào chuyện cổ vực sao? Cảnh tượng này khiến người Ba Sơn Môn thấy run. Thiên Huyễn Tôn Giả của Thiên Vân Đảo lạnh lùng nói. Âm Nguyệt Tôn Giả, người đoán thử xem, chẳng lẽ nhiều người chúng ta đến cổ vực phải xem ý ngươi sao? Bộ dạng của Thiên Huyễn Tôn Giả chỉ cỡ 40 tuổi, nửa trẻ nửa già, phong vận do tồn. Đôi mắt Thiên Huyễn Tôn Giả quyến rũ động lòng người như một thiếu nữ, tuy nhiên khí thế thì không thua gì Phi Đao Tôn Giả, Cương Giáp Tôn Giả. Trong đế ảnh đại trận của Hắc Sát Giáo, Thanh Sát Tôn Giả lạnh lùng nói. Các ngươi phải suy xét kỹ hậu quả. Kinh Hồn Tôn Giả của Tinh Ngục các cười âm trầm. Khục khục. Bề ngoài Kinh Hồn Tôn Giả chừng 60 tuổi, rất là gầy gò, tóc dài hơi rối, 10 ngón thon dài, trên bàn tay gầy guộc các móng tay hơi cong. Kinh Hồn Tôn Giả ngừng cười. Thanh Sát, ta cảm thấy đến lúc này rồi ngươi còn muốn uy hiếp chúng ta đúng là làm chuyện ngu ngốc. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm không gian này, hắn lạnh lùng quét mắt qua. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, các ngươi không nên giết đệ tử của Phi Linh Môn ta, cướp địa bàn Phi Linh Môn. Hôm nay đã tới lúc các ngươi phải trả lại. Âm Nguyệt Tôn Giả quát to. Lục Lâm Thiên, ngươi dám làm thử xem. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo ta nhất định sẽ không chết không ngừng với ngươi. Nhưng trong câu nói đã chất chứa hoảng loạn, Âm Nguyệt Tôn Giả rất khó tưởng tượng Lục Lâm Thiên làm sao sẽ được đến nhiều thế lực khủng bố từ hai các hai đảo trợ giúp. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Hừ, khóe môi Lục Lâm Thiên lạnh lùng cong lên. Thánh Pháp Bộ nghe lệnh, bày cửu tinh khốn long trận. Thánh Pháp Bộ Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng phất tay. Thánh Pháp Bộ tuân lệnh. Vù vù vù. Các tôn lão hộ giáo Thánh Pháp Bộ, đám cường giả đại trưởng lão Lâm Thanh Bách tiến lên, kết các thủ ấn. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng vận dụng Thánh Pháp lệnh, 9 luồng sáng chói mắt bắn ra từ Thánh Pháp lệnh. Thánh Pháp lệnh do Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng tự mình vận động thì uy lực cũng mạnh hơn nhiều. Xoẹt xoẹt xoẹt. 9 luồng sáng chói mắt có 8 cái bắn 8 hướng thiên địa, luồng sáng 9 giữa vọt thẳng lên trời. Chúng tự biến thành 9 luồng sáng, 9981 luồng sáng dựa theo phương hướng huyền ảo bay vào không gian. Trận giác đánh vào, trong sơn mạch Thiên Môn cốc to lớn nổi lên sương mù dày đặc, trong sương mù truyền ra từng đợt khí thế dao động. Giây lát ngắn ngủi sương mù dày truyền ra dao động khí thế càng lúc càng đậm đặc, chớp mắt lên đến mức khủng bố. Ầm ầm ầm, từng thanh âm đất rung núi chuyển vang vọng không gian, 9 cột sáng chói mắt từ 4 phương trời xa xôi bắn lên cao. Giữa không trung run rẩy, một màn sáng sương mù xám dày đặc khổng lồ không thấy giới hạn hiện ra trên bầu trời. Màn sáng sương mù dày dập trời che phủ sơn mạch Thiên Môn cốc khổng lồ, bao trùm mấy trăm vạn người ở giữa không trung, dưới đất. Khí thế cường đại đè ép không gian thiên địa. Đại trận mạnh quá. Đại trận thế này rất hiếm thấy. Đại trận hình thành, tất cả cường giả rất rung động. Trong đế ảnh đại trận của Hóa Vũ Tông, Phá Vũ Tôn Giả hét to một tiếng. Hừ, phá trận cho ta. Phá Vũ Tôn Giả thúc giục cái bóng khổng lồ lắc mình, luồng thất luyện năng lượng thiên địa bắn hướng chân trời, muốn cưỡng bức phá trận. Trong Huyết Sát đại trận, Thiên Cương đại trận, Thanh Sát Tôn Giả, Âm Nguyệt Tôn Giả hét to. Đại trận này không tầm thường, cùng phá trận đi. Thanh Sát Tôn Giả, Âm Nguyệt Tôn Giả thúc giục Huyết Sát đại trận, Thiên Cương đại trận. Cột sáng năng lượng rất khủng bố bố bắn ra thẳng lên bầu trời. Thoáng chốc không gian run rẩy, sóng gợn không gian tầng tầng sụp đổ. Bùm bùm bùm. Các cột sáng năng lượng va chạm cửu tinh khốn long trận, không gian vặn vẹo như bị vò nhau, sắp sụp đổ. Dầm.
lực lượng mạnh mẽ làm bầu trời run rẩy, không gian vặn vẹo. Nhưng cửu tinh khốn long trận không vỡ ra, tuy nhiên chỉ có thế là cùng. Đám cường giả thánh pháp bộ mặt đỏ ửng. Đế ảnh đại trận, huyết sát đại trận, thiên cương đại trận do tôn cấp lục trọng vận dụng, uy lực khủng bố. Nếu không dựa vào sức mạnh cường đại của cửu tinh khốn long trận thì rất khó đối kháng lại ba đại trận. Cú va chạm khủng bố thế mà đại trận của thánh linh giáo chặn lại được đủ khiến các cường giả trợn mắt há hốc mồm, nhìn với cặp mắt khác. Thánh linh giáo này trâu bò thật. Thấy thánh pháp bộ chịu áp lực, thánh linh thiên tôn Tập Hạo Nhiên, thánh vũ thiên tôn Nguyễn Thượng Hành liếc nhau. Kết thánh linh kim cương cổ trận. Thoáng chốc trên bầu trời có mấy chục cường giả thánh linh bộ, thánh vũ bộ, bao gồm cường giả tôn cấp đều tản ra. Nhiều tôn lão hộ giáo, trưởng lão của thánh linh giáo đồng thanh kêu lên. Kết thánh linh kim cương cổ trận. Thanh âm như sấm sét vang vọng trong thiên môn cốc, nhiều cường giả kết thủ ấn, từng đợt linh lực chân khí tuôn ra. Thánh linh thiên tôn Tập Hạo Nhiên, thánh vũ thiên tôn Nguyễn Thượng Hành đứng ngạo nghễ trên cao, linh lực chân khí tựa bão tố rít gào quanh thân, bầu trời run rẩy. Hai người hội tụ linh lực chân khí lại, ảo ảnh kim cương khổng lồ ngàn thước hiện ra với tư thế rung động nhất, tựa thiên thần giáng xuống, mang theo uy hiếp khủng khiếp làm tim người đập nhanh, đối đầu với đế ảnh đại trận của Hóa Vũ Tông mà không yếu thế chút nào. Dưới thiên đảo, thánh linh bộ, thánh vũ bộ khởi động thánh linh kim cương cổ trận, khi ấy số cường giả chỉ bằng một nửa bây giờ. Lúc này có đông người hơn, cường giả thánh pháp bộ, thánh vũ bộ cùng vận động, uy lực siêu cường đại. Cùng với ảo ảnh kim cương khổng lồ xuất hiện, cả không gian khẽ run rẩy. Trăm vạn ánh mắt thấy cuộc đối đầu rung động trên bầu trời thì vang lên từng tiếng hút ngụm khí lạnh. Phù! Uy thế kinh người này quá khủng bố. Thánh linh kim cương cổ trận đã bày xong, tiếng gầm đầy sát ý truyền ra. Giết! Ảo ảnh kim cương to lớn bước ra một bước lao hướng đế ảnh đại trận của Hóa Vũ Tông, cánh tay to như cột trống trời va chạm cùng ảo ảnh to lớn do Hóa Vũ Tông ngưng tụ. Không gian dọc thế đi nổ tung. Xẹt bùm bùm. Không gian nổ tung tóe, phá vũ tôn giả điều khiển ảo ảnh khổng lồ cứng đối cứng. Hai ảo ảnh khổng lồ mang theo lực lượng hùng hậu xuyên thấu không gian, tựa như thiên thạch va chạm vào nhau. Bùm. Trên bầu trời thiên môn cốc khuếch tán sóng khí kinh khủng. Mắt thường trông thấy không gian bị đụng rách, hai ảo ảnh cùng văng ra. Thánh pháp thiên tôn Tiết Linh Phượng quát to. Muốn phá đại trận của thánh pháp bộ ta, vậy cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của cửu tinh khốn long trận. Thủ ấn biến đổi nhanh, giây phút này màn sáng trên bầu trời run rẩy, tựa như trời sụp đất nứt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc từng luồng thất luyện năng lượng chói mắt tựa sấm sét xé gió oanh kích tới, xé rách không gian. Các thất luyện năng lượng gồm 9981 cái. 81 thất luyện năng lượng hình thành các trận giác sao năm cánh xé gió chụp xuống. Thanh sát tôn giả, âm nguyệt tôn giả trong huyết sát đại trận, thiên cương đại trận hét to một tiếng. Tất cả đệ tử cẩn thận. Các năng lượng bị thúc dục bắn ra từ đại trận ngăn cản thất luyện sao năm cánh. Ầm ầm ầm. Nhưng mấy chục thất luyện năng lượng sau năm cánh có khá nhiều bị chặn lại thì vẫn còn một số xuyên qua, xé rách khác khe nứt không gian, đụng mạnh vào đệ tử Ba Sơn Môn rậm rạp đứng dưới đất. Bùm bùm bùm. Từng đợt xung lực thất luyện năng lượng hủy diệt va chạm, đệ tử Ba Sơn Môn kinh hoàng bối rối. Có linh xuất, vũ xuất hợp tác bày vòng phòng ngự nhưng đối mặt công kích hủy diệt thế này chỉ chớp mắt đã bị oanh kích nát vụn. Ầm ầm ầm. Kinh khí cuốn sạch, không gian vỡ nát. Liên tục nổ tung. Tiếng động inh ỏi như tận thế buông xuống, đám đông trong Ba Sơn Môn bị oanh kích thành thịt vụn. Đệ tử bình thường không đối kháng lại cửu tinh khốn long trận nổi. Thanh sát tôn giả, âm nguyệt tôn giả, và cả phá vũ tôn giả đang vận dụng đế ảnh đại trận đánh với thánh linh kim cương cổ trận nổi giận, nhưng bọn họ không thể ngăn cản. Khốn kiếp! Phá trận, dốc sức phá trận. Trong huyết sát đại trận, thiên cương đại trận. Các năng lượng khủng bố bắn ra đụng mạnh vào cửu tinh khốn long trận giữa không trung. Đệ tử Linh Thiên Môn nghe lệnh, bày cụ linh đại trận. Đệ tử Vân Dương Tông nghe lệnh, kết thần dương đại trận. Đệ tử Nhật Sát Các nghe lệnh, bày nguyệt sát đại trận. Đệ tử Thiên Vân Đảo nghe lệnh, bày huyễn linh đại trận. Đệ tử Tinh Ngục Các nghe lệnh. Đệ tử Kiền Hiên Đảo nghe lệnh. Đại trận đã bắt đầu, cường giả tất cả sơn môn không do dự gì nữa. Đây là cơ hội tốt đánh rắn dập đầu. Trong phút chốc các đại sơn môn truyền ra từng tiếng xé gió,
toàn bộ cường giả bay vọt lên trời. Giữa các cường giả đại sơn môn toát ra tia huyền ảo. Thiên Phong tôn giả, Giác Linh tôn giả, Phi Đao tôn giả, Thiên Huyễn tôn giả, Kinh Hồn tôn giả, Cường Giáp tôn giả nhảy ra, kéo năng lượng thiên địa hùng hậu tụ tập lại. Cường giả các đại sơn môn hét to. Bày trận. Từng cột sáng linh lực chân khí tuôn trào từ trong người bọn họ, kết nối lại với nhau. Chỉ giây lát đã bày xong các đại trận. Trong khoảnh khắc sáu đại trận đập vào mắt mọi người, đoàn sáng chói mắt, uy hiếp nặng nề từ trên trời giáng xuống. Không gian bốn phía nứt ra khe hở đen thui, cả không gian run rẩy ầm ầm. Ánh sáng năng lượng vô tận vặn vẹo ngưng tụ giữa không trung, các đại trận hoặc là nhiếp hồn người hoặc uy hiếp phô thiên cái địa, hoặc tràn ngập khí thế cổ xưa hung ác bạo ngược, uy thế khủng bố. Sáu đại trận xuất hiện, không gian bị đè ép như sắp vỡ ra. Uy hiếp kinh người làm mấy trăm vạn ánh mắt biến sắc, tập thể giật mình ngây ra như phỗng. Vân Thiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng, Đạm Thai Tuyết Phi, Dạ Vị Ương, Sát Phá Quân chưa tham gia vào. Nhưng bọn họ nhìn mọi thứ, rất rung động. Không ai ngờ ban đầu vì chuyện của Phi Linh Môn cùng Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông lại gây ra việc lớn như bây giờ, thế lực toàn đại lục đều đến. Lục Lâm Thiên đứng trên không trung, bất giác tỏa ra sát khí ngập trời nhưng hắn không ra tay. Mấy đại trận giao phong mới là điểm then chốt của thắng thua, người thật sự ảnh hưởng đến chiến cuộc đều đang trong đại trận. Giết! Giết! Sáu đại trận khởi động chớp mắt chui vào vòng chiến, cộng thêm hai đại trận của Thánh Linh Giáo, tám đại trận cùng oanh kích ba đại trận Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông. Bùm bùm bùm! Các đại trận đụng độ, từng luồng năng lượng thiên địa hùng hậu xé gió tụ tập, bao phủ giữa không trung. Bùm bùm bùm! Từng đợt năng lượng va chạm, năng lượng giữa không trung nổi lên từng vòng gợn sóng, không gian trở nên cực kỳ vặn vẹo. Kinh khí cường đại khủng bố thổi quét, che dập trời bao phủ không gian. Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh bị Lục Lâm Thiên chộp trong tay đang vô cùng rung động và hối hận. Ba sơn môn hợp tác vốn có thể phớt lờ Phi Linh Môn, mục đích thật sự là gây tổn hại nặng Linh Thiên Môn. Nhưng ai ngờ Lục Lâm Thiên có thực lực và thế lực khủng bố như vậy. Thế lực của Phi Linh Môn tăng nhiều, Thánh Linh Giáo khủng bố, còn thu hút thêm hai các hai đảo bên Đông Hải giúp đỡ. Thế lực khổng lồ như vậy làm sao giống ba sơn môn hợp tác đối phó Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn? Rõ ràng là Phi Linh Môn hợp tác cùng Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông và hai đảo hai các đối phó ba sơn môn bọn họ. Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh vô cùng hối hận, nhưng mọi thứ đã không còn kịp. Ầm ầm ầm, trên bầu trời, Hắc Sát Giác, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang bị vây công. Năng lượng mênh mông tuôn ra bao vây ba sơn môn. Các đại trận tràn đầy những bí văn huyền ảo. Mỗi lần công kích là đủ để xé rách không gian, tiếng nổ đi đùng như sấm sét vang vọng không dứt. Phá! Trong thần dương đại trận của Vân Dương Tông, không gian vỡ ra từng mảng trước một cột sáng hùng hậu. Lực lượng ngút trời như mặt trời sáng tỏ giáng xuống đụng vào thiên cương đại trận của Lan Lăng Sơn Trang. Giác Linh tôn giả hét to một tiếng. Phá! Trong cụ linh đại trận cũng có khí tức linh hồn hùng hậu tuôn ra. Nơi khí thế tràn qua thì không gian đông lại, linh hồn đau nhói. Chớp mắt khí thế che kín thiên cương đại trận của Lan Lăng Sơn Trang. Răng rắc, hai đại trận vây công, lực lượng ngút trời tụ tập lại làm thiên cương đại trận nứt ra, đã không chống đỡ được nữa. Tiết Linh Phượng la lên. Phá cho ta. Chín cột sáng chói mù mắt trên bầu trời đột nhiên từ chân trời phương xa bắn tới, cuối cùng nhanh như tia chớp tụ tập trên trời cao. Chín cột sáng chói lòa tụ tập lại. Va chạm mạnh vào thiên cương đại trận của Lan Lăng Sơn Trang. Cả không gian núi đổ đất nứt, phát ra một luồng sáng chói mắt thành hình cung, khuếch tán quán thông không gian thiên địa này. Bùm bùm bùm. Một chuỗi tiếng nổ kinh người vang lên, trên bầu trời thiên môn cốc, sóng khí khủng bố lan tràn. Mắt thường trông thấy không gian thiên cương đại trận vặn vẹo trong khoảnh khắc này bị đánh nát bấy. Đại trận vỡ nát, không gian thủng một lỗ sâu, kinh khí khủng bố thổi quét đỉnh núi. San bằng các tòa sơn phong. Phụt phập. Trong Lan Lăng Sơn Trang, các cường giả bị đánh bay đi phun ra mảng lớn máu. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, không trung bên cạnh, Nguyệt Sát đại trận của Nhật Sát Các, Huyễn Linh đại trận của Thiên Vân Đảo bắn ra năng lượng va chạm vào Đế Ảnh đại trận của Hóa Vũ Tông. Hai luồng năng lượng hùng hồn khiến không gian nổ từng mảnh, sóng gợn không gian vỗ đập lộ ra khe hở không gian đen thui.
ảo ảnh đế ảnh đại trận bị trọng kích trở nên yếu ớt, ảo ảnh khổng lồ có dấu vết nứt ra. Thánh linh thiên tôn Tập Hạo Nhiên hét lớn một tiếng. Kim cương nộ, phá cho ta. Ảo ảnh kim cương to lớn phát ra tiếng gầm đinh tai như rồng ngâm, đôi tay to vung lên. Sóng gợn không gian như sóng thần giạt ra, nắm quyền tay trái ảo ảnh phá hủy không gian dọc đường đi, mang theo lỗ hổng đen quyền vào ảo ảnh đế ảnh đại trận to lớn. Bùm bùm bùm. Đế ảnh đại trận của Hóa Vũ Tông chịu ba đòn liên kích rốt cuộc bị chấn vỡ, sóng gợn kình khí khủng bố khuếch tán. Trong phút chốc thiên địa này lan tràn năng lượng mạnh mẽ, không gian vỡ từng mảng từng mảng. Xoẹt phập. Nhiều cường giả Hóa Vũ Tông trong khoảnh khắc bị đẩy lùi ra, phun mấy vòi máu. Đế ảnh đại trận bị chấn phá, bọn họ khó thể thoát khỏi vạ lấy thảm thiết. Bùm bùm bùm. Cùng lúc đó, hai đại trận của Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo ầm ầm đụng vào huyết sát đại trận của Hắc Sát Giáo, tiếng nổ như sấm sét vang mãi không dứt. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng khống chế toàn cục. Phá! Trước cửu tinh khốn long trận, bầu trời lại có chín cột sáng giáng xuống. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ kinh người, không gian nổ tung. Huyết sát đại trận chính thức tan vỡ. Đám cường giả Thanh Sát Tôn giả bị đánh bay, khóe môi treo vệt máu. Thực lực tương đương nhau nhưng kém về mặt số lượng quá xa. Ba Sơn Môn lúc này làm sao đấu lại bảy thế lực là Thánh Linh Giáo, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Hai Các Hai Đảo. Ba đại trận bị phá vỡ cùng lúc, không gian một mảnh hỗn độn. Năng lượng trùng kích khiếp hồn người, khiến tim người đập nhanh. Các cường giả Phá Vũ Tôn giả, Âm Nguyệt Tôn giả, Thanh Sát Tôn giả chân chân nhìn trận thế khủng bố của đối phương, lòng thầm hút ngụm khí lạnh. Lục Lâm Thiên ở trên cao nhìn toàn trường, kình phong càn quét thổi vạt áo xanh phần phật. Mắt Lục Lâm Thiên liếc hướng Thánh Thú Bộ Thánh Thú Thiên Tôn Hạ Hầu Khải. Hạ Hầu Khải hiểu ý, gã tiến lên trước, lạnh lùng quát. Thánh Thú Bộ nghe lệnh, thả đại quân yêu thú ra. Khi Thánh Thú Thiên Tôn dứt lời, trên bầu trời, mấy chục cường giả Thánh Thủ Bộ nhảy ra. Tay cầm nhiều túi không gian, kết thủ ấn, các luồng sáng bắn tứ tung. Cùng lúc đó luồng sáng vụt tắt lộ ra vô số yêu thú, linh thú. Yêu thú, linh thú rậm rạp, nhìn từ xa một mảnh đen kịt. Grow grow, hú hú, chí chít. Các con thú chớp mắt xuất hiện, chiếm cứ toàn bộ không gian to lớn, đất rung núi chuyển. Từng tiếng yêu thú, linh thú gầm giống hú vang, thanh âm hòa vào nhau như tiếng sấm chấn hồn người. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cường giả Thánh Thú Bộ nhanh chóng thả ra các luồng sáng khỏi túi không gian, ngàn vạn yêu thú, linh thú rậm rạp hiện hình. Ngàn vạn con yêu thú, linh thú khổng lồ, tình hình đồ sộ vô cùng. Trong phút chốc yêu thú, linh thú che dập trời, ba vạn đại quân yêu thú của Phi Linh Môn cũng náo động lên. Thấy cảnh ngàn vạn yêu thú, linh thú khiến mấy trăm vạn cặp mắt ngây dại. Yêu thú thất giai, yêu thú lục giai. Linh thú đỉnh hậu kỳ thất giai. Lại có nhiều yêu thú như vậy. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, các đại sơn môn tập thể kinh hoàng. Đại quân yêu thú một lần nữa xuất hiện, trong đó gần trăm con đẳng cấp thất giai, thế lực của Thánh Linh Giáo rất khủng bố. Thánh Thú Thiên Tôn lại hét lên. Thánh Thú lệnh, vạn thú nghe lệnh. Thánh Thú Thiên Tôn ném Thánh Thú lệnh ra, trên bầu trời lan tràn huyết quang. Tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm loáng thoáng vang lên giữa không trung. Growl, uy hiếp ngút trời khuếch tán, mang theo tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm tựa sấm sét bay về Upsilon T lên cao, chấn mở sóng gợn không gian hóa thành cơn sóng đổ ập đến. Growl growl, thánh thú ra lệnh, vạn thú gầm giống. Thánh pháp thiên tôn quát to. Lại nếm thử đại quân khôi lỗi của thánh pháp bộ chúng ta đi. Trong tay các đệ tử Thánh Pháp Bộ tỏa sáng bắn lên cao, từng tiếng gầm gừ truyền ra. Growl growl, ánh sáng tuôn ra, tiếp theo là các tiếng giống, những khôi lỗi màu sắt thép hiện ra trước mắt mọi người. Ngàn vạn khôi lỗi thoáng chốc xuất hiện trước mắt mọi người. Khôi lỗi hình thú, khôi lỗi nham thạch, khôi lỗi hình người, còn có khôi lỗi yêu thú. Tổng cộng lại cũng phải đến cả vạn khôi lỗi. Trên vạn khôi lỗi xuất hiện, khí thế hùng hồn đè ép không khí run rẩy. Khoảng trăm khôi lỗi thất giai, trong thời gian này Thánh Pháp Bộ lại lần nữa luyện chế được nhiều khôi lỗi. Có gần ngàn khôi lỗi lục giai, số còn lại là khôi lỗi tứ giai, ngũ giai. Khôi lỗi thất giai cao giai. Khôi lỗi thất giai trung giai. Khôi lỗi thất giai cao giai. Mọi người hút ngụm khí lạnh, giật mình không nói nên lời.
nhiều khôi lỗi thế này thật hiếm thấy, từ mặt nào đó khủng bố còn hơn yêu thú. Trong thánh linh giáo có hàng vạn khôi lỗi, vạn yêu thú, linh thú, chỉ tính hai thực lực này đã rất khủng bố. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Đệ tử phi linh môn, thánh linh giáo nghe lệnh, giết. Trên khuôn mặt kiên cường khóe môi nhếch cao lạnh lùng, đôi mắt lạnh băng khiến người nhìn vào thấy tim đập nhanh. Trong đôi mắt đó chẳng hề che giấu sát khí. Bầy yêu thú phi linh môn ngửa đầu hú dài. Growl growl. Khí thế kinh người đè không khí giáng xuống giữa không trung, mặt đất, cộng thêm hơn 4 vạn yêu thú lộ tia mắt hung ác, dướn người, đất rung núi chuyển, khuấy động không gian run rẩy. Chúng mang theo uy hiếp kinh người chớp mắt nhào tới, đè ép không gian run run. Chít chít. Huyết mị đập cánh bay lên, miệng phát ra tiếng rít sắc nhọn kỳ dị như thiên địa kinh lôi phút chốc lan tràn. Trăm vạn linh phong thị huyết trước người huyết mị lao nhanh lên, khí thế bạo ngược giữ trợn ngút trời, làm lòng người sợ hãi. Growl. Đại quân khôi lỗi của Thánh Pháp Bộ, 130 khôi lỗi của Lục Lâm Thiên xông lên, khí thế năng lượng kinh người bùng nổ. Đệ tử Linh Thiên Môn nghe lệnh, giết. Đệ tử Vân Dương Tông nghe lệnh, giết. Đệ tử Nhật Sát Các nghe lệnh, giết. Giết. Các chủ đại sơn môn hét xong tiếng giết ngập trời. Trong thiên môn cốc, mấy chục vạn đệ tử và đại quân yêu thú bắt đầu xuất kích. Trên bầu trời, cường giả hai các hai đảo, Thánh Linh Giáo, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu cùng hành động, xông hướng người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo. Âm Nguyệt Tôn Giả, Thanh Sát Tôn Giả, Phá Vũ Tôn Giả hét to. Rút, rút mau. Đối diện đại quân yêu thú, đại quân khôi lỗi khủng bố, còn có cường giả hai các hai đảo, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông. 150 vạn đệ tử sẽ bị giết sạch, chỉ có nước rút lui. Muốn chạy sao? Không kịp rồi. Tiếng nói dứt, rất nhiều cường giả tôn cấp sơn môn khí thế bao trùm cường giả tôn cấp của ba sơn môn, đây mới là mục tiêu chính của bọn họ. Growl growl. Thân hình xích viêm, bàn hủy, long linh, bàn vân to lớn, ánh mắt hung tàn tỏa định cường giả tôn cấp trong ba sơn môn. Lục Lâm Thiên đứng trên không trung, sát ý lẫm lẫm. Đối phó tôn cấp, vương cấp trong ba sơn môn mới tổn hại nặng đến ba sơn môn. Để đối phó tôn cấp của ba sơn môn thì, nụ cười treo bên môi Lục Lâm Thiên càng âm trầm, hắn liếc mắt qua. Tôn cấp của ba sơn môn khoảng 24 người, mà Thánh Linh Giáo, hai các hai đảo, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc, Thiên Ưng Lâu cộng lại là hơn 40 người. Còn có Phi Linh Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn tổng cộng 20 người. Tổng cộng là 70 tôn cấp. Đó là chưa tính những khôi lỗi bát giai trong tay Thánh Pháp Thiên Tôn. 70 tôn cấp đối phó 24 tôn cấp, tính số lượng hay thực lực đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhiều cường giả tôn cấp tụ tập lại, vô hình chung năng lượng tràn ngập không gian, uy thế đè ép, không gian lung lay sắp sập. Trong trận thế này chiến trường bên dưới không dám tới gần. Bị đám cường giả tôn cấp bao vây, nhóm người Phá Vũ Tôn giả ánh mắt âm trầm. Phá Vũ Tôn giả ngước lên, lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc các ngươi muốn sao? Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên lạnh lùng nói. Sao không tự hỏi chính mình, các ngươi muốn làm gì Phi Linh Môn? Nhìn 70 cường giả tôn cấp xung quanh, ánh mắt Phá Vũ Tôn giả, Âm Nguyệt Tôn giả, Thanh Sát Tôn giả cực kỳ trầm trọng. Thì ra các ngươi sớm sắp đặt hết, muốn đối phó cả ba sơn môn chúng ta. Đám cường giả Linh Thiên Môn giác Linh Tôn giả, Tình Linh Tôn giả giành tấn công trước. Tưởng Linh Thiên Môn ta không biết mục đích của ba sơn môn các ngươi sao? Giết! Lần này ba sơn môn thật sự muốn đối phó chính là Linh Thiên Môn của bọn họ. Giác Linh Tôn giả dứt lời trực tiếp lao hướng Âm Nguyệt Tôn giả. Linh lực hùng hồn kèm theo khí tức linh hồn kinh người ập xuống. Giết! Trong phút chốc Thiên Phong Tôn giả, Phi Đao Tôn giả, Cương Giáp Tôn giả, Thiên Huyễn Tôn giả như tia chớp tự tìm đối phó ra tay. Cả đám lướt qua không gian xông lên. Linh lực chân khí tuôn ra từ bàn tay. Linh lực chân khí mênh mông trong cơ thể bọn họ khuấy động năng lượng thiên địa vô hình, một cột sáng bắn ra chớp mắt oanh kích. Khoảnh khắc này Phá Vũ Tôn giả, Âm Nguyệt Tôn giả, Thanh Sát Tôn giả liếc nhau. Ba người cùng một lúc lấy khối ngọc giản ra, bóp nát giữa không trung. Ngọc giản bị bóp nát, năng lượng vô hình bắn ra rồi tan biến. Thiên Phong Tôn giả hét to một tiếng. Nguy rồi, là ngọc giản cầu cứu. Ba người này thông báo cường giả đến. Thiên Phong Tôn giả hơi chần chừ rồi cũng bóp bể một ngọc giản. Giác Linh Tôn giả đang ngưng tụ công kích giáng xuống bỗng biểu tình cứng lại, tay bóp khối ngọc giản,
Phi đao tôn giả quát to. Mau, dốc sức giết chết, đừng để xảy ra biến cố giữa chừng. Phi đao tôn giả ngưng tụ công kích giáng xuống. Ầm ầm ầm. Đám người phá vũ tôn giả không thể rút ra ngoài, bọn họ cắn răng ngưng tụ lực công kích uy thế rất kinh khủng. Đòn công kích của hai bên dây lát đụng mạnh vào nhau. Bùm bùm bùm. Từng đợt năng lượng khủng bố va chạm vào nhau mang theo các luồng xung lực hủy diệt mạnh mẽ khuếch tán trong không trung. Mấy ngọn núi bên dưới bị phá nát. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, lòng nặng nề. Ngọc Giản cầu cứu, chẳng lẽ có viện quân đến? Xem ra phải giết hết trước khi viện quân của Ba Sơn Môn đến. Tiếng quát của Lục Lâm Thiên văng vẳng trên trời cao. Các đệ tử nghe lệnh, dốc sức giết hết, không chừa một tên. Trong sơn mạch bên dưới, đám người Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân hét lớn. Đệ tử Phi Linh Môn, giết cho ta, giết sạch đám tạp chủng này. Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân lao vào đám người bắt đầu giết chóc. Máu nóng trong người đệ tử Phi Linh Môn sôi trào. Giết sạch đám tạp chủng này. Trưởng môn chỉ hai chiêu đã bắt chủ Ba Sơn Môn thì bọn họ còn sợ gì? Vân Tiếu Thiên vung trường bào, phất tay giáng xuống. Giết không tha. Vân Tiếu Thiên lao vào vòng chém giết, một trường ấn chấn vỡ không gian. Một vũ vương bát trọng ở giữa không trung bị chấn nát, mưa máu đổ xuống. Giết. Tiếng giết lạnh băng túc sát của đám người Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng văng vẳng trong không gian. Mắt mọi người tràn ngập sát khí, năng lượng trong thiên địa dao động mạnh vào giây phút này. Bản thể khổng lồ của Thiên Độc Yêu Long xuất hiện trong đám người. Đệ tử Yêu Đường nghe lệnh, giết hết đám tạp chủng cho ta. Khói độc mù mịt, khí thế quanh thân Thiên Độc Yêu Long đã là đỉnh hậu kỳ thất trọng. Cái mồm giữ trợn há to, mấy vũ vương bị nó nuốt vào miệng. Cái đuôi to vung, mấy trăm đệ tử Ba Sơn Môn bên dưới bị đập nát bấy. Thiên Độc Yêu Long sớm muốn tìm Ba Sơn Môn báo thù nên lúc này không hề khách sáo. Growl growl. Vạn thú cuồn cuộn xông lên, các yêu thú, linh thú rít gào gầm rú, há miệng rộng dữ tợn, dương nanh múa vuốt trực tiếp chém giết. Yêu nguyên linh nguyên khủng bố càn quét không gian. Đại quân vạn khôi lỗi, thân hình như kim cương hung hăng nhào lên. Chít chít. Bản thể huyết mi cũng thấp thoáng trong đám người. Huyết mị vỗ cánh, miệng giữ trợn phát ra tiếng rít sắc nhọn kỳ dị như thiên địa kinh lôi. Tiếng chí chít kỳ lạ của huyết mị biến thành sóng âm thực chất, tựa cơn bão nhanh như tia chớp ập đến. Sóng gợn không gian bị lật tung, không gian bị sóng âm chấn vỡ xuyên thủng. Phập phụt. Trong phạm vi bị sóng âm của huyết mị công kích, mười mấy vương cấp đi đầu như diều đứt dây bay ra ngoài, phun vòi máu, giây lát đã mất sức sống. Sóng âm thổi quét. Không gian to lớn bên dưới có mấy trăm đệ tử Ba Sơn Môn tu vi thấp bị lan đến, lặng lẽ bị giết. Khóe môi mọi người đều treo vết máu. Giờ phút này, những người biết hàng xung quanh đều vận công đóng thính giác. Là công kích linh hồn hóa âm của huyết linh phong mẫu Hoàng Phong. Trong sóng âm xen lẫn công kích linh hồn mạnh mẽ chui thẳng vào không gian linh hồn trong não. Đám người rút lui cực nhanh. Nhưng khi bọn họ rút lui nhanh thì lại bị tất cả trăm vạn linh phong thị huyết bao vây. Trăm vạn linh phong thị huyết cực kỳ hung hăng bạo ngược kêu chít chít. Linh phong thị huyết thất giai, lục giai dẫn đầu với thân hình đỏ máu dữ trợn to cỡ trẻ sơ sinh nhào tới. Đám người liên tục vang tiếng hét thảm. A, à, trăm vạn linh phong thị huyết công kích không chết không ngừng là cơn ác mộng của mọi người, không thể trốn thoát được. Mau, bày trận hình phòng ngự. Cùng lúc đó, cường giả trong Ba Sơn Môn nhanh như tia chớp dàn các trận hình phòng ngự nhỏ. Cột sáng chân khí, thất luyện linh lực phô thiên cái địa bắn thẳng lên 9 tầng mây. Bùm bùm bùm. Nhưng lúc này những cường giả trong Ba Sơn Môn làm sao ngăn cản nổi hai các hai đảo, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo vây công. Dù tính cường giả Vũ Vương thì ba cờ môn cộng lại chỉ có khoảng 400 người. 400 vương cấp là một thực lực khủng bố. Nhưng hiện tại yêu thú và khôi lỗi của Phi Linh Môn, yêu thú thất giai, khôi lỗi thất giai cộng lại gần 400 con. Yêu thú và khôi lỗi Thánh Linh Giáo, cộng thêm đám trưởng lão chắc chắn là gần 400. Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo có 800 thực lực tương đương vương cấp. Những thế lực Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Hai Các Hai Đảo, Thánh Linh Cốc, Tinh Ngục Các, Thiên Ưng Lâu cộng lại có gần 800 vương cấp. Thực lực khủng bố như vậy làm sao Ba Sơn Môn tổng cộng chỉ có 400 vương cấp đối kháng nổi. Bùm bùm bùm.
chớp mắt phòng ngự trận cỡ nhỏ do cường giả ba sơn môn bày ra bị vây công phá hủy như gặp bão tố, đối diện vây hãm chặn giết điên cuồng. Trên bầu trời liên tục vang tiếng hét thảm. A! À, trong sơn mạch toàn thiên môn cốc khoảnh khắc thành địa ngục trần giận. Mấy vạn yêu thú, khôi lỗi, trăm vạn linh phong thị huyết công kích, 155 vạn người ba sơn môn đang nhanh chóng giảm bớt. Giết không tha. Dốc sức ra tay, không chừa một tên. Bùm bùm bùm. Từng đợt tiếng giết, tiếng nổ như sấm sét vang không dứt bên tai. Sóng kinh khí khủng bố khuếch tán. Chết đi. Thân hình to lớn của Tiểu Long xuyên toa tàn sát trong trăm vạn đệ tử ba sơn môn. Với lực phòng ngự khủng, Tiểu Long không thèm để mắt lực công kích của những người nơi đây. Cơ thể to bự lắc mình, vô số người thành thịt băm. Miệng Tiểu Long phun ra lửa màu vàng càn quét mảng lớn không gian, tử thương vô số. Trong đám người, mắt Lục Tâm Đồng lóe tia sáng. Đại chiến này xuất hiện nhiều hồn ảnh, Lục Tâm Đồng kết ấn, chán bắn ra một luồng sáng đen. Khí thế khiến hồn người rung động lan tràn, Lục Tâm Đồng thúc giục hồn khí chấn linh diệt hồn tháp địa giai. Thu! Khói độc nổi lên quanh thân Lục Tâm Đồng, nàng thúc đẩy chấn linh diệt hồn tháp hóa thành luồng sáng đen trực tiếp hút các hồn anh. Những hồn anh đang nhanh chóng né tránh công kích như gặp tương khắc, chớp mắt bị chấn linh diệt hồn tháp thu vào. Trong đám đông, bóng dáng Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh lướt qua, xuống tay không chút nương tình. Tất cả cường giả ba sơn môn đều bị kiềm chế, không ai có thể gây nguy hiểm lớn cho hai nàng. Dương Quá cầm trọng kiếm, đánh đâu thắng đó, không người đỡ nổi. Các cường giả phi linh môn như Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Hổ Viêm Thiên Vương, Khoái Kiếm Vương đang thi triển công kích khủng bố. Ác anh phệ hồn của Đông Vô Mệnh tiến lên, tiếng hú quái dị làm người nghe tim đập rất nhanh. Trong đòn công kích khủng bố, người phi linh môn ra tay làm các đại sơn môn giật mình ngạc nhiên, trong phi linh môn có nhiều vũ tướng toàn cầm linh khí hoàng giai. Một số thực lực đến vương cấp thì hầu như toàn dùng linh khí huyền giai, khá nhiều là linh khí địa giai rất khủng bố. Điều này khiến cường giả linh thiên môn, Vân Dương Tông, hai các hai đảo rất rung động. Chẳng lẽ phi linh môn giàu tới mức kinh dị? Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh người vang lên, trong thiên môn cốc máu chảy thành sông, khắp nơi là tay chân cụt, sát khí và mùi máu tanh lan tràn. Có người muốn trốn nhưng không thoát được, có thánh pháp thiên tôn Tiết Linh Phượng tự mình điều khiển cửu tinh khốn long trận thì không ai trốn ra nổi. Trong cửu tinh khốn long trận, từng đợt thất luyện năng lượng giáng xuống, một đám đệ tử ba sơn môn bị đánh nát bấy. Ta liều mạng với ngươi, tự bạo hồn anh. Tới luôn, tự bạo hồn anh. Không có đường trốn, vương cấp bị buộc phải liều mạng. Ai nấy mặt mũi dữ trợn, thân hình trướng to, có chết cũng quyền tìm một người làm đệm lưng. Bùm bùm bùm. Các phủ vương tự bạo hồn anh, năng lượng kinh người thổi quét chấn vỡ không gian. Nhiều người khó tránh khỏi bị lan trúng, nhưng thực lực và số người chênh lệch xa, tự bạo hồn anh tạo thành hiệu quả không lớn. Mấy cường giả vương cấp thấy người trong ba sơn môn định tự bạo hồn anh thì hợp sức bày vòng phòng ngự, ngăn chặn đối kháng lại. Trên trời cao, các cường giả tôn cấp đang đánh nhau túi bụi. Các luồng sáng nhiều màu rực rỡ tuôn ra từ cơ thể bọn họ, giơ tay nhấc chân dẫn động năng lượng thiên địa. Quanh cường giả tôn cấp hầu như ngưng tụ thành khối không gian năng lượng hùng hồn, trong không gian tràn ngập năng lượng vô hình, gió mây biến đổi. Ầm ầm ầm. Công kích của cường giả tôn cấp giấy lên tiếng sấm nổ, khiến không gian run rẩy. Lực công kích làm không gian dọc đường đi vỡ ra, từng đợt sóng gợn không gian nhỏ bé lan tràn đến phương xa. Phập phụt. Mấy lần đánh nhau ngắn ngủi, bị các cường giả tôn cấp vây công khiến cường giả tôn cấp trong ba sơn môn có vài người dần bị thương nặng, không thể đối kháng. Ba siêu cấp cường giả tôn cấp lục trọng phá vũ tôn giả, âm nguyệt tôn giả, thanh sát tôn giả bị sáu siêu cấp cường giả lục trọng thiên phong tôn giả, giác linh tôn giả, phi đao tôn giả, cường giáp tôn giả, kinh hồn tôn giả, thiên huyễn tôn giả vây công, ba người chỉ miễn cưỡng chống cự. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng. Không thể chậm trễ thời gian nữa. Chiến trường bên dưới tuy ít người nhưng đã không thành vấn đề. Cường giả vương cấp cao hơn gấp 4 lần, lại có cửu tinh khốn long trận, đệ tử ba sơn môn không cách nào trốn khỏi. Thu. Lòng Lục Lâm Thiên máy động, bàn tay lóe ánh sáng vàng, hắn thu đám người ra cát Tây Phong trong cấm chế vào Tử Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện trong bàn tay hắn. Tử Lôi Huyền Đỉnh lại biến mất. Hổ biến. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm. Hắn khởi động hình thái thứ hai của khải giáp thanh linh. Xoẹt xoẹt xoẹt.
ánh sáng xanh bừng lên, Lục Lâm Thiên hơi cong người rồi trướng to lên giữa không trung, vảy xanh sáng choang phủ người hắn như trên lưỡi đao, một chuỗi tia điện lượn lờ. Giây lát hai tay Lục Lâm Thiên đã thành móng vuốt cọp to lớn, vảy bao phủ toàn thân, cơ thể to hàng trăm thước. Cùng lúc đó, đôi mắt to của Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm một vũ tôn nhất trọng của Lan Lăng Sơn Trang. Vũ tôn nhất trọng đang bị Thiên Thủ Quỷ Tôn, một tôn giả nhất trọng và một vũ tôn nhất trọng của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông vây công, nhưng trong phút chốc khó thể giết gã. Lục Lâm Thiên phát ra tiếng hổ gầm. Growl. Trong thanh âm mang theo uy hiếp to lớn, cơ thể cao to đột nhiên xuất hiện trong chiến trường cường giả tôn cấp, đến trước mặt vũ tôn nhất trọng của Lan Lăng Sơn Trang. Chỉ là một vũ tôn nhất trọng, lúc này Lục Lâm Thiên hổ biến làm sao sợ được. Thân hình khổng lồ nhảy vọt trong không trung giống như mãnh hổ vồ mồi, kèm theo uy thế kinh người. Thân hình uy vũ giữ trợn chấn mở sóng gợn không gian, Lục Lâm Thiên giơ cao chân trước hình thành đường cong quái dị, móng vuốt chớp lóe tia điện. Lục Lâm Thiên hét to một tiếng. Chết đi! Tê Thiên Liệt Địa Chảo! Chảo ấn bắn ra, khí thế sấm sét chớp mắt bao phủ vũ tôn nhất trọng. Vũ tôn nhất trọng này bị ba người Thiên Thủ Quỷ Tôn vây công bị thương, trong đại trận đã bị thương khá nặng. Vũ tôn nhất trọng biết thực lực của Lục Lâm Thiên kinh khủng nên hét to một tiếng. Bản tôn liều mạng với ngươi, dù có chết ta cũng không tha cho ngươi. Ánh mắt vũ tôn nhất trọng lạnh lùng, không chút do dự kết thủ ấn quái dị. Khí thế toàn thân vũ tôn nhất trọng vốn uể oải bỗng chốc tăng vọt, mạnh còn hơn cả lúc gã ở đỉnh cao, gần đến vũ tôn nhị trọng. Thiên Thủ Quỷ Tôn hét to. Tự bạo hồn anh, trưởng môn cẩn thận. Vũ tôn nhất trọng này thật độc, lựa chọn tự bạo hồn anh, vũ tôn nhất trọng tự bạo hồn anh thì lần đầu tiên có thể miễn cưỡng đối kháng vũ tôn nhị trọng. Lục Lâm Thiên không thèm để mắt vũ tôn nhất trọng tự bạo hồn anh. Tự bạo hồn anh, ngươi còn kém một chút. Chảo ấn đè xuống, không gian vặn vẹo. Ngay giây phút này vũ tôn nhất trọng thê lương giống to. Tự bạo hồn anh. Cơ thể chướng lớn lao thẳng vào trưởng ấn to trên bầu trời, muốn kéo Lục Lâm Thiên làm đệm lưng. Cùng lúc đó, chảo ấn của Lục Lâm Thiên oanh kích vào người vũ tôn nhất trọng. Cơ thể vũ tôn nhất trọng với cái giá mạng sống mang theo năng lượng khủng bố siêu cường đại chợt nổ tung. Bùm bùm. Hai lực lượng cùng va chạm bộc phát ánh sáng chói lòa mạnh mẽ, lực lượng ngút trời khuếch tán. Không gian nổ tung. Các khe nứt không gian đen thui lan tràn trên bầu trời lộ ra ánh sáng đen sâu thẳm làm tim đập nhanh. Lúc này vũ tôn nhất trọng đã thành mây khói, cơ thể to lớn của Lục Lâm Thiên không hề bị ảnh hưởng gì, thậm chí không bị lay động một ly. Dù có là đòn công kích vũ tôn nhị trọng thật sự cũng không lọt vào mắt Lục Lâm Thiên nổi chứ nói gì đến vũ tôn nhất trọng tự bạo hồn anh. Cảnh tượng này khiến có Thiên Thủ Quỷ Tôn kinh thán, trán toát mồ hôi lạnh. Trời, lực phòng ngự quá biến thái. Lục Lâm Thiên không chút do dự xuất hiện trong một góc không gian bên dưới. Phá cho ta! Trong không gian, sát phá quân cầm búa, khí thế sắc bén hùng dũng. Nhát búa chém xuống, phủ quang bắn ra xẻ không gian, dọc đường đi chém không gian vỡ từng tấc rồi chém vào cương khí phòng ngự của một vũ tôn tam trọng. Phập phụt! Cương khí phòng ngự của vũ tôn tam trọng vỡ nát, miệng phun ngụm máu. Growl! Thân hình xích viêm kim nghê thú nhảy ra. Vèo một tiếng biến thành luồng sáng đỏ rực nhanh như tia chớp bay ra ngoài. Cơ thể cao lớn với tốc độ khủng bố rạch phá hư không, chợt lóe lên xuất hiện bên cạnh vũ tôn tam trọng bị một kích của sát phá quân làm trọng thương. Móng vuốt bén nhọn ở chi trước giáng xuống, không gian xung quanh bị xích viêm xé nát. Nhiệt xúc, bản tôn liều mạng với các ngươi. Vũ tôn tam trọng thuộc loại liều lĩnh, biết lúc này không có khả năng trốn thoát, hồn anh muốn trốn cũng khó khăn. Vũ tôn tam trọng kết thủ ấn quái dị, định tự bạo hồn anh, khí thế tăng vọt, cơ thể trướng to. Muốn tự bạo hồn anh, ngươi chậm rồi. Trong phút chốc thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên xuất hiện trên bầu trời, Tê Thiên Liệt Địa Chảo giáng xuống. Không gian bị xé rách, móng vuốt đập mạnh xuống người vũ tôn tam trọng đang phồng lên. Bùm! Vũ tôn tam trọng còn chưa kịp hoàn toàn tự bạo hồn anh đã bị một chảo ấn của Lục Lâm Thiên đập trúng, cả người biến thành huyết phụ. Cơ thể Lục Lâm Thiên to lớn ở giữa không trung như hổ rình mồi làm thế lao xuống. Chết đi! Mới rồi khi Lục Lâm Thiên xé nát vũ tôn tam trọng, chảo ấn cùng thi triển Tê Thiên Liệt Địa Chảo. Một tôn giả nhị trọng xui xẻo bị vây công mới thụt lùi đến gần đó vô tình lọt vào phạm vi công kích của Lục Lâm Thiên. Hỏa thuộc tính hùng hậu tụ tập trong chảo ấn, không gian bị nhuộm màu đỏ rực.
răng rắc. Chảo ấn xẹt qua không gian xé rách năm khe nứt dài mấy ngàn thước. Khi tôn giả nhị trọng cảm giác chảo ấn trên trời sẽ chụp xuống thì đã không kịp chạy. Chảo ấn giáng xuống, lực lượng xé rách không gian chút xuống, xé khải giáp phòng ngự huyền giai trên người tôn giả nhị trọng. Phập phụt, tôn giả nhị trọng lảo đảo thụt lùi hơn 10 bước, phun ra bãi máu. Ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đòn công kích của thiên kiếm tôn giả, vạn linh tôn giả thuộc nhật sát các kèm theo lực lượng xé rách không gian cùng đánh vào người tôn giả nhị trọng. Vốn là hai người đang vây công tôn giả nhị trọng. Bùm bùm. Trong phút bối rối, tôn giả nhị trọng vốn bị thương nặng lại liên tục bị thương, cơ thể vỡ nát. Thân xác tôn giả nhị trọng không bằng vũ tôn khi phòng ngự thân thể. Vù vù vù. Cơ thể tôn giả nhị trọng vỡ nát, hồn anh nhanh chóng trốn đi. Growl. Khi hồn anh của tôn giả nhị trọng chạy trốn, cường đại lục lâm thiên sớm tính đến kết quả này, thân cọp khổng lồ cản đường hồn anh tôn giả nhị trọng. Hồn anh tôn giả nhị trọng âm trầm hét to một tiếng. Lục lâm thiên, bản tôn liều mạng với ngươi. Mới rồi coi như tôn giả nhị trọng trực tiếp trúng đòn của lục lâm thiên nên cơ thể bị chấn vỡ, giờ thấy hắn chặn đường thì rất tức giận, hai người vốn có thù sâu như biển. Tôn giả nhị trọng biết lực phòng ngự của lục lâm thiên cường đại, hồn anh bộc phát ánh sáng rực rỡ bắn hướng chắn hắn, hồn anh công kích linh hồn. Lục lâm thiên hừ lạnh một tiếng. Hừ, công kích hồn anh của tôn giả nhị trọng làm sao khiến lục lâm thiên e ngại được. Lục lâm thiên phất lờ, hắn không sợ hồn anh công kích. Hồn anh tôn giả nhị trọng chui vào trán lục lâm thiên, tiến vào não của hắn. Tôn giả nhị trọng đang mừng thầm, dự tính đoạt xá lục lâm thiên cũng hay. Vù vù vù. Nhưng tôn giả nhị trọng mới rồi còn đang vui vẻ bỗng một luồng đao quang màu vàng chém xuống trước mặt, uy thế khiến gã trực tiếp quỳ, không chống cự nổi. Răng rác. Chỉ một giây ngắn ngủi. Ý thức cuối cùng của tôn giả nhị trọng thấy mình bị luồng đao quang màu vàng chém nát vụn. Nhiều người nhìn lục lâm thiên. Không bị gì sao? Hồn anh tôn giả nhị trọng đi vào não mà trông lục lâm thiên bình tĩnh như không, bọn họ rất ngạc nhiên. Bùm bùm bùm. Trong không trung, tiếng nổ va chạm vang đì đùng trên bầu trời thiên môn cốc. Rầm. Mé phía trên cao, cơ thể to lớn của bàn vân, long linh. Bàn hủy đang vây công một cường giả vũ tôn tứ trọng của hóa vũ tông. Thân hình khổng lồ nghiền nát hư không, uy thế đè ép không gian rung bần bật. Long linh giữ trợn gầm lên. Growl. Vảy trắng toàn thân long linh chảy xuôi ánh sáng, chỉ giây lát cái đuôi to như thất luyện màu trắng vung qua, mạnh mẽ đập xuống bao phủ vũ tôn tứ trọng. Nghiệt xúc. Vũ tôn tứ trọng này bị ba con cự thú vây công, lực phòng ngự của chúng đều rất khủng bố. Thực lực gần đến bát giai sơ kỳ đỉnh phong cộng với huyết mạch rất cao, đơn độc đủ đối kháng với cường giả tôn cấp tứ trọng. Nhưng may mắn là gã cũng đến gần vũ tôn tứ trọng đỉnh phong, cho nên ba con cự thú không làm gì gã được, thế nhưng gã cũng không làm gì ba con cự thú nổi. Mấy chiêu qua đi, hai phe vẫn cứ giằng co. Mắt thấy công kích của cự mãng ập đến, mắt vũ tôn tứ trọng bắn tia sáng lạnh. Vũ tôn tứ trọng hừ mạnh, ánh sáng lam chợt lóe dưới chân. Chân khí ngút trời tuôn ồ ạt từ cơ thể. Ba con cự thú vây công khiến vũ tôn tứ trọng không làm ăn gì được, chỉ có thể tiêu diệt từng phần mới có cơ hội. Cùng lúc đó, một quyền ấn ngưng tụ trong tay vũ tôn tứ trọng, giơ tay nhấc chân toát ra năng lượng thuộc tính thủy hùng hậu. Quyền ấn đánh ra, không gian vặn vẹo kèm theo tiếng xoẹt xé gió đập vào đuôi to của long linh. Quyền ấn này dường như dốc hết sức của vũ tôn tứ trọng. Chỉ chớp mắt một quyền ấn hết sức của vũ tôn tứ trọng va chạm mạnh cùng cái đuôi to của long linh. Bùm! Một quyền và một cái đuôi va chạm, kình phong đáng sợ bùng nổ. Sóng gợn không gian bốn phía vỡ vụn, năng lượng thuộc tính thủy bao bọc một tầng hơi nước đậm đặc, dao động mạnh mẽ khuếch tán, không gian vặn vẹo. Nhưng lần này long linh vung cái đuôi khổng lồ, chấn lực to lớn đánh bay nó đi. Cơ thể khổng lồ đập mạnh vào một ngọn núi bên dưới. Ầm ầm ầm. Lực lượng ngút trời lan tràn, long linh từ giữa không trung rớt cái bịch xuống đất. Mặt đất nứt ra thành mấy cái khe, đất cát bay đầy, vài miếng vảy trên người long linh rớt xuống. Phía chân trời, Hắc Vũ luôn quan sát nhưng không định ra tay, biểu tình từ khi nào trở nên khó hiểu, trầm trọng, tập trung tinh thần nhìn không trung. Growl. Giữa không trung, bàn hủy, bàn vân thấy long linh chịu thiệt thì gầm lên, cơ thể to lớn quét đuôi to cùng lao vào vũ tôn tứ trọng. Vũ tôn tứ trọng quát to. Nghiệt xúc, cút cho ta.
năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc quanh thân Vũ Tôn tứ trọng nghiền nát không gian, lại hô hai quyền, một trái một phải đánh vào bàn hủy, bàn vân. Dầm. Va chạm kinh thiên, xung lực kinh khủng như thiên thạch đụng độ, tiếng sấm đánh nổ lốp bốp trên bầu trời. Trong tiếng động kinh thiên, cơ thể khổng lồ của bàn hủy, bàn vân bị đẩy lùi. Lực phòng ngự của hai người mạnh hơn Long Linh nhiều, thân hình cao lớn trượt nhẹ, mấy đỉnh núi nhỏ bị san bằng, đất cát bụi bay mù mịt nhưng bàn hủy, bàn vân bình yên như không. Cộp cộp cộp, Vũ Tôn tứ trọng bị chấn lảo đảo lùi mấy bước, cũng không chịu nổi một kích từ bàn hủy, bàn vân, huyết khí cuộn trào trong người. Thực lực của Vũ Tôn tứ trọng mạnh hơn hai hoàng kim yêu long viễn cổ này nhưng rất khó phá lực phòng ngự của bàn hủy, bàn vân. Growl. Giây phút này cơ thể to lớn của Long Linh lao ra khỏi ngọn núi, cái đuôi to có vài vết thương. Lục Lâm Thiên khổng lồ đã đến bên cạnh Long Linh. Long Linh cô nương có sao không? Thân hổ to lớn so với Long Linh khổng lồ thì vẫn còn chênh lệch xa. Đôi mắt to của Long Linh tràn ngập tức giận, hung tàn nhìn chằm chằm Vũ Tôn tứ trọng. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Lục Lâm Thiên nhướng mày liếc hướng Vũ Tôn tứ trọng, nói. Cứ giao cho ta. Long Linh, bàn hủy, bàn vân hợp tác tuy có thể đối kháng Vũ Tôn tứ trọng nhưng khó thể chặn giết gã, muốn đánh nhanh thắng nhanh thì phải dốc sức giết đám tôn cấp này trước. Growl. Nghĩ vậy thế là thân cọp khổng lồ của Lục Lâm Thiên lao lên, xuất hiện trong không trung trước mặt Vũ Tôn tứ trọng. Nhìn cơ thể Lục Lâm Thiên cao lớn, Vũ Tôn tứ trọng biến sắc mặt. Lục Lâm Thiên là nhân vật then chốt nhất trong đại chiến lần này, tông chủ còn nằm trong tay hắn. Nếu gã có thể thừa dịp bắt Lục Lâm Thiên sẽ giải quyết hết rắc rối. Xoẹt. Nghĩ vậy Vũ Tôn tứ trọng nhanh như tia chớp lao ra, tốc độ khủng bố biến mất tại chỗ. Chớp mắt không gian trước mặt Lục Lâm Thiên gợn sóng, Vũ Tôn tứ trọng đã vọt ra. Hừ. Mắt Lục Lâm Thiên lạnh băng nhanh chóng lùi về. Growl. Cùng lúc đó, hai thân rồng khổng lồ bàn hủy, bàn vân lại đụng vào Vũ Tôn tứ trọng. Bị hai con hoàng kim yêu long viễn cổ ngăn cản chọc giận Vũ Tôn tứ trọng. Nhiệt xúc, lui ra cho ta. Gã phải bắt Lục Lâm Thiên mới được. Tay Vũ Tôn tứ trọng ngưng tụ hai đòn công kích mạnh mẽ lại đánh vào bàn hủy, bàn vân. Lục Lâm Thiên vừa rút lui vừa cắn răng thầm nghĩ. Chỉ có dốc hết sức mạnh ra mới giết hắn được. Vũ Tôn tứ trọng này chắc đã gần tới đỉnh, Lục Lâm Thiên không dốc hết thủ đoạn ra thì không thể giết chết người này. Giây lát suy tư, Lục Lâm Thiên lặng lẽ kết thủ ấn. Luồng sáng ánh sắc tím bắn ra từ trán Lục Lâm Thiên, ánh sáng chợt lóe lên, đại hồn anh thoáng hiện. Đại hồn anh xuất hiện, đôi mắt mở to, sát khí ngút trời lan tràn quanh thân. Sát khí khiếp người tựa sóng gợn dao động nhanh, chớp mắt bao phủ không trung. Sát khí dâng lên hòa cùng sát khí máu me trong thiên môn cốc, khiến người ta run rẩy trước loại sát khí này khủng bố. Vũ Tôn tứ trọng lại đẩy lùi bàn hủy, bàn vân, gã lảo đảo thụt lùi. Trong một thoáng Vũ Tôn tứ trọng nhìn chằm chằm đại hồn anh Lục Lâm Thiên. Phân thân, không thể nào, chỉ có cường giả đế cấp mới có phân thân, chuyện này là sao? Sát khí ngút trời làm lòng Vũ Tôn tứ trọng lạnh lẽo, mới đầu gã đã thấy phân thân chui vào người Lục Lâm Thiên, giờ gặp lại đại hồn anh khiến gã thầm lấy làm lạ. Vũ Tôn tứ trọng chỉ có thể nghĩ thế này. Chẳng lẽ là bí pháp? Nhưng phân thân Lục Lâm Thiên phát ra sát khí vô hình chung khiến Vũ Tôn tứ trọng hơi run, vì sao phân thân lại có sát khí khủng bố như thế? Vũ Tôn tứ trọng cảm giác khí tức thể linh hồn này mạnh hơn tu vi Vũ Vương cửu trọng của Lục Lâm Thiên nhiều. Đại hồn anh xuất hiện, mắt bắn ra tia sáng lạnh, tay kết ấn. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển, đệ tứ chuyển. Đại hồn anh phát ra sát khí, không khí run rẩy. Một vầng sáng màu trắng vô hình chớp mắt lan tràn quanh đại hồn anh, năng lượng thiên địa tụ tập lại. Một luồng khí mới từ người đại hồn anh tăng vọt lên cao. Vũ Tôn tứ trọng hừ lạnh một tiếng. Hừ, dường như Lục Lâm Thiên đang thi triển thủ đoạn đặc biệt gì, gã phải bắt hắn lại mới được. Vũ Tôn tứ trọng vừa giật mình vì sát khí ngút trời vừa thừa dịp bàn hủy, bàn vân bị đẩy lui nhanh như tia chớp lao vào Lục Lâm Thiên. Trong khoảnh khắc bản thể Long Linh mãng viễn cổ của Long Linh tăng tốc độ gấp vô số lần chặn Vũ Tôn tứ trọng lại. Growl. Long Linh mới chịu thiệt một lần ngu gì không báo thù. Vừa rồi là bản thể của Long Linh không có lực phòng ngự cao bằng bàn hủy, bàn vân, lúc này thân hình ngăn Vũ Tôn tứ trọng lại, nàng thi triển thiên phú công kích của mình.
Chớp mắt một cột sáng chắn từ trán Long Linh bắn lên cao, cột sáng lập tức biến thành ảo ảnh Long Linh mãng viễn cổ. Ảo ảnh Long Linh mãng viễn cổ vượt không gian, linh hồn lực hùng hồn rất khủng bố không ngừng tràn ra. Growl. Ảo ảnh Long Linh mãng viễn cổ vọt ra đụng vào Vũ Tôn Tứ Trọng. Nhìn thiên phú công kích của Long Linh, Vũ Tôn Tứ Trọng biến sắc mặt nói. Thiên phú công kích Long Linh mãng viễn cổ, thân ngoại hồn thân. Thiên phú công kích linh hồn của con Long Linh mãng viễn cổ này miễn cưỡng tương đương với linh hồn của Linh Tôn Tứ Trọng dốc sức công kích. Đòn công kích làm Vũ Tôn Tứ Trọng không dám xem thường, thủ ấn thay đổi, gã dốc hết sức đón đỡ. Một vũ kỹ sơ giai địa giai ngưng tụ, thuộc tính thủy hùng hậu ngưng tụ quanh thân. Vòng xoáy dòng nước to bay khỏi tay Vũ Tôn Tứ Trọng, vòng xoáy nước xé rách không gian xung quanh nứt ra các khe dựng thẳng. Chớp mắt ảo ảnh Long Linh thiên phú công kích đụng mạnh vào, xuyên thấu qua vòng xoáy nước, biến thành bão linh hồn hút vòng xoáy nước vào trong. Hai bên va chạm bộc phát ánh sáng chói lòa rực rỡ. Bùm bùm bùm. Kinh khí kinh khủng đánh vào cơ thể to lớn của Long Linh, một lần nữa Long Linh bị đánh bay đi. Cùng lúc đó, Vũ Tôn Tứ Trọng ở trong bão linh hồn dốc hết sức thoát ra vòng công kích, mặt trắng bệch. Công kích linh hồn hùng hậu này ảnh hưởng Vũ Tôn Tứ Trọng khả nặng, hậu quả rất nghiêm trọng. Thiên phú công kích Long Linh mãng viễn cổ có uy lực mạnh hơn Vũ Tôn Tứ Trọng tưởng tượng. Phía chân trời, chỉ giây lát đại hồn anh từ khí thế ngang ngửa tôn giả nhất trọng đột nhiên lên đến nhị trọng, thực lực càng lên cao thì thúc dục cửu chuyển thiên linh bí pháp có hiệu quả khá kém. Thật ra không phải hiệu quả kém mà vì tu vi tôn cấp lớn hơn cấp độ của vương cấp nhiều, nên hiệu quả lúc vận dụng yếu hơn. Cửu chuyển thiên linh bí pháp đệ ngũ chuyển, đệ lục chuyển, đệ thất chuyển, đệ bát chuyển. Thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp đệ tứ chuyển xong Lục Lâm Thiên vẫn không vừa lòng. Lần trước dưới thiên đảo Lục Lâm Thiên có thể thi triển đệ ngũ chuyển, lúc này đẳng cấp linh giả của hắn từ ngày xưa linh vương bát trọng đột phá đến bây giờ là linh vương cửu trọng đỉnh phong. Về tu vi tâm tính thì đại hồn anh cũng được ích lợi. Lòng Lục Lâm Thiên máy động kết ra các thủ ấn phức tạp, năng lượng thiên địa vô hình lại hùng hậu tụ tập lại. Dường như bị ảnh hưởng, trong không gian sát khí máu me vô biên không tan bị đại hồn anh hút vào, liên tục chui vào người. Một vầng sáng trắng vô hình chợt bừng sáng rực rỡ, đột nhiên khí thế quanh thân đại hồn anh hơi tăng lên. Lục Lâm Thiên cắn răng một hơi vọt đến đệ bát chuyển. Trong khoảnh khắc này khí thế từ người đại hồn anh đã tăng gấp đôi, đến đệ bát chuyển thì khí thế đại hồn anh ngang bằng tôn cấp nhị trọng giờ vọt lên khí thế tôn cấp tam trọng kinh khủng. Cửu chuyển thiên linh bí pháp thúc dục đến đệ bát chuyển thì có cảm giác không tiến lên tiếp được, không thể tăng lên nữa. Lúc này quanh thân đại hồn anh lộ ra từng khe hở gợn sóng, sát khí bao bọc kéo theo sát khí máu me ngưng mà không tán bên dưới, khủng bố khiến tim người đập nhanh. Đến đây thì Lục Lâm Thiên vừa lòng. Liên tục thúc dục bát chuyển, khí thế ngang ngửa tôn giả tam trọng, đại hồn anh và bản thể đều nhếch môi nở nụ cười lạnh băng. Trong phút chốc Vũ Tôn Tứ Trọng chạy ra khỏi ảnh hưởng thiên phú công kích của Vũ Tôn Tứ Trọng, mặc dù bị ảnh hưởng khá nhiều nhưng còn chống cự được. Vũ Tôn Tứ Trọng nhìn tất cả biến đổi của đại hồn anh Lục Lâm Thiên, cơ mặt co giật. Phân thân này sao quái dị vậy? Thể linh hồn này hết sức quái dị, sát khí ngập trời bao bọc khiến tim người đập nhanh, khí thế tăng vọt. Dường như linh hồn lực cũng kéo lên theo, vô cùng quái dị. Vũ Tôn Tứ Trọng khăng khăng muốn bắt Lục Lâm Thiên. Hừ, mặc kệ ngươi có bí pháp gì thì chỉ là thể linh hồn, lại đây cho bản tôn. Vũ Tôn Tứ Trọng lần thứ ba xông hướng Lục Lâm Thiên. Bàn hủy, bàn vân sẽ không để trưởng môn gặp nạn, lại lao lên. Growl growl. Lục Lâm Thiên lên tiếng. Bàn hủy huynh, bàn vân tẩu, hãy để ta đến đi. Lục Lâm Thiên nhìn Vũ Tôn Tứ Trọng lao thẳng tới, sắp đến trước mặt, tay kết thủ ấn, mắt hắn càng lạnh băng. Thấy Lục Lâm Thiên muốn đơn độc đối kháng khiến mắt Vũ Tôn Tứ Trọng lóe tia nghi ngờ. Tiểu tử, để xem ngươi còn có thực lực gì. Vũ Tôn Tứ Trọng cảm thấy phân thân của Lục Lâm Thiên lộ ra bất phàm, nhưng dù phân thân cường đại thì gã cảm thấy còn chưa đủ trình độ đối kháng lại gã. Vũ Tôn Tứ Trọng dứt lời dâng lên vầng sáng lam mạnh mẽ, thuộc tính thủy đầy trời tụ tập lại. Không gian trời đất tối sầm, năng lượng đáng sợ, không gian chấn động liên tục phát ra tiếng trầm đục. Chớp mắt một chảo ấn hơi nước hùng dũng lan tràn lặng lẽ hiện ra, vặn vẹo mảng lớn không gian đè xuống thân cọp khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Vũ Tôn Tứ Trọng biết bắt bản thể Lục Lâm Thiên mới được. Đại hồn anh lạnh lùng quát. Đến đây. Mắt đại hồn anh nổi tia đỏ, thủ ấn thay đổi,
tinh thần liên kết với bản thể. Trong khoảnh khắc một luồng sáng xanh bay ra khỏi trán thân cọp to lớn của Lục Lâm Thiên bắn thẳng lên cao. Growl! Cùng với tiếng gầm, Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ thoáng hiện. Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ khổng lồ, vảy xanh toàn thân dựng đứng lóe các tia điện. Lực lượng thú hồn hùng hậu tuôn ra, khiến linh hồn người đau đớn. Lục Lâm Thiên khiến đại hồn anh khí thế đến đẳng cấp tôn cấp tam trọng vận dụng Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ. Với đẳng cấp hiện tại của đại hồn anh thì vận dụng Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ có uy lực mạnh hơn bản thể Lục Lâm Thiên Linh Vương cửu trọng rất nhiều. Đẳng cấp khí thế hiện tại của đại hồn anh vận dụng Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ thì Lục Lâm Thiên ước chừng đủ sức đối kháng lại linh tôn tứ trọng. Lực lượng thú hồn khủng bố dâng trào thoáng chốc khiến mọi người xung quanh chú ý. Khi thấy Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ khổng lồ rất giống với thân hình to lớn của Lục Lâm Thiên, một lớn một nhỏ cực kỳ quái dị. Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ chắc đã đến đỉnh bát giai hậu kỳ. Thì ra còn thu được thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ dưới thiên đảo. Thấy Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ, cường giả hai các hai đảo, Thiên Ưng Lâu, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc nghĩ ngay đến Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ trong phủ đệ đế giả viễn cổ dưới thiên đảo. Bọn họ không quá ngạc nhiên, đế giả viễn cổ là sư phụ của Lục Lâm Thiên, nên hắn có được thú hồn này cũng không có gì ghê gớm. Tuy nhiên được Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ đỉnh bát giai hậu kỳ đúng là làm đám cường giả cực kỳ hâm mộ. Cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông giật nảy mình. Phú Tôn Tứ Trọng thấy biến đổi đột ngột này thì hoàn toàn biến sắc mặt nói, đây. Đây là bên Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ. Phú Tôn Tứ Trọng không ngờ trên người Lục Lâm Thiên mang theo nhiều thủ đoạn như vậy, gã cảm nhận khí tức của Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ, vô hình chung lòng rét run. Chỉ khí thế đã làm Vũ Tôn Tứ Trọng kiêng dè. Vù vù vù. Vũ Tôn Tứ Trọng giật mình giây lát rồi chảo ấn mang theo năng lượng thuộc tính thủy hùng hậu vặn vẹo không gian chụp xuống. Toàn bộ không gian to lớn bị chảo ấn càng lúc càng. Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ gầm lên, làm thế xông tới. Growl. Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ như hổ rình mồi, móng vuốt xé trời cào rách không gian. Khí thế kinh người đụng mạnh vào chảo ấn to của Vũ Tôn Tứ Trọng từ trên cao chụp xuống. Vù vù vù. Hai lực lượng vào khoảnh khắc tiếp xúc toàn là sức mạnh xé rách không gian. Móng vuốt xé ra năm khe hở không gian rồi đụng mạnh vào nhau, sóng gợn không gian lan tràn. Hai bên đụng mạnh rồi tán loạn, dường như lực công kích không chênh lệch bao nhiêu. Vũ Tôn Tứ Trọng thấy Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ có uy thế như vậy thì nét mặt xa sầm hô. Mạnh quá. Ánh mắt Phú Tôn Tứ Trọng âm trầm, chân khí phô thiên cái địa dâng lên, quyết tâm dốc hết sức bắt Lục Lâm Thiên bằng được. Lúc này Lục Lâm Thiên không chút chần chừ, ánh mắt đại hồn anh trầm xuống, hét to một tiếng. Ám ma phân thân bí pháp. Đại hồn anh kết một thủ ấn quái dị, ánh sáng kỳ dị chợt lóe quanh thân. Đại hồn anh chia làm ba, phân ra hai phân thân linh hồn. Hai linh hồn phân thân giống đại hồn anh y như đúc, đều mang theo sát khí ngút trời. Cộng thêm đại hồn anh, ba bóng dáng không chút ngừng lại, mang theo uy hiếp sát khí ngút trời nháy mắt chủ động xuất kích. Ba bóng người vây quanh Vũ Tôn Tứ Trọng. Growl. Cùng lúc đó, bản thể Lục Lâm Thiên và Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ cũng tham gia vào. Vũ Tôn Tứ Trọng một lần nữa giật mình kêu lên. Tại sao còn có phân thân linh hồn? Vũ Tôn Tứ Trọng thấy bốn phía gần như là bốn Lục Lâm Thiên, còn có Bôn Lôi Thiên Hổ thú hồn viễn cổ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Lục Lâm Thiên này là người quỷ dị, khủng bố nhất Phú Tôn Tứ Trọng từng gặp, thủ đoạn đáng sợ và quái dị nhiều như thế. Phía chân trời xa, nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, các ánh mắt vô cùng giật mình. Đám người phi linh môn như Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Sát Phá Quân đều trố mắt líu lưỡi. Con người Vân Tiếu Thiên co rút, hút ngụm khí lạnh. Tiểu tử này! Giờ Vân Tiếu Thiên mới biết ở Vân Dương Tông. Tiểu tử này nhường nhịn gã nhiều biết bao. Thật xấu hổ khi Vân Tiếu Thiên cho rằng nếu gã thi triển bí pháp chưa chắc sẽ thua tiểu tử này, hiện tại gã biết nếu tiểu tử này dốc hết sức ra thì gã sẽ thua rất khó coi, chắc chắn không đỡ nổi một chiêu. Đại hồn anh nhìn Vũ Tôn Tứ Trọng bị bao vây, mỗi một luồng khí đều tỏa định người gã. Muốn bắt ta sao? Đại hồn anh dứt lời, một phân thân chính giữa đột nhiên nhúc nhích, kết thủ ấn. Một chuỗi đao ảnh huyền ảo quay quanh người phân thân, khí thế sắc bén hùng hồn khuếch tán. Đao ảnh cắt vỡ không gian, mấy ngàn đao quang huyền ảo xoay tròn, gợn sóng vô hình lan tràn nhanh, khí thế khiếp người làm không gian run rẩy.
đao quang cắt vỡ không gian xoay tít, ước chừng 6.000 đao quang. Thực lực của phân thân này không khác gì đại hồn anh, khởi động huyễn diễn đao trận tăng uy lực hơn nhiều. Lúc ở thiên trụ giới đối phó phá vân tôn giả, khi lục lâm thiên thi triển huyễn diễn đao trận là 5.000 đao quang, lúc này lên đến 6.000, uy lực một lần nữa tăng mạnh. Phân thân thứ hai của đại hồn anh bắt thủ ấn, năng lượng hùng hậu phô thiên cái địa tuôn ra. Năng lượng này giới hạn giữa linh lực và linh hồn lực, bản thân đại hồn anh là sát ý và tàn hồn ngưng tụ lại. Bởi vì tàn hồn có linh giả và vũ tôn, có dấu vết linh lực, chân khí nên có thể cùng lúc dùng vũ kỹ, linh kỹ. Bản thân đại hồn anh không có linh lực và chân khí, đây là một trong những lý do đại hồn anh không thể tu luyện. Năng lượng tuôn ra, không gian nổi lên dao động, trong nháy mắt một thủ ấn đã hình thành. Thủ ấn vừa hiện hình liền tràn ngập khí thế siêu kinh khủng, nhìn nó lâu sẽ làm linh hồn rét run, tim đập chân run. Cùng lúc đó, bản thể đại hồn anh lóe ánh sáng vàng, quanh thân hình phát ánh sáng vàng lấp lánh vầng sáng trắng vô hình. Cùng lúc đó, huyết lục trong tay lục lâm thiên chuyển sang tay đại hồn anh, huyết đao vươn ra. Không gian quanh thân đại hồn anh vặn vẹo ngay lúc này. Chỉ chớp mắt đại hồn anh vung huyết lục cực kỳ ưu mỹ vạch vòng tròn lớn ở giữa không trung. Vòng tròn lập tức khuếch trương, không gian trước mặt đại hồn anh kéo một vệt sáng dài đường kính mấy trăm thước. Mép vệt sáng lộ ra khe hở không gian đen thui, bao bọc toàn bộ không gian đằng trước vào. Chỉ là vũ tôn tứ trọng, chết đi. Đại hồn anh dứt lời liền cùng hai phân thân, tổng cộng ba bóng người xông lên. Ba tiếng hét to đồng thanh kêu lên. Huyễn diễn đao trận, đi. Thiên linh diệt hồn chỉ, đi. Hoàn vũ thất toàn trảm, đi. Cả ba hình thành thế vây công, bên trên phân thân chính giữa có 6.000 đao quang cùng bắn lên cao, ẩn chứa thiên địa âm dương và con số, từng luồng đao quang huyền ảo tràn ra, xé rách gợn sóng không gian hóa thành các cột sáng đao quang to lớn chớp mắt bao phủ vũ tôn tứ trọng. Vù vù vù, linh hồn thứ hai đè ngón giữa xuống, dọc đường đi không gian nứt dạn từng luồng sóng, không gian tan vỡ. Chỉ ấn này đè lên vũ tôn tứ trọng, lực lượng công kích linh hồn đáng sợ chẳng chút giữ lại tuôn ra. Trên bản thể đại hồn anh, huyết lục vạch các đường cong quái dị huyền ảo như bí văn, tổng cộng vạch 7 đao. Nhát đao cuối cùng xẹt qua, huyết lục kéo theo đường cong yêu mỹ, huyết quang như cơn lũ đột nhiên tràn ra. Đại hồn anh thi triển vũ kỹ địa cấp trung giai, phối hợp với huyết lục nên uy lực đủ sức trực tiếp đối kháng vũ tôn tứ trọng. Đám cường giả Vân Tiếu Thiên lộ ánh mắt khó hiểu. Cái này hình như là hoàn vũ thất toàn trảm của Nhật Sát Các, sao Lục Lâm Thiên cũng tu luyện. Có vẻ quan hệ của Lục Lâm Thiên và Nhật Sát Các khá sâu đậm. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ba đòn công kích của Lục Lâm Thiên đã ập đến, tựa bão tố oanh tạc vũ tôn tứ trọng. Uy thế khủng bố như vậy làm tim vũ tôn tứ trọng rớt cái bịch, gã đâu ngờ Lục Lâm Thiên có thủ đoạn kinh khủng như thế. Ba đòn công kích này tương đương với ba tôn cấp tứ trọng vây công gã, đặc biệt là huyết đao công kích có uy lực mạnh nhất. Đao trận cũng rất đáng gờm, lại còn công kích linh hồn phối hợp, làm vũ tôn tứ trọng hết sức e ngại. Ba đòn công kích ập đến, phô thiên cái địa đều tỏa định vào gã, khiến vũ tôn tứ trọng không cách nào rút lui. Vũ tôn tứ trọng nhanh chóng kết thủ ấn, dốc hết sức ra. Năng lượng thuộc tính thủy hiện ra tràn ngập trước mặt vũ tôn tứ trọng. Bùm bùm bùm. Ba đòn công kích của Lục Lâm Thiên khiến gió mây vần vũ, không gian rách ra, năng lượng hủy diệt lan tràn. Ba đòn công kích cùng rơi vào năng lượng thuộc tính bao trùm của vũ tôn tứ trọng. Đòn công kích gồm ba lực lượng khủng bố khiến năng lượng thuộc tính thủy quanh thân vũ tôn tứ trọng không chịu nổi sắp nứt vỡ, cả không gian suýt sụp đổ. Lực công kích gồm đao quang nghiền nát không gian, bão linh hồn thổi quét. Không gian gió mây biến sắc, không gian xé rách, năng lượng hủy diệt lan tràn. Cùng lúc đó bôn lôi thiên hổ thú hồn viễn cổ gầm lên. Growl. Cơ thể to lớn đụng rách không gian, tia điện chạy dọc thân bôn lôi thiên hổ thú hồn viễn cổ, uy hiếp kinh khủng kỳ dị giáng xuống. Trong mắt bôn lôi thiên hổ thú hồn viễn cổ có tia chớp xẹt qua, cái mồm to giữ trợn há rộng, một đoàn sáng lôi điện to lớn bắn ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cột điện quang bay ra đánh vào phòng ngự năng lượng thuộc tính thủy của vũ tôn tứ trọng. Thoáng chốc bão phòng ngự năng lượng thuộc tính thủy hóa thành các vệt điện quang nở tung, dông tố xé rách không gian khuếch trương. Bốn đòn công kích kinh khủng ập đến. Vũ tôn tứ trọng vốn khó chống cự được ba lực công kích trước giờ thêm bôn lôi thiên hổ thú hồn viễn cổ dốc sức ra một đòn, thế là gã không chống cự nổi nữa. Phụt! Vũ tôn tứ trọng phun ngụm máu, mặt trắng bệch. Trời ơi,
tiểu tử này không phải con người. Tiểu tử này là yêu nghiệt. Tu vi vũ vương cửu trọng, thực lực khủng thật. Thủ đoạn khủng bố tầng tầng lớp lớp, tiểu tử này quá nghịch thiên. Các cường giả trên trời đang kịch chiến không kiềm được liếc mắt nhìn, cùng hút ngụm khí lạnh. Lục Lâm Thiên gây ra động tĩnh rất khủng bố, các thủ đoạn tuyệt đối đáng sợ. Vân Thiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Đạm Thai Tuyết Phi, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Lạc Kiến Hồng, Đạm Thai Tuyết Phi, Kim Sí Vương kinh ngạc muốn rớt cằm. Thực lực của Lục Lâm Thiên đã lên đến trình độ cường đại mà bọn họ không tưởng tượng nổi. Bị bốn lực công kích vây công nhưng Vũ Tôn Tứ Trọng không uổng là cường giả gần tới đỉnh Vũ Tôn Tứ Trọng, tuy bị thương nặng nhưng vẫn miễn cưỡng chống cự được. Vũ Tôn Tứ Trọng đẫm máu, mặt mũi dữ trợn, vừa độc ác vừa kinh sợ nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Tiểu tử, dù ngươi dốc hết thực lực ra muốn đối phó bản tôn thì vẫn còn thiếu một chút. Bộ dạng Vũ Tôn Tứ Trọng rất đáng sợ. Hừ, đánh chết ngươi chỉ là chuyện nhỏ. Thân cọp khổng lồ của bản thể Lục Lâm Thiên dựng thẳng trăm thước, móng vuốt thú to lóe tia sắc bén, cùng lúc đó, một luồng sáng màu tím xoay tròn trong hổ trường. Vù vù vù. Ánh sáng tím thoáng hiện, không trung lan tràn khí tức quái dị. Ánh sáng bắn lên trời, xoay quanh. Chỉ giây lát trong không gian cuồn cuộn lôi vân màu tím dày đặc, bên trong có tia điện xẹt qua xẹt lại. Cùng lúc đó, không gian xung quanh đột nhiên run rẩy, cảm giác cực kỳ nguy hiểm lan tràn. Xoẹt! Lục Lâm Thiên vung hổ trưởng, tử lôi huyền đỉnh chụp ngược giữa không trung, đỉnh to xoay tròn. Không gian bốn phía vặn vẹo, miệng đỉnh như lỗ đen, xung quanh là lôi văn màu tím cuồn cuộn không dứt, dao động năng lượng đáng sợ tràn ra từ cái đỉnh. Tia điện kêu xoèn xoẹt vỡ ra từng tấc. Đây là... Khi khí tức khuếch tán thì tất cả cường giả cùng nhìn chằm chằm vào nó. Vân Thiếu Thiên nhìn chân chân, kinh ngạc nói. Tử lôi huyền đỉnh, đây rõ ràng là tử lôi huyền đỉnh. Đây là thần khí, chắc chắn là tử lôi huyền đỉnh. Lục Lâm Thiên này có thần khí bên người. Tử lôi huyền đỉnh của Huyền Thiên Yêu Tôn thật sự rơi vào tay Lục Lâm Thiên. Tiểu tử may mắn. Trong khoảnh khắc nhiều cường giả trong không gian ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên. Những người có mặt toàn biết hàng, làm sao không nhận ra Lục Lâm Thiên đang lấy thần khí. Ánh mắt ai nấy giật mình tột độ. Vũ Tôn Tứ Trọng của Hóa Vũ Tông rơi vào vòng công kích cũng lộ ánh mắt kinh hoàng, lòng nổi lên dự cảm không may. Lục Lâm Thiên hét to một tiếng. Ta chống mặt xem ngươi có chết hay không, muốn đối phó phi linh môn của ta. Đây là cái giá mà Hóa Vũ Tông nhà ngươi phải trả. Hổ trưởng đập xuống. Ầm ầm ầm. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, bên trong tử lôi huyền đỉnh chốc lát có các tia chớp lao ra khỏi lôi vân, vô số sấm sét từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng tím kim chói mắt đổ ập xuống, không gian tràn ngập tiếng nổ sắc nhọn. Mắt thường trông thấy mấy chục sấm sét màu tím vàng to lớn trong tử lôi huyền đỉnh ngưng tụ thành tia chớp to cỡ trẻ sơ sinh giữa không trung, uy hiếp lại tăng vọt. Nơi sấm sét tím vàng xẹt qua làm không gian tan vỡ, mang theo lực lượng đáng sợ giáng xuống. Ánh mắt Vũ Tôn Tứ Trọng kinh hoàng nhìn tia chớp tím vàng to cỡ trẻ sơ sinh giáng xuống năng lượng phòng ngự thuộc tính thủy thì uy hiếp kèm theo uy áp sấm sét hùng hồn đụng rách không gian. Vũ Tôn Tứ Trọng đối kháng với bốn công kích kinh khủng trước đó đã đến cực hạn, lúc này Lục Lâm Thiên vận dụng Tử Kim Huyền Lôi thật ra uy lực không mạnh bằng Bôn Lôi Thiên Hổ Thú Hồn Viễn Cổ, Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm. Nhưng cái chính là Vũ Tôn Tứ Trọng không đỡ nổi nữa. Phá Vũ Tôn giả hét lớn một tiếng. Kỳ hồ cẩn thận. Phá Vũ Tôn giả bị hai tôn cấp cùng đẳng cấp vây công, đã ở thế sắp thua. Mấy cường giả tôn cấp khác của Hóa Vũ Tông thì một Vũ Tôn ngũ trọng đang bị Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn, thêm vào Thánh Pháp Thiên Tôn luyện chế hai khôi lỗi bát giai vây công, khó giữ được mình. Vũ Tôn ngũ trọng này cũng chịu nhiều vết thương nặng, không rảnh ra tay giúp đỡ. Đẳng cấp thực lực yếu thì càng không hy vọng gì. Ai nấy bị vây công mình đầy vết thương, máu tươi đầm đìa. Bùm bùm bùm. Cộng thêm Lục Lâm Thiên vận dụng tử lôi huyền đỉnh, tụ tập năm lực công kích thành thế năm góc oanh kích, mỗi đòn đều siêu mạnh. Không gian sao động, năng lượng thuộc tính thủy trong không gian quanh thân Vũ Tôn Tứ Trọng khó thể chống đỡ lâu hơn, bỗng chốc nổ tung. Tiếng nổ như sấm đánh vang vọng trên bầu trời thiên môn cốc. Toàn bộ không gian vặn vẹo, lộ ra một cái lỗ sâu không gian đen thui. Lực lượng khủng bố ngút trời bị lỗ sâu không gian đen thui hút vào, giống như lỗ đen cắn nuốt vạn vật. Năng lượng kinh người khiến kình khí vô hình phô thiên cái địa tuôn ra từ khe nứt không gian. Khí thế ngút trời thoáng chốc được giải phóng hoàn toàn, khí thế cuồng bạo ập đến.
nhiều cường giả thấy rõ ràng không gian tan vỡ, lực lượng kinh khủng nghiền cơ thể vũ tôn tứ trọng thành mảnh nhỏ tan biến. Sức nổ mạnh mẽ xé rách cơ thể một vũ tôn tứ trọng vụn vỡ. Kỳ hồ tôn giả bị đánh chết. Lão già kỳ hồ này đã là hậu kỳ gần đỉnh tôn cấp tứ trọng đúng không? Vậy mà bị Lục Lâm Thiên đánh chết. Lục Lâm Thiên này rất mạnh mẽ, hắn quá nghịch thiên. Giữa không trung, nhiều cường giả tôn cấp hút ngụm khí lạnh trước Lục Lâm Thiên. Khi kình khí không gian bắt đầu tan biến thì một luồng năng lượng màu trắng mang theo linh hồn lực hùng hồn khuếch tán, uy lực rất mạnh. Hồn anh vũ tôn tứ trọng xuất hiện. Tiểu tử, dù có chết ta cũng không tha cho ngươi. Hồn anh giữ trận hóa thành luồng sáng linh hồn mạnh mẽ bay vào trán thân cọp của Lục Lâm Thiên. Trong khoảnh khắc nhiều người thót tim vì Lục Lâm Thiên, các cặp mắt kinh hoàng nhìn hắn chằm chằm. Lục Lâm Thiên cẩn thận. Ngay khi hồn anh vũ tôn tứ trọng chui vào não Lục Lâm Thiên thì mắt hắn lóe tia cười nhạt. Giọng vũ tôn tứ trọng căm hờn vang vọng trong đầu Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, ngươi giết ta thì bản tôn sẽ đoạt xá ngươi. Gã là tu vi gần vũ tôn tứ trọng đỉnh phong không ngờ hôm nay gục trong tay một vũ vương cửu trọng, hỏi sao gã cam lòng tha cho người này. Hồn anh xông vào não Lục Lâm Thiên vì vũ tôn tứ trọng muốn đoạt xá hắn. Giờ phút này, vũ tôn tứ trọng đang định tiến vào không gian linh hồn nhưng bỗng chốc khựng lại. Vũ tôn tứ trọng thấy vầng sáng vàng lan tràn trước mắt, trong ánh sáng vàng có một luồng sát khí khủng khiếp làm gã ngỡ ngàng. Khí tức từ ánh sáng vàng khiến vũ tôn tứ trọng cảm giác mình là con kiến. Hồn anh vũ tôn tứ trọng thầm la. Nguy rồi. Trước khí thế này làm vũ tôn tứ trọng cảm thấy mình như là một con kiến, cảm giác sợ hãi từ sâu trong linh hồn lan ra. Răng rắc. Giây lát ngắn ngủi, vũ tôn tứ trọng chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần đã hóa thành mảnh nhỏ linh hồn, bị tiểu đao màu vàng xuất hiện, hấp thu. Tiểu hồn anh trong não Lục Lâm Thiên xoay tít, mảnh nhỏ linh hồn này bị hấp thu một chút. Thu. Trong khi mọi người lo lắng thì Lục Lâm Thiên thu về phân thân linh hồn, bôn lôi thiên hổ thú hồn viễn cổ, huyết lục trong tay đại hồn anh cũng bị thu vào người hắn. Chỉ còn đại hồn anh và bản thể đứng trên cao, mặt hắn hơi tái. Loại tiêu hao này rất kinh khủng, Lục Lâm Thiên không thể chống đỡ lâu được. Thấy hành động của Lục Lâm Thiên khiến các cặp mắt theo dõi hắn trở nên kinh sợ. Hồn anh vũ tôn tứ trọng công kích nhưng không hề ảnh hưởng được Lục Lâm Thiên, điều này làm mọi người rất ngạc nhiên. Các cường giả tôn cấp trên bầu trời nuốt nước bọt khan. Lão già kỳ hồ chắc chết thật rồi. Lục Lâm Thiên nghịch thiên. Giải quyết xong một vũ tôn tứ trọng, cơ thể to lớn của Lục Lâm Thiên đứng thẳng nhìn xung quanh. Bên dưới là máu me sát khí ngập trời, máu chảy thành sông, tay chân cụt rải rác trong sơn mạch to lớn. Đệ tử ba sơn môn bị giết mảng lớn, hoàn toàn chờ bị tàn sát. Vô số đệ tử ba sơn môn bị giết. Trong đẳng cấp vương cấp, cường giả vương cấp trong ba sơn môn cũng bị tàn sát tuyệt đối. Chênh lệch số người quá lớn, lại còn yêu thú thất giai, khôi lỗi thất giai khủng khiếp, cộng thêm cửu tinh khốn long trận phụ trợ, đây đúng là ác mộng ám ảnh ba sơn môn mãi mãi. Nguyên thiên môn cốc thành lò sát sinh máu me, tựa như địa ngục trần gian. Lục Lâm Thiên thu về tầm mắt, giống to. Dưới tôn cấp tứ trọng đều lui lại. Lục Lâm Thiên giao ngay tử lôi huyền đỉnh cho đại hồn anh. Đám tôn cấp thuộc những sơn môn linh thiên môn, phi linh môn, vân dương tông, nhật sát các đang đứng trên cao nghe vậy tỏ ra khó hiểu. Bọn họ bị uy thế của Lục Lâm Thiên ảnh hưởng, lục tục rút lui. Chỉ có tôn cấp tứ trọng là tiếp tục vây công đối thủ của mình. Tiếng giống của Lục Lâm Thiên quanh quẩn trên bầu trời. Các đệ tử, chúng thú nghe lệnh, lui xuống cho ta. Thanh âm vang vọng truyền ra. Đệ tử phi linh môn, thánh linh giáo, các thú lập tức rút ra sau. Đệ tử Vân Dương Tông, linh thiên môn, các sơn môn sớm đã bị Lục Lâm Thiên trấn nhiếp, lúc này không chút do dự nhanh chóng thụt lùi. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo. Mọi người nghe kỹ cho ta. Muốn nhúng chàm phi linh môn của ta thì phải trả giá bằng máu. Cơ thể cọp khổng lồ của Lục Lâm Thiên lơ lửng trên cao, lời nói xen lẫn lạnh lùng không gì sánh bằng. Mắt Lục Lâm Thiên bắn ra sát ý, thanh âm lạnh băng vang vọng trong không trung rõ ràng chui vào tai mỗi người. Khí lạnh lan tràn, mọi người cảm giác lòng đóng băng, máu đông lại. Tất cả bị sát khí kinh thiên động địa chấn nhiếp. Sau cuộc giết chóc ký sát y vốn bị Lục Lâm Thiên ức chế ra. Cho tới nay Lục Lâm Thiên luôn nghe lời Nam Thúc, giết chóc quá nhiều, sát khí nhập thể sẽ ảnh hưởng tu vi sau này. Vì vậy Lục Lâm Thiên thường cố không đại khai sát giới,
bản thân hắn thật tình không muốn giết chóc nhiều. Thiên đạo có quỹ tích của nó, giết nhiều sẽ chọc trời giận người oán. Lúc này Lục Lâm Thiên bất chấp tất cả, hắn quyết tâm đập đầu Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, để bọn họ mãi mãi ghi nhớ hậu quả này, về sau mới bị trấn nhiếp tuyệt đối. Không thì dù Ba Sơn Môn bị tử thương nhiều người trong trận chiến này cũng chỉ khiến bọn họ tức giận, muốn báo thù, không chết không ngừng. Phải trọng thương bọn họ tuyệt đối, để họ thấy sợ, qua đó không dám trả thù, không dám tùy tiện đụng vào Phi Linh Môn nữa. Trên người Đại Hồn Anh phát ra sát khí vô hình, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, không khí như đông lại. Sát khí thật kinh khủng. Lục Lâm Thiên định làm gì? Đám người trên bầu trời nhìn Lục Lâm Thiên đứng lơ lửng giữa không trung. Sát Phá Quân, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Vân Thiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi, Đạm Thai Tuyết Vi, Lạc Kiến Hồng cơ mặt co giật. Sát khí ngút trời, sát ý lạnh lẽo thấu xương, sát khí khiến tim người đập nhanh. Hắc Vũ luôn nhìn chăm chú phía xa, dường như tinh thần nhìn ngó cái gì, tìm kiếm điều gì. Hắc Vũ hoàn toàn không nhìn xung quanh. Trong các sơn môn, một số tôn cấp thực lực thậm một chút rút lui, mười mấy cường giả Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo chỉ có tu vi tôn cấp nhất trọng, nhị trọng, tam trọng khó hiểu nhìn Lục Lâm Thiên. Những cường giả tôn cấp cảm nhận sát ý, sát khí từ người Lục Lâm Thiên, lòng nổi lên trực giác, ánh mắt dao động. Đại Hồn Anh Lục Lâm Thiên đứng lơ lửng, sát khí quanh quẩn, Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay tròn trong lòng bàn tay. Bây giờ là lúc Ba Sơn Môn các ngươi phải trả giá đắt. Nhận lấy bản vương đại khai sát giới. Vù vù vù. Tử Lôi Huyền Đỉnh là thứ hai xuất hiện, không gian run rẩy. Khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên nụ cười lạnh băng, sát ý càng vô cùng đậm đặc. Sát khí ngút trời, nụ cười nhạt lóe qua, ánh sáng màu tím trong tay hắn ném về phía không trung. Vù vù vù. Ánh sáng màu tím ẩm ẩm xẹt qua không gian, Tử Lôi Huyền Đỉnh lần thứ hai xoay quanh trên trời cao, chớp mắt biến to. Bí văn lôi quang trên Tử Lôi Huyền Đỉnh lan tràn, lôi vân dày đặc kéo đến không gian. Lôi vân mênh mông tràn ngập chân trời, gió mây vần vũ. Lục Lâm Thiên để mặc Đại Hồn Anh khởi động Tử Lôi Huyền Đỉnh, uy lực tăng mạnh rất nhiều. Đại Hồn Anh không thể dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh nhưng đủ quyền vận dụng nó. Cả hai vốn là linh hồn tương thông, tương đương một thể. Đại Hồn Anh, Tiểu Hồn Anh tựa như hai tay, đều thuộc về Lục Lâm Thiên. Linh hồn tương thông nên vận dụng được thần khí này. Đại Hồn Anh thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp, đẳng cấp khí tức tu vi vẫn là tôn cấp tam trọng, không thật sự là tam trọng nhưng uy lực cách biệt không xa. Tôn cấp tam trọng khởi động Tử Lôi Huyền Đỉnh, nó phát ra uy lực mạnh hơn bản thể Lục Lâm Thiên thi triển rất nhiều. Lôi vân lóe sắc tím bao phủ bầu trời Thiên Môn Cốc, tia chớp tím ngang dọc trên cao như thác nước tím đổ lơ lửng trên bầu trời. Lôi điện dày đặc đều hướng về người của Lan Lăng Sơn Trang. Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo. Cường giả Ba Sơn Môn bị lôi điện bao trùm, lạnh lẽo dâng lên đáy lòng. Nguy rồi. Trước lôi uy kinh người bọn họ chỉ có thể run rẩy, Lục Lâm Thiên định dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh đại khai sát giới. Cảm giác khí tức làm linh hồn run rẩy, Ba Sơn Môn vừa kinh hoàng vừa nhanh chóng tản ra. Mọi người trốn nhanh lên, mau. Trốn. Tất cả biến sắc mặt, từng đợt linh lực chân khí tràn ra quanh thân. Bày thủ đoạn phòng ngự rồi cuống cuồng trốn. Đại Hồn Anh lạnh lùng quát. Tử Kim Huyền Lôi, chết hết đi. Thanh âm truyền ra sát khí ngút trời, thủ ấn giáng xuống. Cùng lúc đó, Tử Kim Lôi Vân trên bầu trời lóe lôi quang, giây lát biến thành từng đợt sấm sét bay ra khỏi lôi vân. Điện quang tím vàng chói mắt đổ ập xuống, vô số tia chớp rậm rạp bao phủ không gian Thiên Môn Cốc. Xoẹt xoẹt đùng đùng xoẹt xoẹt. Cột điện màu tím phô thiên cái địa trên bầu trời tựa như cơn mưa to sấm sét. Nơi sét đi qua không gian nứt vỡ, sét thô cỡ cánh tay kèm theo lực lượng đáng sợ giáng xuống đệ tử Ba Sơn Môn. Thanh thế khủng khiếp như hạo thiên môn. Ầm ầm ầm. Cùng với sấm sét giáng xuống, không gian nổ tung, trong khai thiên khủng bố, sấm sét giáng xuống, các không gian bên dưới bị oanh kích tan nát. Các bóng người kinh hoàng ngây như phỗng, thậm chí không có can đảm chạy trốn. Sét giáng xuống người bọn họ nát thành mấy mảnh, máu phun tung tóe. Vương cấp bị cuốn vào trong, thân hình hóa thành cho tàn, hồn anh không thể chạy ra, hoàn toàn không có sức đối kháng lại. Xoẹt xoẹt xoẹt, lôi vân cuồn cuộn, điện quang màu tím quanh quẩn, lại là từng đợt sấm sét như những con mãng xà to xé rách không gian, mang theo tiếng vang đáng sợ lại hung trợn giáng xuống.
Bùm bùm bùm. Từng đám đệ tử ba sơn môn hóa thành huyết vụ, còn sót lại số tí vương cấp cũng thành máu loãng từ trên cao rơi xuống. A, à, mau trốn, trốn đi. Đây là tàn sát, chắc chắn là tàn sát máu me. Bên dưới vang từng đợt tiếng kêu rên, tiếng la chạy trốn hòa cùng nhau, thanh âm cực kỳ thê lương, nhưng rồi bị tiếng sấm sét che giấu hết. Trong cuộc giết chóc, đệ tử ba sơn môn bị giết ngàn vạn người, không chống lại nổi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một tử kim huyền lôi oanh kích xuống, ngàn vạn đệ tử ba sơn môn thành mảnh nhỏ và máu loãng. Vương cấp cũng không ngoại lệ, chỉ mấy giây đã có hàng trăm người chết sạch, không hồn anh nào chạy ra được. A, à, bên dưới vốn chỉ còn lại mấy chục vạn đệ tử ba sơn môn bây giờ bị tử lôi huyền đỉnh oanh kích, một đám biến mất, xác bị sét đánh không chừa mẩu xương. Máu me, bạo ngược, hung thần, cảnh tượng khủng bố khiến mọi người không nói nên lời. Phương xa, các đệ tử đại sơn môn quan sát, lòng rung động chết lặng, có ai từng trông thấy kiểu giết chóc này? Ai chọc vào Lục Lâm Thiên là người đó sẽ thấy ác mộng. Lạc Kiến Hồng, Kim Sí Vương, Hắc Linh Vương, Đạm Thai Tuyết Phi, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương, Thiên Ưng Công Tử Nhân nhìn chăm chú tình hình diễn ra, lòng vô cùng cảm thán. Trong ba sơn môn, mười mấy cường giả tôn cấp bị Lục Lâm Thiên bao trùm cùng hét to. Mau hợp tác đối kháng. Mọi người bày ra thủ đoạn phòng ngự, có trực tiếp móc ra linh khí ngăn trở. Tất cả biến sắc mặt, tinh thần hoảng loạn. Làm cường giả tôn cấp, bế quan tu luyện từ mấy chục đến trăm năm, hiếm khi đi ra sơn môn một lần. Vốn chuyến đi này định diệt phi linh môn, gây tổn hại nặng linh thiên môn. Bọn họ không bao giờ ngờ bản thân sẽ rơi vào tình thế này. Đám người muốn hợp sức chống cự, Lục Lâm Thiên cười khẩy nói. Đi chết đi. Tinh thần Lục Lâm Thiên khống chế, các luồng sét như mãng xà to lớn công kích, sét màu tím vàng lần nữa tập trung vào mười mấy tôn cấp. Hiện tại khí thế của đại hồn anh tương đương tôn cấp tam trọng, vận dụng tử lôi huyền đỉnh có uy lực rất lớn. Mười mấy tôn cấp này toàn là tu vi nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Lúc này Lục Lâm Thiên tập trung oanh kích, bọn họ làm sao có sức ngăn cản. Huống chi những tôn cấp này bị các đại sơn môn vây công đã không còn bao nhiêu sức lực tái chiến. Ai nấy bị vết thương hoặc nhẹ hoặc nặng. Xoẹt xoẹt đùng đùng. Các tia chớp giáng xuống, có khải giáp hộ thân phòng ngự nhưng một lão nhân vũ tôn nhất trọng bị sét xuyên thủng thân hình. Thấy lực lượng sét như thế, lão nhân vũ tôn nhất trọng không có sức đối kháng lần thứ hai, lão phun ra ngụm máu. Chớp mắt khải giáp vỡ, cơ thể lão nhân vũ tôn nhất trọng nứt thành mấy mảnh nhỏ tan biến trong không trung. Ầm ầm ầm. Sét như điện long tàn phá, lại có hai tôn cấp hóa thành huyết vụ. Chữ vật giới chỉ, linh khí trên người bọn họ trôi nổi giữa không trung. Ầm ầm ầm. Các tôn cấp không thể đối kháng lại, bị một tia chớp xuyên thấu vòng phòng ngự, bị sét đánh thành mảnh vụn. Ầm ầm ầm. Một tia chớp xé rách không gian giáng xuống, lôi vân màu tím cuồn cuộn liên tục bắn ra nhiều tia chớp màu tím ngày càng sắc bén, càng lúc càng mạnh mẽ. Điện quang tụ tập thành sét rồi kéo nhau rơi xuống. Con người các tôn cấp lộ tia kinh sợ nhìn tia chớp màu tím trên trời giáng xuống, lòng tuyệt vọng. Không ngờ bọn họ chết vào tay một vũ vương cửu trọng. Bùm bùm bùm. Tử kim huyền lôi khủng bố oanh kích, mấy tôn cấp tam trọng cuối cùng dần hụt hơi. Sấm sét giáng xuống, tia điện chảy xuôi toàn thân bọn họ, cơ thể vỡ thành mấy mảnh. Trong không gian lôi vân cuồn cuộn đã thành một lò mổ tôn cấp, ngay cả hồn anh tôn cấp cũng không chạy thoát được. Phía xa. Cường giả các đại sơn môn nhìn chằm chằm vào kiểu tàn sát này, giật mình chết đứng. Ai có thể đối kháng lại đợt tàn sát này? Không ai ngờ thực lực của Lục Lâm Thiên sẽ lên đến mức này, liên tiếp tàn sát mười mấy tôn cấp, đây là sát khí và thực lực dữ dội cỡ nào? Là loại giết chóc không gì sánh bằng. Có 12 tôn cấp, lúc này chỉ còn lại 3 vũ tôn tam trọng cuối cùng. Ba người đôi mắt đỏ ngầu, mặt không chút máu. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Bọn họ không thể trốn thoát không gian lôi vân, cuối cùng dùng hết chân khí sót lại kết thủ ấn, khí thế lại tăng vọt, cả căng phồng lên. Đại hồn anh đứng trên cao, đôi mắt đỏ rực. Tự bạo hồn anh sao? Các ngươi làm vậy chỉ vô ích. Giết chóc kiểu này không khiến sát ý của Lục Lâm Thiên giảm bớt, ngược lại sát khí càng đậm. Sát khí ngập trời lan tràn, sát khí và sấm sét lôi kéo nhau lên, khiến người nhìn tim đập chân run. Đại hồn anh thay đổi thủ ấn. Trong tử lôi huyền đỉnh, ba tia chớp tím vàng to lớn như cự long gầm giống lao ra ngoài, kéo theo lôi quang rực rỡ oanh kích ba người đứng phía dưới.
một bà lão vũ tôn tam trọng thuộc Lan Lăng Sơn Trang độc ác trừng Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, Lan Lăng Sơn Trang ta nhất định sẽ không chết không ngừng với ngươi. Không gian quanh thân bà lão nứt ra mấy cái khen khiến tim người giật thót. Cơ thể bà lão trướng to ra, nổ tung. Bùm bùm. Hai vũ tôn tam trọng khác cũng tự bạo hồn anh, lúc này nổ tung. Trong giây phút này vài luồng năng lượng cùng va chạm vào nhau, tia chớp màu tím tràn đầy, trong không gian tạo ra một cái lỗ sâu to lớn. Bùm bùm bùm. Vài luồng năng lượng đụng chạm, không gian tung tóe bắn ra các tia sáng chói lòa. Lực lượng ngút trời khuếch tán, nguyên không gian nổ tung, các khe nứt không gian lan tràn trên không gian lôi vân. Lực lượng khủng khiếp làm không gian lôi vân bị đánh tan. Cộp cộp cộp. Kinh khí khủng bố chút xuống người đại hồn anh. Trải qua một chuỗi tiêu hao làm đại hồn anh không còn sức đối kháng, lảo đảo bị đẩy lùi mấy bước. Khi bước chân cuối cùng đạp xuống thì cơ thể đại hồn anh dần tan biến. Đại hồn anh thi triển ám ma phân thân bí pháp, cửu chuyển thiên linh bí pháp, giết vũ tôn tứ trọng, hàng loạt hành động đều tiêu hao rất lớn. Đại hồn anh lại khởi động tử lôi huyền đỉnh, đánh bị thương ba vũ tôn tam trọng cùng tự bạo hồn anh, trùng kích như thế đã vượt cực hạn của đại hồn anh. Đại hồn anh tan biến rồi lại ngưng tụ, bay vào trán bản thể. Đại hồn anh bị thương không khác gì bản thể Lục Lâm Thiên bị thương, trong cơ thể mãnh hổ to lớn như gặp trọng kích, nội tạng chấn động lệch vị trí, khí huyết cuộn trào. Lục Lâm Thiên cưỡng ép đè xuống chấn động nhưng há mồm phun búng máu. Phụt, thu, thủ ấn thay đổi, tử lôi huyền đỉnh bị Lục Lâm Thiên triệu hồi thu vào đan điền khí hải. Cơ thể hổ biến to lớn rút nhỏ biến thành hình người. Làm xong tất cả, mặt mày Lục Lâm Thiên vặn vẹo, khí thế ủ ủ, mặt trắng bệch nhưng sát khí và sát ý không hề giảm. Tử lôi huyền đỉnh bị thu về, lôi vân màu tím biến mất, không gian còn đang run rẩy giây lát mới lặng xuống. Tuy nhiên sát khí ngút trời xen lẫn mùi máu vẫn tràn ngập trong sơn mạch Thiên Môn Cốc. Bên dưới sát ý máu chảy thành sông, khắp nơi là mảnh vụn xác chết. Sơn mạch bị máu nhuộm đỏ. Một đợt oanh kích qua đi. 150 vạn nhân mạch của ba sơn môn chỉ còn lại khoảng vạn người mình đầy vết thương, què quặt. Mới rồi chiêu tử kim huyền lôi oanh kích của Lục Lâm Thiên giết mấy chục vạn người, 150 vạn đệ tử ba sơn môn coi như toàn quân bị diệt. Phía trời xa, mọi người hút ngụm khí lạnh. Phù! Bọn họ chưa lấy lại tinh thần từ cơn giật mình, nhìn chằm chằm thanh niên áo xanh đứng trên cao. Hắn không phải người bình thường, đây chính là yêu nghiệt, là sát thần. Kim Sí Vương, Hắc Linh Vương, Đạm Thai Tuyết Phi, Lạc Kiến Hồng tặc lưỡi kinh thán. Phi Linh Môn khó trêu vào. May mắn sơn môn của bọn họ quen thân cùng Lục Lâm Thiên, nếu ai chọc vào hắn sẽ rất khó sống. Thấy Lục Lâm Thiên bị thương, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nhảy lên, chỉ mấy lần nhảy vọt hai nàng đã đến bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, chàng có sao không? Tiểu Long đã trở về hình người, còn có Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Sát Phá Quân, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử đều đến bên cạnh Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên xua tay ra hiệu, nhếch môi cười nói. Ta không sao, không có gì nghiêm trọng. Nụ cười này treo vết máu khiến người nhìn lòng lạnh lẽo. Mọi người yên lòng, rung động nhìn bộ dạng Lục Lâm Thiên, thẫn thờ thật lâu. Lục Tâm Đồng chạy tới bên cạnh Lục Lâm Thiên. Ca ca bị sao vậy? Tay Lục Tâm Đồng kéo một người. Là Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang. Mặt Gia Cát Tử Vân trắng bệch, máu chảy ròng ròng, dường như bị Lục Tâm Đồng trà đạp dữ dội. Lục Tâm Đồng biết Gia Cát Tử Vân là nhi tử của Gia Cát Tây Phong, thấy ca ca bắt giữ Gia Cát Tây Phong nên Lục Tâm Đồng cũng bắt luôn Gia Cát Tử Vân. Lục Lâm Thiên khẽ nói. Tạm giữ mạng nhỏ của hắn lại. Lục Lâm Thiên liếc qua Gia Cát Tử Vân, có lẽ giữ người này lại còn có chỗ dùng. Trong ba sơn môn vốn có 24 cường giả tôn cấp, cộng thêm Gia Cát Tây Phong là 25 tôn cấp. Trừ Gia Cát Tây Phong bị bắt ra lúc này chỉ còn lại 5 cường giả tôn cấp. Lục Lâm Thiên vốn giết 4 người, đánh bị thương 12 người, tổng cộng 26 nạn nhân. 26 cường giả tôn cấp chết trong tay một mình Lục Lâm Thiên, chiến tích máu me khiến người bị rung động. Giữa không trung chỉ có 5 tôn cấp còn sống, trừ 3 tôn cấp lục trọng phá vũ tôn giả, thanh sát tôn giả. Âm Nguyệt Tôn giả ra còn 2 tôn cấp ngũ trọng. Một người là Vũ Tôn ngũ trọng, đang bị Thánh Vũ Thiên Tôn hòa Thánh Linh Thiên Tôn thêm vào Thánh Pháp Thiên Tôn luyện chế 2 khôi lỗi bát giai vây công, đã tới mức không chống đỡ nổi nữa. Một người khác là Tôn giả ngũ trọng của Lan Lăng Sơn Trang,
đang bị mấy tôn cấp ngũ trọng thiên phong tôn giả, tình linh tôn giả bao vây, cũng đã tới lúc đèn cạn dầu. Trong vây công tuy mọi người có thực lực tuyệt đối áp đảo đối thủ nhưng không dám gấp gáp làm thịt ngay. Đều là tôn cấp ngũ trọng, lỡ đối phương tự bạo hồn ảnh kéo người chết chùm thì rất rắc rối. Hồn anh vũ tôn ngũ trọng tự bạo đủ sức đánh gục tôn cấp lục trong, dù mọi người có hợp sức cũng khó đối kháng lại hết. Cho nên mọi người đánh nhau vẫn có hạn độ, vừa không để đối thủ trốn thoát vừa không dám dồn ép quá đáng. Phá vũ tôn giả, âm nguyệt tôn giả, thanh sát tôn giả cực kỳ thê lương và oán hận tột độ lạnh lùng quát. Lục Lâm Thiên, hóa vũ tông ta không bao giờ tha cho ngươi. Lan Lăng Sơn Trang ta với ngươi không chết không ngừng với ngươi. Hắc sát giáo không đội trời chung với ngươi. Thanh âm vang vọng trên 9 tầng mây, làm mang tai mọi người run rẩy. Lục Lâm Thiên cười nhạo. Không chết không ngừng thì làm sao? Ngươi cảm thấy các ngươi có thể uy hiếp được ta sao? Thánh Vũ Thiên Tôn hét to một tiếng. Chết đi! Thánh Vũ Thiên Tôn cùng Thánh Linh Thiên Tôn dốc sức tấn công. Hai người giơ tay nhấc chân khuấy động lực lượng thiên địa hùng hậu. Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn mang theo cột sáng công kích khủng bố đụng mạnh vào Vũ Tôn ngũ trọng của Hóa Vũ Tông. Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn dốc sức tấn công, uy thế kinh người khủng khiếp làm không gian dọc thế đi đều nứt rạn. Cảm giác thời gian chơi đùa đến đây là hết. Hai người nhanh như tia chớp mạnh mẽ giết đối thủ. Mắt Vũ Tôn ngũ trọng của Hóa Vũ Tông tràn ngập độc ác. Bản tôn liều mạng với các ngươi. Vũ Tôn ngũ trọng gặp mấy đợt trọng kích vốn đã khó đỡ một Vũ Tôn ngũ trọng đỉnh phong, một Linh Tôn ngũ trọng đỉnh phong hợp tác công kích. Một Linh một Vũ phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau khiến Vũ Tôn ngũ trọng của Hóa Vũ Tông chỉ có nước bị đè đầu đánh. Vũ Tôn ngũ trọng của Hóa Vũ Tông hét xong làm cú chót liều mạng, kết thủ ấn, gã dự định tự bạo hồn anh. Đến tình huống này đã không cách nào trốn thoát, dù chết cũng không để đối thủ sống thoải mái. Người tu luyện đến trình độ này không ai hiền lành, đều được rèn luyện từ các tình huống hiểm nguy. Vũ Tôn ngũ trọng sắp tự bạo hồn anh, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn không dám cứng đối cứng. Tự bạo hồn anh, rút mau. Ánh sáng dưới chân hai người chợt lóe, nhanh chóng thụt lùi. Vũ Tôn ngũ trọng đang định tự bạo hồn ảnh nổi điên hét to. Trốn đi đâu? Bản tôn có chết cũng phải kéo một đệm lưng. Vũ Tôn ngũ trọng chuẩn bị tự bạo hồn anh làm sao dễ dàng tha cho Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn. Tự bạo hồn anh khiến thực lực tăng lên nhiều, tốc độ của Vũ Tôn ngũ trọng nhanh hơn. Phải nói Vũ Tôn ngũ trọng của Hóa Vũ Tông tính cách khá điên cuồng, kiên quyết không chịu bỏ qua cho Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng khống chế cửu tinh khốn long trận, mọi thứ trong trận đều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng thấy vậy vận dụng hai khôi lỗi bát giai chặn đường Vũ Tôn ngũ trọng. Hai khôi lỗi đánh ra một năng lượng thất luyện chấn mở sóng gợn không gian lăn tăn tê ản ra phương xa. Hai khôi lỗi bát giai oanh kích nhưng lúc này thực lực của Vũ Tôn ngũ trọng tăng mạnh, khí thế lên đến Vũ Tôn lục trọng. Tránh ra cho ta. Khí thế ngút trời tuôn ra như muốn kết nối cùng thiên địa, năng lượng khủng bố cuồn cuộn, hai quyền oanh kích. Bùm bùm bùm. Hai quyền ấn đụng vào đòn công kích từ hai khôi lỗi. Tựa như thiên thạch va chạm, lực lượng đụng độ bắn ra hỏa hoa. Kinh khí khủng bố khuếch tán, không gian run rẩy. Lực lượng mạnh mẽ, hai khôi lỗi bát dài bị đánh bay đi, thân hình cực kỳ cứng rắn vốn bị Vũ Tôn ngũ trọng chấn cho giãn nứt, giờ thực lực của gã tăng nhiều cộng thêm đánh hết sức mạnh tập trung vào chỗ lõm vào, cánh tay khôi lỗi bị chấn nát. Khôi lỗi rách nát bị tổn hại hơi từ trên cao xuống. Đánh văng hai khôi lỗi bát giai xong Vũ Tôn ngũ trọng nhanh như tia chớp lao tới trước mặt Thánh Linh Thiên Tôn. Chết cũng tìm ngươi làm đệm lưng. Xung quanh thân hình chướng to của Vũ Tôn ngũ trọng có các vết nứt không gian, uy thế tăng lên, sắp có vụ nổ kinh khủng. Nguy rồi. Con người Thánh Linh Thiên Tôn tập hạo nhiên co rút nhanh chóng thụt lùi. Vũ Tôn ngũ trọng tự bạo hồn anh, rõ ràng là quyết tâm kéo Thánh Linh Thiên Tôn làm đệm lưng. Cho đến nay bọn họ không xuống tay giết người vì sợ dồn ép Vũ Tôn ngũ trọng quá đáng, khi đó không ai dễ chịu gì. Vũ Tôn ngũ trọng đã điên cuồng. Khục khục, cùng nhau chết đi. Lực lượng ngút trời tỏa đỉnh Thánh Linh Thiên Tôn, tiếp theo thân hình Vũ Tôn ngũ trọng chướng to. Trong khoảnh khắc sau lưng Thánh Linh Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện một bóng người đen như mực. Bóng đen vừa xuất hiện liền phất tay vẽ một vòng tròn trước mặt mình. Chỉ là Vũ Tôn ngũ trọng tự bạo hồn anh. Không biết tự lượng sức mình. Vòng tròn được vẽ lộ ra khe hở không gian đen thui,
một không gian đơn độc bao phủ lên Vũ Tôn Ngũ Trọng. Bùm bùm bùm. Cơ thể Vũ Tôn Ngũ Trọng nổ tung, lực lượng ngút người đổ ập xuống, ánh sáng năng lượng như thực chất điên cuồng dậy sóng. Không gian bị ánh sáng năng lượng đáng sợ vặn vẹo, không gian nổ tung, bộc phát tiếng nổ như sấm sét. Dòng khí không gian bị xé rách. Lực lượng ngút trời này tan biến trong không gian đơn, không có chút xíu kình khí nào tiết ra ngoài được. Mạnh quá! Vân Thiếu Thiên, Lữ Chính Cường, đám người Tình Linh Tôn Giả, Thiên Thủy Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả, Giác Linh Tôn Giả ánh mắt kinh thán. Bóng người đen như mực đột nhiên xuất hiện, thực lực mạnh đến mức này. Đối với người từ Đông Hải đến thì chẳng có gì lạ. Dưới thiên đảo bọn họ sớm kiến thức thực lực của Hắc Vũ. Người xuất hiện sau lưng Thánh Linh Thiên Tôn chính là Hắc Vũ. Thánh Linh Thiên Tôn toát mồ hôi lạnh, thấy Hắc Vũ ra tay liền hành lễ. Đa tạ Hắc Vũ tiền bối. Thân phận của Hắc Vũ rất cao trong Thánh Linh giáo, gần bằng Thiên Tôn đời thứ nhất. Nhưng Hắc Vũ không có chức vị cụ thể nên Thánh Linh Thiên Tôn chỉ đành gọi tiếng tiền bối. Hắc Vũ xuất hiện, mắt nhìn chằm chằm đằng trước, chợt ánh mắt Hắc Vũ thay đổi, con người co rút. Hắc Vũ nhìn hướng Lục Lâm Thiên. Thiếu chủ, có cường giả đến. Hắc Vũ chưa dứt lời thì không gian xa xôi truyền ra hai tiếng hét to. Dừng tay cho ta. Ai dám xuống tay với đệ tử Hóa Vũ Tông ta thì bản tôn sẽ nghiền xương kẻ đó thành tro. Ai dám ra tay với đệ tử Lan Lăng Sơn Trang ta thì bản tôn sẽ biến kẻ đó thành mây khói. Thanh âm kinh thiên động địa. Trên ngọn núi phía xa, lão nhân áo lam không có chút khí thế dao động đứng cạnh Tử Yên buông tiếng thở dài. Tối hôm qua phá quân sinh xích, tứ tinh tụ hội, khó nói rõ biến cố thế nào, tất cả đều chưa biết. Thật sự là sự việc có biến động, không ngờ Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang đều sắp đặt hậu chiêu. Hình như hai lão bất tử phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả đã tới. Tử Yên biến sắc mặt hỏi dồn. Trưởng lão, thực lực của phong Vũ Tôn giả, Liễm Linh Tôn giả như thế nào? Trưởng lão đối kháng lại hai người này được không? Lão nhân áo lam khẽ nói. Hai lão bất tử này ngày xưa thực lực ngang ngửa ta, bây giờ thì không rõ nhưng chắc chắn vẫn vậy. Ánh mắt Tử Yên lộ tia lo lắng hỏi. Trưởng lão, vậy chúng ta có nên giúp đỡ Phi Linh Môn không? Mắt lão nhân áo lam lóe tia sáng, lạnh nhạt hỏi lại. Thánh nữ dường như đặc biệt lo cho Phi Linh Môn. Ánh mắt Tử Yên hơi thay đổi đáp. Hiện tại Phi Linh Môn không tầm thường, chúng ta trợ giúp Phi Linh Môn thì tương lai Phi Linh Môn mới giúp chúng ta. Xem tình huống đi, Phi Linh Môn có linh thú cường đại như Cửu Thiên Côn Bằng, dù là ta đụng phải cũng không chiếm ưu thế chút nào. Tuy Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông cũng sẽ có hậu chiêu nhưng mọi thứ đều chưa biết. Lão nhân áo lam thì thào. Tuy nhiên Lục Lâm Thiên quá đáng sợ, giết chóc đáng sợ, thực lực cũng đáng sợ, tốc độ trưởng thành không thể tưởng tượng. Lần này Ba Sơn Môn tổn thất thảm trọng. Tử Yên lẩm bẩm. Giết chóc thế này có khi nào chọc điên Ba Sơn Môn không? Trong mắt nàng tràn ngập lo lắng. Lão nhân áo lam thì thào. Chuyện kia sắp đến nên Ba Sơn Môn không kiềm được ra tay với Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn. Nhưng Ba Sơn Môn tính sai, gặp tổn hại nặng như vậy, Ba Sơn Môn bị tổn thương nguyên khí, cuối cùng như thế nào thì bây giờ ta không nói chính xác được. Lỡ như Ba Sơn Môn bất chấp liều mạng, e rằng mọi cân bằng sẽ hỗn loạn. Nhưng nếu Ba Sơn Môn không muốn ngọc đá đều nát thì sẽ cố nhịn. Trong Thiên Môn Cốc, nghe hai thanh âm đó thì Phá Vũ Tôn giả, Âm Nguyệt Tôn giả cười gằn. Khục khục, các ngươi tiêu đời rồi. Hôm nay tất cả các ngươi sẽ phải nợ máu trả bằng máu. Hắc Vũ truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên ngay. Thiếu chủ, có cường giả đã đến cách vạn dặm, chỉ giây lát sẽ tới nơi. Nét mặt Lục Lâm Thiên xa sầm. Hắc Vũ thúc, mau lên, giết hết những người còn lại. Lục Lâm Thiên có nghe được thanh âm từ giữa không trung. Mặc kệ người đến là cường giả đẳng cấp nào thì để lại mấy cường giả tôn cấp này sẽ tăng áp lực lớn cho các đại sơn môn, chẳng bằng giết hết. Lục Lâm Thiên dứt lời, chớp mắt Hắc Vũ đã tới trước mặt Vũ Tôn Ngũ Trọng của Lan Lăng Sơn Trang đang bị các cường giả Thiên Thủy Tôn giả, Tình Linh Tôn giả vây công. Hắc Vũ xuất hiện nhanh đến nỗi đám người Thiên Thủy Tôn giả, Tình Linh Tôn giả hoàn toàn biến sắc mặt. Trong khi mọi người ngạc nhiên, hai tay Hắc Vũ vung lên vạch một vòng tròn kỳ dị giữa không trung. Năng lượng thiên địa hùng hậu tụ tập lại, nơi đầu ngón tay Hắc Vũ xẹt qua thì gợn sóng không gian bị đao quang sắc bén ngăn cách lộ ra vệt đen. Khi vòng tròn bị vẽ ra, Vũ Tôn Ngũ Trọng biến sắc mặt.
không gian trăm thước quanh Vũ Tôn Ngũ Trọng bị đông lại, hoàn toàn phong tỏa. Biến dị làm Vũ Tôn Ngũ Trọng thót tim, con người co rút nở to, đôi mắt tuyệt vọng. Thực lực của người đột nhiên đến này quá mạnh. Vèo. Chỉ giây lát ngắn ngủi Hắc Vũ đã đến bên Phá Vũ Tôn Giả, tay cũng vẽ một vòng tròn. Không gian nơi Phá Vũ Tôn Giả ở cũng bị vặn vẹo đông lại. Vù vù vù. Hắc Vũ nhanh như tia chớp nhoáng lên một cái, tựa như thuấn di. Trong các cặp mắt trợn mắt há hốc mồm, hai cường giả tôn cấp lục trọng Âm Nguyệt Tôn Giả, Thanh Sát Tôn Giả bị Hắc Vũ thi triển Họa Địa Vi Lao giam cầm. Chỉ hai giây ngắn ngủi mà ba cường giả tôn cấp lục trọng, một Vũ Tôn Ngũ Trọng, bốn siêu cấp cường giả đều bị Hắc Vũ giam cầm. Thiên Phong Tôn Giả, Giác Linh Tôn Giả đứng gần, các cường giả Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn ở phía xa chố mắt líu lưỡi nhìn. Thì ra nam nhân tuấn tú áo đen luôn không bắt mắt lại có thực lực khủng khiếp như vậy. Loại thực lực này đã không thể hình dung bằng từ khủng bố. Cùng lúc đó, trên bầu trời vang tiếng hét như sấm sét. Phá cho ta! Trên không gian xám xịt bị cửu tinh khốn long trận bao phủ, một bóng người áo xanh vạm vỡ hiển hiện, quyền ấn co lại, rồi đập xuống. Lực lượng mạnh mẽ đập xuống không trung, giây lát oanh kích vào cửu tinh khốn long trận. Ầm ầm ầm. Âm thanh đinh tai kéo theo lực lượng thiên địa hùng hậu, mang theo năng lượng khủng bố đụng mạnh vào không gian xám. Uy thế kinh khủng làm không gian dọc đường đi đều nứt rạn, trên cửu tinh khốn long trận nổi vằn không gian mỏng manh lan tràn đến phương xa. Nhưng lực lượng khủng khiếp như thế vẫn không đủ làm cửu tinh khốn long trận tan vỡ hoàn toàn. Có điều đám cường giả thánh pháp bộ mặt không còn chút máu. Giây lát trong không trung có một bóng trắng mảnh khảnh xuất hiện. Phá! Người này lộ mặt vô hình trung ảnh hưởng năng lượng xung quanh. Nhìn đại trận dưới bầu trời, mắt người áo trắng lóe tia sáng lạnh, năng lượng khủng bố tuôn ra từ cơ thể nhanh chóng ngưng tụ thành trường ấn hùng hồn trước mặt. Trong không gian tràn ngập năng lượng vô hình. Xoẹt! Trường ấn hiển hiện, không gian gió mây vần vũ mang theo tiếng sấm nổ ầm ầm, chốc lát va chạm vào cửu tinh khốn long trận đã nứt rạn, làm cả không gian run rẩy. Giữa không trung, Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng phun ra vòi máu. Phụt! Các cường giả thánh pháp bộ ai nấy hộc máu, đều bị đánh bay. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, cửu tinh khốn long trận nổ tung, gợn sóng năng lượng khủng bố khuếch tán thổi quét, ồ ạt bẻ gãy nghiền nát, chấn vỡ tất cả đỉnh núi chập trùng trong sơn mạch Thiên Môn Cốc. Trong phút chốc trời sụp đất nứt, không gian lộ ra, sát khí máu me bắn lên cao. Hắc Phủ lạnh lùng quát. Bị thương đệ tử của Thánh Linh giáo phải trả giá đắt. Năm ngón tay Hắc Vũ co lại chộp không khí. Hai bóng người một xanh một trắng đồng thanh kêu lên. Khốn kiếp, ngừng tay cho ta. Bóng người lao nhanh vào Hắc Vũ. Cùng lúc đó, năm ngón tay Hắc Vũ đã siết lại, không gian phong tỏa riêng cũng co rút. Bốn không gian phong tỏa như bong bóng trứng to bị năm ngón tay bóp mạnh cái vỏ, không gian bắt đầu vặn vẹo rồi rạn nứt. Bùm, 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 bùm. Trong đôi mắt ngạc nhiên của các cường giả, bốn không gian đã bị phong tỏa đột nhiên nổ tung. Tiếng sấm đinh tai nhức óc như sét giữa trời xanh, kình phong cuồng bạo thổi quét. Quanh bốn không gian nổ tung, không gian bị xốc lên bốn cái lỗ không gian sâu thẳm. Kình khí ngút trời và năng lượng thiên địa thành đường cong giữa không trung, khuếch tán tràn ra đến khoảng cách nhất định thì tự động biến mất. Bốn siêu cấp cường giả tôn cấp cũng biến thành mảnh vụn và máu đổ ào ào. Các cường giả Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn, Vân Dương Tông ánh mắt kinh sợ. Trợn mắt há hốc mồm. Thực lực mạnh quá. Đây là bốn siêu cấp cường giả, ba tôn cấp lục trọng, một tôn giả ngũ trọng, vậy mà giơ tay nhấc chân bị người áo đen giết, hồn anh không chạy ra được. Loại thực lực này làm sao không khiến người giật mình. Khốn kiếp, ta sẽ không tha cho ngươi. Nợ máu trả bằng máu, chịu chết đi. Hai bóng người đến nhưng đã muộn một bước, chính mắt nhìn cường giả trong môn bị giết ngay trước mắt lửa giận ngút trời. Hai người cùng một lúc vận dụng linh lực chân khí kéo theo năng lượng thiên địa, dao động khủng bố tràn ra từ thân thể bọn họ. Thoáng chốc bốn phía khuếch tán khí tức khủng khiếp. Bàn tay hai người bừng lên cột sáng chân khí công kích khủng bố và thất luyện linh lực mạnh mẽ đập vào Hắc Vũ phía đối diện. Uy thế khủng bố kinh người, không gian dọc đường đi đều vụn vỡ, khí thế ngút trời tuôn ra như muốn nối cùng thiên địa. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn, thế hùng hổ đè ép đám người Thiên Phong Tôn giả. Giác Linh Tôn giả ở gần đó nhanh chóng thụt lùi. Thấy công kích của hai người ập đến, dường như Hắc Vũ đã chuẩn bị từ trước, bàn tay vẽ vòng tròn trước mặt, thân hình biến mất trong không gian.
về lĩnh ngộ không gian thì Hắc Vũ có thiên phú bẩm sinh. Ầm ầm ầm, hai lực công kích hủy diệt rơi vào không gian nơi Hắc Vũ vừa đặt chân. Góc không gian này bị cuộc va chạm kinh khủng làm run lắc dữ dội. Dư âm kình khí đáng sợ xé rách từng cái khe không gian, lộ ra tia sáng đen nhưng giây lát liền khép lại. Cộp cộp cộp, bão năng lượng kình khí đáng sợ trên bầu trời tán đi, một số cường giả tôn cấp đứng gần đó bị đẩy lùi trong dư âm kình khí nhưng không bị tổn thương gì. Xoẹt, trong phút chốc thân hình Hắc Vũ lướt không gian đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, lên tiếng. Thiếu chủ, một vũ tôn bát trọng, một linh tôn bát trọng, không dễ đối phó. Lúc trước người Ba Sơn Môn bóp nát Ngọc Giản cầu cứu e rằng thông báo những cường giả này đến giúp đỡ, cường giả đẳng cấp như thế đến một mình thì xé nát không gian, vạn dặm xa xôi chỉ vài giây là tới nơi. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt nói. Cường giả tôn cấp bát trọng. Thực lực của hai người này đều đến tôn cấp bát trọng, cường giả tới đẳng cấp này tuy không thể tạo ra không gian trùng động nhưng dư sức xé rách không gian mà đi. Trên bầu trời, hai bóng người một xanh một trắng đánh hụt. Thấy đối thủ thoát khỏi không gian thì nhíu mày, rất bất ngờ. Linh thú bát giai hậu kỳ. Thấy rõ bộ dạng của hai người, mấy cường giả xung quanh biểu tình hoảng hốt nhận ra. Là Liễm Linh tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang. Phong Vũ tôn giả của Hóa Vũ Tông, lão quái khủng bố này đến. Một truyền âm chui vào tai Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, hai người này chính là lão quái ngàn năm bế quan trong Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông. Một người là Phong Vũ tôn giả, xem vũ như mạng, vũ giả tam hệ, lão quái nổi danh đã lâu thật lâu. Liễm Linh tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang cũng là cường giả nổi danh trên ngàn năm, không ngờ hai người đều đến. Là Phi Đao tôn giả của Nhật Sát Các đứng gần đó. Lục Lâm Thiên gật đầu với Phi Đao tôn giả, mắt nhìn chằm chằm hai người kia. Người áo xanh thân hình thô kệch, khuôn mặt tròn chính, mặt trầm như nước, khoảng 70 hoặc 60 tuổi. Nhưng chắc chắn tuổi thật của lão nhân áo xanh đã vượt qua bề ngoài. Người này đứng lơ lửng, mắt quét bốn phía, nhìn tay chân cụt rải rác dưới đất thì mắt bắn ra tia lạnh lẽo. Vô hình chung không gian trở nên nặng nề, năng lượng thuộc tính lặng lẽ tụ tập. Người áo trắng mảnh khảnh hơn một chút, dao động khí thế nhẹ nhàng hơn như thể hòa thành một cùng không gian. Bề ngoài 60 tuổi, mặc trường bào màu trắng, quanh thân luôn có năng lượng thiên địa đậm đặc bao bọc kéo theo năng lượng thiên địa biến đổi. Người áo trắng hí mắt nhìn chằm chằm bên dưới, đôi mắt đen láy sâu thẳm như ánh sao nhưng lộ rõ sát ý. Lục Lâm Thiên bay tới bên cạnh đám người Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng. Tiết lão, các người có sao không? Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, dường như bọn họ bị thương không nhẹ. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng lau máu bên môi nói. Giáo chủ, chút vấn đề nhỏ này qua một thời gian là sẽ lành. Tuy các cường giả Thánh Pháp bộ bị thương khá nặng nhưng không nguy hiểm mạng sống. Cửu tinh khốn long trận bị mạnh mẽ phá hủy, bọn họ chỉ bị chấn thương. Gia Cát Tử Vân bị Lục Tâm Đồng chộp trong tay nhưng không bị khóa miệng, thấy người áo trắng mảnh khảnh thì lớn tiếng kêu cứu. Liễm Linh lão tổ, tất cả đệ tử chúng ta đều bị Lục Lâm Thiên giết, Thái Thượng trưởng lão cũng bị Lục Lâm Thiên giết. Cứu ta, mau cứu ta với. Lão nhân áo trắng nhìn Gia Cát Tử Vân chằm chằm. Ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng Lục Tâm Đồng. Tiểu nữ Oa Nhi, mau buông người trong tay ngươi ra. Lục Tâm Đồng trợn to mắt liếc hướng Lục Lâm Thiên đứng bên cạnh. Nét mặt Lục Lâm Thiên xa sầm, hắn định mở miệng nói chuyện bỗng một thanh âm già nua từ xa ồm ồm vọng lại. Liễm Linh, ngươi sống hơn một tuổi vậy mà ăn một tiểu nữ Oa Nhi tại đây, không sợ làm mất mặt Lan Lăng Sơn Trang của ngươi sao? Nghe thanh âm này, đám người Lữ Chính Cường, Lữ Tiểu Linh, Giác Linh tôn giả đứng một bên sắc mặt dịu lại, thở phào nhẹ nhõm. Phù! Tiếng quát vừa dứt, trên bầu trời khuếch tán sóng gợn, một làn sóng không gian như bị xé rách, bóng người mặc trường bào màu tím bay ra. Khi người áo tím xuất hiện toát ra khí thế vô hình, bề ngoài 70 tuổi. Nếu nhìn kỹ người áo tím thì linh hồn sẽ run sợ, không kiềm được rét run. Vô hình chung cảm giác có năng lượng ngạo bao phủ người. Thấy người này các cường giả Linh Thiên Môn hành lễ cung kính nói. Tham kiến Mang Linh lão tổ. Người tới phất tay ra hiệu, mắt nhìn chằm chằm mảng lớn sơn mạch, cảnh sát chết la liệt làm người đó nhíu mày. Lục Lâm Thiên ngước lên nhìn. Linh Thiên Môn cũng có cường giả đến. Khí thế của người này cực kỳ cường đại, không dưới Phong Vũ tôn giả, Liễm Linh tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông. Xem ra Linh Thiên Môn sớm có sắp xếp.
trong các siêu vật khổng lồ này không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Mang linh tôn giả của Linh Thiên Môn cũng đến. Linh Thiên Môn cũng có sắp xếp. Nhìn người áo tím, cường giả trong Đông Hải thay đổi sắc mặt. Người áo tím quét mắt sơn mạch bên dưới rồi nhìn chăm chú phương xa, mắt như bắn ra ánh sao. Yết Sát, người đến hơi muộn. Mang linh tôn giả dứt lời, phương xa nổi vằn sóng không gian, một người mặc đồ đen đứng trên cao. Mang linh, Hắc Sát giáo ta núi cao nước xa nên tất nhiên tới muộn chút. Người mặc áo đen đến, thân hình cực kỳ vạm vỡ, khoảng 70 tuổi, vô cùng già nua nhưng bên trong chứa khí thế bùng nổ, mắt sáng như đuốc. Không gian quanh chỗ người áo đen đứng nhiệt độ nóng cháy đáng sợ. Khi lão nhân áo đen nhìn chằm chằm bên dưới thây ngã khắp nơi, xác chết mấy chục vạn Hắc Sát giáo chúng đập vào mắt lão. Lão nhân áo đen tức giận quát. Là ai làm, bản tôn nhất định bằng thây kẻ đó ra thành vạn khúc. Liễm linh tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang nhìn người tới nhưng mắt lạnh lùng luôn quét hướng đám người Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn. Yết Sát, là ai làm chẳng lẽ người còn chưa nhìn ra? Xem ra ngay từ đầu chúng ta đã nằm trong tính toán của người khác. Lão nhân áo đen nhìn đám người phi đao tôn giả. Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Thiên Hiệp Đảo, thì ra các ngươi đã lén thông đồng với nhau. Hai đảo hai các xuất hiện tại đây, cổ vực đảo Đông Hải cách rất xa, nếu không sớm liên lạc thì sao hai các hai đảo có mặt được. Mang linh tôn giả vùng áo tím, hờ hững liếc qua Yết Sát tôn giả, Liễm linh tôn giả, Phong Vũ tôn giả. Chúng ta thông đồng làm sao bằng Hắc Sát giáo, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông các ngươi hợp mưu. Lần này xem như báo ứng đi. Nghe mang linh tôn giả nói, ba người Liễm linh tôn giả cơ mặt co giật, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Yết Sát tôn giả nói. Hừ, Linh Thiên Môn các ngươi sắp đặt Phi Linh Môn hô mưa gọi gió, mục đích là gì không cần ta nói thẳng ra chứ. Phi Linh Môn diệt 10 chỗ phân đà của Hắc Sát giáo ta, trêu chọc vào Hắc Sát giáo, chẳng lẽ Hắc Sát giáo ta không diệt Phi Linh Môn được sao? Yết Sát tôn giả chưa nói xong chợt có tiếng cười nhạt. Ha ha ha. Lục Lâm Thiên phất trường bào, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Phi Linh Môn ta diệt 10 chỗ phân đà của Hắc Sát giáo của ngươi là vì Hắc Sát giáo, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông trêu chọc Phi Linh Môn ta trước. Ba sơn môn các ngươi vây công Phi Linh Môn ta, diệt 10 chỗ phân đà của ngươi chỉ mới là bắt đầu. Yết Sát tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, nơi này không có tư cách cho nói chuyện. Khí tức tu vi Vũ Vương cửu trọng không đáng lọt vào mắt Yết Sát tôn giả. Lục Lâm Thiên lộ mũi nhọn lạnh băng. Ta chính là trưởng môn của Phi Linh Môn, ngươi nói xem ta có tư cách nói chuyện không? Thực lực của người này cực mạnh, sự việc hôm nay đã đến mức này thì không cần để ý mấy cường giả đó nữa. Nghe Lục Lâm Thiên nói, Yết Sát tôn giả lần nữa nhìn về phía hắn. Trưởng gờ môn Phi Linh Môn. Đồn rằng Linh Vũ song tu, Vũ giả ngũ hệ. Tuy Yết Sát tôn giả luôn bế quan nhưng có đệ tử bẩm báo cho biết việc lớn thế này. Yết Sát tôn giả cau mày nói. Tiểu tử chưa dứt sữa nhưng giọng điệu thật lớn lối, bản tôn muốn giết mạng nhỏ của ngươi không khác gì dẫm chết một con kiến. Mắt Hắc Vũ lóe sát ý. Hoành hoang, đừng nói nhà ngươi không có thực lực lấy mạng của thiếu chủ nhà ta, ngươi cũng không có tư cách lấy. Nếu chủ nhân có ở đây thì một bàn tay đủ đập chết ngươi. Có người nhục nhã thiếu chủ tức là sỉ nhục chủ nhân, Hắc Vũ tuyệt đối không cho phép. Yết Sát tôn giả nhìn Hắc Vũ chằm chằm. Linh thú bát giai hậu kỳ. Mắt Yết Sát tôn giả bắn tia sáng lạnh về phía Hắc Vũ, nhưng rồi lão ngạc nhiên cảm nhận khí tức trên người Hắc Vũ. Gia Cát Tử Vân hét to. Liễm linh lão tổ, cứu ta, cứu ta trước đi, phụ thân của ta và công tôn tông chủ, đồng giáo chủ đều bị Lục Lâm Thiên bắt giữ, cứu ta với. Tận mắt thấy giết chóc ngút trời làm Gia Cát Tử Vân nghĩ mà run, gã cứ tưởng Lục Lâm Thiên chết chắc, Phi Linh Môn sẽ bị san bằng, nhưng ai ngờ kết quả khác hẳn với tưởng tượng. Thực lực của Lục Lâm Thiên đã mạnh đến mức Gia Cát Tử Vân không theo kịp, ba sơn môn bị tàn sát hầu như không còn. Gia Cát Tử Vân dứt lời, Yết Sát tôn giả, Phong Vũ tôn giả, Liễm linh tôn giả cùng nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Tiểu tử, mau thả người, nếu không bản tôn sẽ bầm thây ngươi ra thành nhiều mảnh. Mang linh tôn giả cũng nhìn Lục Lâm Thiên đăm đăm, ánh mắt thay đổi, dường như người của Linh Thiên Môn truyền âm báo cáo gì đó với lão. Lục Lâm Thiên lạnh lùng hỏi. Tại sao ta phải thả người?
các ngươi cảm thấy mình có thể uy hiếp ta được sao?